tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 901, chít 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 chít. Khi tà ma chuột hamster nghe tống thư hàng nói vậy thì lập tức vui vẻ nói. Thật ư, tống thư hàng. Sao tự dưng khi mình từ chối lời khiêu chiến của nó thì nó lại vui vẻ thế nhỉ? Chẳng biết trong này có hiểu lầm gì không nữa. Tà ma chuột hamster vui vẻ nói. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Nói xong, nó bèn vươn tay hất nhẹ một cái một đại trận hình cung xuất hiện bao trùm lấy tống thư hàng và tà ma chuột hamster. Cái không gian này đúng là không gian lôi đài chiến đấu mà tà ma chuột hamster kia từng kéo tống thư hàng vào trong lần khiêu chiến trước kia. Đó là một không gian dị thứ nguyên sử dụng một lần. Tống thư hàng nói, mở nó, con tà ma chuột hamster này có hiểu tiếng người không thế, ông đây từ chối mà. Tà ma chuột hamster nói, tiếp theo, chúng ta hãy đánh một trận đi đánh cái con khỉ, ta từ chối yêu cầu quyết đấu của ngươi rồi mà. Tống thư hàng tức giận gào to, vừa gào vừa xoay người đối mặt về chỗ bạch tiền bối, bạch tiền bối, các vị tiền bối, mau giúp ta. Lần trước khi Tống thư hàng rơi vào không gian lôi đài chiến đấu, bạch tôn giả đã dùng sức mạnh không gian đưa lưu tinh kiếm vào trong cứu Tống thư hàng ra ngoài. Tà ma chuột hamster nói với vẻ đắc ý, vô ích thôi, bây giờ không ai có thể nhìn thấy ngươi đâu không gian lôi đài chiến đấu dùng lần này đã được chủ nhân của ta thăng cấp rồi, ngoại trừ ngươi ra thì không có ai có thể cảm ứng được nó. Thực ra từ khi ta tới gần ngươi thì bạn của ngươi đã không thể nhìn thấy chúng ta rồi. Lần này vừa xuất hiện thì tà ma chuột hamster đã kích hoạt một trận pháp mà chủ nhân cho. Dưới sự bảo vệ của trận pháp, trừ phi tu vi đã tới kiếp tiên cửu phẩm, nếu không thì đừng hòng nhìn thấy nó. Audio điện tử võ tấn bền Nói cách khác, trong mắt các đạo hữu nhóm cửu châu số 1, Tống Thư Hàng vốn đứng ở đỉnh tử cấm đã đột nhiên biến mất tiêu, nhanh gọn còn hơn cả dịch chuyển không gian. Tà ma chuột hamster lại hí hửng nói tiếp. Hơn nữa, thật ra ngươi có đáp ứng lời khiêu chiến của ta hay không cũng thế. Dù ngươi không đồng ý đi chăng nữa, một khi khi ta kích hoạt không gian chiến đấu này rồi kéo ngươi vào trong thì quyết đấu đã bắt đầu. Trừ khi ngươi không chống cự, đứng yên tại chỗ để ta tẩn cho một trận tà ma chuột hamster phất áo bào trắng của mình, tiếp đó trịnh trọng rút trường kiếm tăm xỉa răng của mình ra, làm dáng ngầu lòi rồi nói. Tuy đã từng giới thiệu một lần rồi, nhưng ta vẫn giới thiệu lại lần nữa cho ngươi biết. Kiếm này tên là Thi Phong, là bảo kiếm tứ phẩm hiếm có. Thân dài 6,47cm, trọng lượng nặng 0,5g. Đừng có thấy nó nhỏ mà khinh, nó chính là lợi khí khó tìm trong thiên hạ, có thể dễ dàng xé rách chân nguyên hộ thể của tu sĩ tứ phẩm như ngươi tống thư hàng gạch nối tà ma chuột hamster hất cằm nói quyết đấu đi tống thư hàng rút bảo đao ngươi ra cho dù người dùng loại phòng ngự cấp bậc ngũ phẩm lúc trước thì ta cũng không ngại đâu lần này thiên ngoại phi ma ta đây chắc chắn sẽ đánh nát bét cái mai rùa phòng ngự kia của ngươi tống thư hàng đáp cái loại phù bảo ấy ta đã dùng hết từ lâu rồi thật đáng tiếc ta vốn đang định thử nghiệm kiếm thuật của ta trên hộ phù ngũ phẩm của ngươi một phen Tà ma chuột hamster giờ trường kiếm tăm xỉa răng lên, đâm đâm tới trước rồi nói. Đến đi, đến đi, không có loại phù bảo chết tiệt đó thì càng thích hợp cho chúng ta đánh một trận ra trò. Xem ra trận chiến này không thể nào tránh được, tống thư hàng đau khổ sụ mặt. Tà ma chuột hamster nói. Không cần bi quan như thế đâu, nếu ngươi có thể thắng ta. À không đúng, ngươi không hề có cơ hội thắng ta cho nên dù ngươi có thể đánh thắng ta hay không chỉ cần ngươi và ta đánh xong trận này thì ta sẽ lập tức tặng cho ngươi một món quà. Tống Thư Hàng nói, ta không có hứng thú với món quà của ngươi. Vậy đừng rong dài nữa, chúng ta bắt đầu quyết đấu đi. Tà ma chuột hamster lười lại nhảy, nó giơ kiếm trong tay lên, chân dùng bộ pháp vô cùng cao minh sông về phía Tống Thư Hàng, khi còn ở giữa hư không thì đã đâm một kiếm. Kiếm thế cũng không nhanh, nhưng thanh kiếm tam xỉa răng kia lại đang biến ảo vị trí liên tục, mỗi lần biến ảo, mũi kiếm đều nhắm vào điểm yếu chí mạng của Tống Thư Hàng. Chân Tống Thư Hàng thi triển thân pháp quân tử vạn lý hành, thay đổi vị trí trong phạm vi nhỏ. Nhưng mũi kiếm tam xỉa răng kia cũng thay đổi theo, luôn mang đến cảm giác nguy hiểm cho Tống Thư Hàng. Tà ma chuột hamster tự phối âm cho mình. Thiên ngoại phi ma, chịu chết đi. Một kiếm này đúng là rất lợi hại. Tống Thư Hàng có cảm giác làm thế nào cũng không tránh được giống như toàn bộ cơ thể đều bị kiếm thế bức bách, mặc người dày xéo. Tống Thư Hàng lấy bảo đao bá toái từ trong túi thu nhỏ một tất ra. Diệp Tư Thầm hỏi Tống Thư Hàng. Thế nào rồi, người có đỡ được một kiếm này không? Tống Thư Hàng thành thật đáp. Không thể đỡ được, kỹ thuật của chiêu này rất cao siêu. Hơn nữa ta cũng thua nó một đại cảnh giới. Trừ khi ta xuất hoa sen ra hút nó thành chuột khô. Nhưng nếu làm vậy thì con chuột này sẽ chết chắc. Tà ma chuột hamster là thuộc hạ của bạch tiền bối tu, nể mặt bạch tiền bối tu, tống thư hàng cũng không thể giết nó được. Diệp tư hỏi, nhưng đối phương cũng không hề có sát ý, người có muốn nhân cơ hội này luyện tập kỹ xảo chiến đấu không? Tống thư hàng, không cần, hắn và tà ma chuột hamster này cũng chẳng có gì để đánh. Hơn nữa nếu tống thư hàng muốn luyện kỹ xảo chiến đấu thì cũng có cách để luyện, không cần phải đi kiếm độ thuần thục từ con chuột kia. Quan trọng hơn hết, Tống Thư Hàng mong tìm ra được được cách phá giải thiên ngoại phi ma này hơn kiếm độ thuần thục nhiều. Kỳ thật giao lưu bằng ý thức chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt. Diệp Tư cười nói, cho nên, Tống Thư Hàng đáp, để ta cho ngươi được kiến thức kỹ năng mới của ta một chút nhé. Thuật ba đầu sáu tay. Trước khi lợi kiếm tà ma chuột hamster đâm tới, có hai chiếc đầu xinh đẹp và hai đôi tay xuất hiện từ chỗ bả vai của Tống Thư Hàng khuôn mặt Diệp Tư và Mỹ Nhân có nốt ruồi kia cùng xuất hiện. Đồng thời, một bàn tay mảnh khảnh nhận lấy bá toái từ tay Tống Thư Hàng. Diệp Tư cười nói, ta không giành đao pháp mà. Nói xong, Diệp Tư cầm bảo đao bá toái, đột nhiên chém ra một đao ở góc độ hết sức xảo quyệt. Cô không sử dụng đao pháp gì, thuần túy là nhanh tay lẹ mắt tìm được nhược điểm trong kiếm thuật của tà ma chuột hamster rồi chém một đao tới. Keng! một kiếm gần như hoàn mỹ của tà ma chuột hamster bị chặn lại. Không chỉ thế, cơ thể của tà ma chuột hamster bị một cỗ lực lượng cực mạnh từ trên bảo đao bá toái chuyển tới hất bay ra ngoài. Tà ma chuột hamster vội vàng kêu to. Chít 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 chít. Cơ thể nó đập mạnh lên vách không gian lôi đài chiến đấu, bị vách tường năng lượng chặn lại, ngã nhào ra đất. Tống Thư Hàng cười tâu tuyết nói. Người thua rồi. Tà ma chuột hamster giận dữ. Ta không phục. Ba đầu sáu tay ngươi dùng là cái quỷ gì vậy?" Tống thư Hàng xoay bảo đao bá toái trong tay một cái, thản nhiên đáp, "Đây chính là thuật ba đầu sáu tay độc môn của ta, do ta khổ sở luyện ra, ngươi không phục cái gì chứ?" Tà ma chuột hamster chớp chớp mắt, "Thật là thuật ba đầu sáu tay độc môn à?" Tống thư Hàng đáp, "Ngươi sợ à? Sợ cái con khỉ, chẳng qua chỉ là pháp thuật tà môn mà thôi, hãy xem ta phá nó đây." Tà ma chuột hamster giận dữ đáp lại rồi cầm trường kiếm tăm xỉa răng của mình vọt về phía tống thư hàng, miệng hô to. Thiên ngoại phi ma. Bốp. Chít 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 tức quá, tức quá, tại sao ba đầu sáu tay của ngươi lại có sức mạnh cấp bậc ngũ phẩm chứ? Sợ chứ gì? a a a sợ cái con khỉ ấy, thiên ngoại phi ma. Bốp. Chít 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 chít. Thiên ngoại phi ma. Bốp. Chít 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 cứ lặp đi lặp lại như thế dù thiên ngoại phi ma mà tà ma chuột hamster thi triển tinh diệu cỡ nào thì khi vào tới trước mặt tống thư hàng cũng sẽ bị cánh tay nắm bảo đao bá toái của diệp tư chém một nhát bốp sau đó chuột hamster đáng thương lập tức bị đánh bay ngã phịch trên đất diệp tư nói phiền thế còn chưa chịu thua nữa à cũng có phải chơi trò đập chuột đâu bị đánh bay nhiều lần như vậy rồi chẳng lẽ con hamster này vẫn không lĩnh ngộ được điều gì sao Tà ma chuột hamster cả giận. Chết tiệt, tiếp tục đi, lần này thiên ngoại phi ma của ta chắc chắn có thể đánh trúng cơ thể ngươi. Xem thiên ngoại phi ma, bản nâng cấp của ta đây." Diệp Tư hỏi, "Ta có thể làm thịt nó không?" Tống thư hàng đáp, "Thôi, đánh đến khi nó không thể cục cựa là được rồi. Nếu đánh chết thì ta không biết phải ăn nói thế nào với bạch tiền bối tu đâu." Diệp Tư gật đầu. Vì thế, khi tà ma chuột hamster lại xông tới, Diệp Tư bèn quát khẽ một tiếng. Bốp! Lần này, Diệp Tư dùng lực càng mạnh hơn, tà ma chuột hamster bị đánh bay vút lên trời. Thiên khấp chi kiếm. Diệp Tư khẽ quát xong thì lập tức dùng đao làm kiếm, đâm liên tục chín kiếm về phía tà ma chuột hamster ở phía trên. Kiếm khí do Diệp Tư đánh ra quả thật sáng như đèn pin, bộc phát dài hơn 10 thước. Chín kiếm đánh ra, kiếm nào cũng chém trúng người tà ma chuột hamster. Phịch, Tà ma chuột hamster rơi xuống đất, lần này nó không thể đứng dậy được nữa. Trên thực tế, nếu không phải Diệp Tư khống chế tốt lực độ thì một chiêu thiên khắp chi kiếm đó đã đủ thái tà ma chuột hamster thành hạt lựu rồi. Chít 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 chít, tà ma chuột hamster ngã trên đất lăn lộn cả bôi vẫn chưa thể bò dậy được. Nó bèn thở dài nói. Ngươi thắng rồi. Tống Thư Hàng đáp. Nếu vậy thì ngươi giải trừ không gian lôi đài này đi. Đợt chút, đợi ta thở cái đã. Tà ma chuột hamster nói vậy rồi móc một đốm sáng nhỏ màu đen trên người nó ra. Đó là một hạt sen. Nó ném hạt sen cho Tống Thư Hàng rồi nói. Cho ngươi đấy. Tống Thư Hàng hỏi. Cái gì đây? Tà ma chuột hamster suy yếu nói. Lòng ma dược tề ngươi đưa khiến chủ nhân của ta rất hài lòng. Đây là quà đáp lễ. Hạt giống, tà liên, một loại thực vật sinh trưởng tại thế giới cửu U. Sau khi dùng nó thì ngươi có thể nhận được một tà thuật, ngoài ra nó còn có thể khiến năng lực tự lành của ngươi mạnh hơn. Tống Thư Hàng nhận lấy hạt sen. Thì ra là thứ này sao? Lúc ở trạng thái đi vào giấc mộng, Tống Thư Hàng từng nhìn thấy hạt giống tà liên này. Một thứ cùng chủng loại với hạt giống quân tử kim liên của nho gia. Tống Thư Hàng hỏi. Ta từng dùng hạt giống kim liên của nho gia, lại dùng hạt giống tà liên này thì liệu có vấn đề gì không? Tà ma chuột hamster đáp. Yên tâm đi, không sao đâu. Tống Thư Hàng nghe vậy bèn nuốt hạt sen vào bụng. Tà ma chuột hamster bổ sung. Cho dù có vấn đề hẳn cũng sẽ không chết người. Tống Thư Hàng nói. Đậu xanh. Nói luôn một lần sẽ chết gà. chương 902, ta chỉ nhận nhân dân tệ, USD cũng được. Mà cũng lạ, tại sao khi hắn nhận hạt sen tà liên chỉ hỏi một câu có ăn được hay không thì đã vội vàng nuốt nó chứ. Đến tận bây giờ giờ, Tống Thư Hàng vẫn rất cẩn thận trước những thứ mình không biết rõ trong tu chân giới. Nhưng lần này khi lấy được hạt sen tà liên kia thì Tống Thư Hàng lại nuốt mất theo bản năng. Là vì tin tưởng Bạch Tiền Bối ư, sau đó chuyển sự tín nhiệm đó đến trên người Bạch Tiền Bối tu sao? Không thể nào. Bạch Tiền Bối là Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối tu là Bạch Tiền Bối tu, trước giờ Tống Thư Hàng vẫn phân biệt rõ ràng chuyện này. Cho nên là do hạt sen tà liên tỏa ra hương vị hấp dẫn hắn, khiến hắn không kềm được nên nuốt nó giống như người đói thấy thức ăn ư. Tóm lại thì vẫn là do bản thân hắn quá sơ ý. Lúc này Diệp Tư Sư Tỷ đột nhiên khóc lớn, vẻ mặt vô cùng thương tâm. Thư hàng, hu 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 hu, người không sao chứ, hu 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 hu. Tà ma chuột hamster ngu người. Nó thấy tống thư hàng được mặt ra, lại thấy Diệp Tư đột nhiên khóc lớn bèn lo lắng hỏi. Này, người không sao chứ? Chắc không phải là hạt sen tà liên kia thật sự có vấn đề nên Tống Thư Hàng bị trúng độc đấy chứ? Tống Thư Hàng đáp: "Chắc là ta không sao đâu." Khi nuốt hạt sen tà liên kia vào, Tống Thư Hàng thấy đắng ngắt như nuốt phải hoàng liên. Ngoài ra, tà thuật sẽ sinh ra sau khi ăn hạt sen tà liên vẫn chưa xuất hiện. Tà ma chuột hamster hỏi: "Vậy tại sao cái đầu bên trái thuật ba đầu sáu tay của ngươi lại khóc đứt ruột đứt gan như thế?" Tống Thư Hàng cũng ngạc nhiên hỏi Diệp Tư: Diệp Tư, sao cô lại khóc thế? Diệp Tư lau nước mắt nói. Hu hu hu, không biết tại sao khi thấy chú hamster nhỏ bé đáng yêu này tội nghiệp như thế thì ta lại kềm lòng không đặng mà bật khóc. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Tà ma chuột hamster. Gạch nối. Sau đó, tà ma chuột hamster hét lớn. Khoan đã, ta bị thương nặng như vậy còn không phải do người dùng đao đánh ta trọng thương sao? Mỗi vết thương trên người ta đều do người gây ra đấy. Hu hu hu, đúng vậy, là ta đánh người trọng thương, nhưng nước mắt ta vẫn cứ rơi như thế. Diệp tư sư tỷ quệt tay lau nước mắt đi, nhưng vì bị thiên khắp bảo điện ảnh hưởng nên không thể ngừng khóc được. Con gái đều làm bằng nước, Diệp tư còn ghê hơn, cô làm từ đại dương. Tà ma chuột hamster, gạch nối. Tà ma chuột hamster chưa từng gặp người nào dối trá như thế. Đánh nó trọng thương còn bảo nhìn bộ dáng thương tích đầy mình của nó thật đáng thương còn dối trá hơn cả mèo khóc chuột. Vào lúc này, Tống Thư Hàng ăn hạt sen tà liên cũng rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là năng lực tự lành của Tống Thư Hàng mạnh hơn. Tống Thư Hàng có thể cảm giác được năng lực khôi phục của mình tăng lên gấp đôi. Sau đó là tuổi thọ Tống Thư Hàng lại tăng thêm cỡ 10 năm nữa. Tăng thêm 10 năm tuổi thọ không phải công hiệu của hạt sen tà liên. Đó là hiệu quả sau khi dược hiệu hạt sen tà liên được kích phát. Nó đã tạo ra hiệu ứng cộng hưởng với dược hiệu của quân tử kim liên trong cơ thể Tống thư hàng mà thành. Sau khi cộng hưởng với nhau, tuổi thọ Tống thư hàng lại có thể tăng thêm 10 năm. Đúng là niềm vui bất ngờ. Từ sau khi Tống thư hàng tấn chức đến cảnh giới tam phẩm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn có thể sống đến 300 tuổi. Tiếp đó, khi Tống thư hàng dùng quân tử kim liên cùng với suối nguồn sự sống trong tâm khiếu, tuổi thọ của hắn lại tăng thêm 50 năm tuổi thọ tống thư hàng bây giờ đang được hơn 400 năm. Nay dùng hạt sen tà liên xong, tuổi thọ của hắn lại tăng thêm 10 năm. Đừng xem thường 10 năm này, giới tu sĩ có bao nhiêu người bế tử quan đột phá cảnh giới thiếu đúng là 10 năm, 8 năm như thế. Chỉ cần là người tu chân thì không có ai sẽ rảnh tới mức ngại tuổi thọ của mình nhiều. Ngoại trừ tốc độ tự lành và tuổi thọ được tăng thêm, hiệu quả đi kèm của tà liên cũng xuất hiện. Giống như dùng quân tử kim liên thì có thể lấy được một dị năng, sau khi Tống Thư Hàng dùng tà liên thì lập tức có được một tà thuật thuộc về chính mình. Một khi được sinh ra, tà thuật sẽ giống như thiên phú bản mệnh, không cần học tập cũng có thể nắm giữ ngay lập tức. Diệp Tư tò mò hỏi: "Sao, lấy được năng lực gì thế?" Vẻ mặt Tống Thư Hàng hết sức quái dị, một lát sau hắn mới đáp: "Tà thuật xuất hiện rồi, chắc cũng có thể xem như một tà thuật không tồi đấy." Khi nói chuyện, Tống Thư Hàng khẽ nhấc chân trái lên, trong nháy mắt khi Tống Thư Hàng hạ chân trái xuống, linh khí trong hư không ngưng tụ tới, biến thành một bông sen màu đen nâng chân trái hắn lên. Khi Tống Thư Hàng giơ chân còn lại lên, lại có một đóa sen xuất hiện nâng chân phải của hắn. Tống Thư Hàng cứ chân dẫm hoa sen như thế mà bước về phía không trung. Mỗi khi Tống Thư Hàng bước ra một bước sẽ có một đóa sen xuất hiện dưới chân, còn đóa hoa trước lại sẽ tàn lụi, nhanh chóng biến mất. Mỗi bước mỗi đài sen hoa nở hoa tàn, bộ bộ sinh liên. Tà thuật này giống như thần thông Phật môn, chỉ là hoa sen dưới chân tống thư hàng biến thành màu đen mà thôi. Sau khi có thần thông tà thuật này, ở cảnh giới tam phẩm tống thư hàng cũng có thể đi lên không chung. So với dị năng thiệt chán liên hoa thì tống thư hàng thích tà thuật bộ bộ sinh liên này hơn. Nhưng tà thuật bộ bộ sinh liên này cũng có hạn chế. Nó không thể thi triển vô hạn được. Khi Tống thư Hàng duy trì thi triển Tà thuật Bộ Bộ Sinh Liên này không ngừng thì hắn cần nghỉ ngơi sau khi nở chừng trăm đóa hoa sen. Nhưng cũng giống như dị năng của quân tử Kim Liên, Tà thuật này cũng có thể thăng cấp. Muốn thăng cấp Tà thuật Bộ Bộ Sinh Liên thì Tống thư Hàng cần phải đi tìm hạt sen Tà Liên, hoặc Tống thư Hàng tự mình khổ tu cũng có thể thăng cấp cho Tà thuật này. Diệp Tư tò mò hỏi, tại sao lại là một dị năng liên quan tới hoa sen thế? Tống thư Hàng đáp: ta cũng không biết, có lẽ bị ảnh hưởng từ hạt sen quân tử Kim Liên Trăng. Tống Thư Hàng bây giờ miệng thì thiệt chán liên hoa, dưới chân thì bộ bộ sinh liên, đúng là từ đầu tới chân toàn hoa sen. Diệp Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, hoa sen dưới chân này cũng có thể ăn à? Tống Thư Hàng đáp, không được, hơn nữa ta không nghĩ sẽ có người dở hơi tới mức muốn ăn hoa sen dưới chân ta đâu. Ngoài ra, trừ năng lực bộ bộ sinh liên này thì Tống Thư Hàng còn chiếm được một tà thuật khác. Đúng vậy, sau khi ăn hạt sen tà liên, Tống thư hàng chiếm được tổng cộng hai loại tà thuật. Một tà thuật khác có thể gọi là răng tốt, khẩu vị tốt. Đây là một tà thuật hấp thu cộng bắn ngược. Nghe có vẻ trâu bò phết, nó có thể hấp thu pháp thuật tấn công Tống thư hàng rồi bắn ngược lại. Nhưng mà, tà thuật này cũng có hạn chế rất lớn. Đầu tiên, cách nó hấp thu pháp thuật tấn công Tống thư hàng là cần hắn há miệng nuốt pháp thuật đó vào, sau đó lại dùng miệng phun ra ngoài, đánh trả kẻ thù. Nói cách khác, khi một vị tên A quăng một quả cầu lửa về phía Tống Thư Hàng, nếu hắn muốn dùng tà thuật đánh trả thì phải há miệng thi triển răng tốt, khẩu vị tốt nuốt quả cầu lửa đó vào, sau đó mới có thể phun nó về phía vị A lại. Không có một bộ răng tốt, không có tố chất tâm lý mạnh mẽ thì thật sự không thể thi triển tà thuật này được. Ngoại trừ bị hạn chế phải dùng miệng, tà thuật này còn không thể đánh trả công kích pháp thuật loại thực thể. Những pháp thuật năng lượng như hỏa cầu, phong nhận, Sấm xét gì đó đều có thể nuốt vào rồi đánh trả Nhưng nếu đối phương dùng pháp thuật công kích gián tiếp như triệu hoán thiên thạch công kích linh tinh thì tà thuật này coi như vứt Tống thư hàng rõ ràng không có khả năng nuốt nguyên một viên thiên thạch được Cho nên tà thuật nghe qua có vẻ rất mạnh này lập tức trở nên yếu đi vì hai hạn chế đó Tà thuật răng tốt, khẩu vị tốt này nghe rất quen đúng không? Chuẩn rồi, răng tốt, khẩu vị tốt này từng là tà thuật thiên phú của Long Động Chủ Long động chủ chính là tà ma cửu u từng bị Bạch Tôn giả vô tình xiên chết, cuối cùng bị hiến công cư sĩ chế thành Long ma dược tề. Tống thư Hàng đã từng bước vào giấc mộng về cuộc đời của Long động chủ này. Hắn nhìn thấy Long động chủ nuốt hạt sen tà liên cửu u xong thì lập tức chiếm được tà thuật răng tốt, khẩu vị tốt kia. Không ngờ tà thuật răng tốt, khẩu vị tốt này lại xuất hiện trên người hắn. Nhưng mà Tống thư Hàng cũng không lập tức nói ra chuyện mình có tà thuật thứ hai. Tà ma chuột hamster còn ở bên cạnh đây này, quan hệ giữa Tống Thư Hàng và nó còn chưa tốt tới mức nói hết mọi chuyện cho nhau nghe. Nên Tống Thư Hàng cũng không nói gì về tà thuật thứ hai của mình. Hơn nữa, Tống Thư Hàng cảm giác tà thuật răng tốt, khẩu vị tốt này có lẽ khá thích hợp mình. Bởi vì trong tay Tống Thư Hàng còn có một phát thuật phụ trợ tên kình khôn thuật, nó có thể khiến răng và dạ dày Tống Thư Hàng càng mạnh mẽ hơn. Tà thuật răng tốt, Khẩu vị tốt mà phối hợp với kình khôn thuật thì nói không chừng sẽ có được hiệu quả không tưởng. Đợi sau khi ra khỏi không gian lôi đài này thì Tống Thư Hàng sẽ đi thử nghiệm một phen. Tống Thư Hàng thuận lợi nắm giữ tà thuật, bây giờ chỉ còn mỗi việc đợi tà ma chuột hamster khôi phục thể lực sau đó hóa giải không gian lôi đài quái dị này thôi. Tà ma chuột hamster còn đang nằm bẹp như xác chết. Đột nhiên Tà ma chuột hamster nhìn thấy một đầu và hai tay trong ba đầu sáu tay của Tống Thư Hàng lại chui ra khỏi người đối phương, đứng bên cạnh nó. Khi tà ma chuột hamster nhìn thấy diệp tư bản đầy đủ lập tức cả giận nói. Tống Thư Hàng, ngươi lừa ta. Đây căn bản không phải pháp thuật ba đầu sáu tay khỉ gió gì cả. Tống Thư Hàng bật cười. Ha ha, mặc kệ có phải là thuật ba đầu sáu tay của ta hay không, nhưng ngươi cũng thua rồi còn gì. Tà ma chuột hamster gạch nối. Lúc này, Diệp Tư lại nói. Đừng quan tâm chuyện đó nữa, ta thấy người bị thương nặng lắm đấy. Khó khăn lắm Diệp Tư mới ngừng khóc được. Tà ma chuột hamster lườm Diệp Tư một cái. Tuy mắt tà ma chuột hamster không có tròng trắng nhưng nó đang cố gắng làm động tác lườm người. Vết thương là do cô gây nên, có nặng hay không hẳn là tự cô cũng biết còn gì. Ha ha ha. Diệp Tư cười gượng một tiếng sau đó nói có muốn ta chữa cho ngươi không? Tà ma chuột hamster đáp. Cô biết chỉ rũ thuật à, ta cần pháp thuật thủy hệ gì đó chứ không cần chỉ rũ thuật của Phật môn đâu. Diệp Tư nói, biết mà, đương nhiên biết, ta chính là đệ tử Bích Thủy Các, am hiểu pháp thuật thủy hệ nhất đấy. Tà ma chuột hamster thành khẩn nói, vậy nhờ cô chữa cho ta một chút nhé. Diệp Tư đáp, không thành vấn đề, nhưng mà ngươi có tiền không? Tà ma chuột hamster nói, Ý cô là, linh thạch ấy hả? Diệp Tư đáp. Không, ý ta là nhân dân tệ, USD cũng được. Nhưng ta không thu tiền Việt Nam và đồng rupee Indonesia. Tà ma chuột hamster. Gạch nối. chương 903, đao hoàn. Ti tuyến chi đao. Tà ma chuột hamster. Ta không có mang thứ đó. Diệp Tư nghiêm túc nói. Hả, đầu năm nay ra cửa lại không mang theo tiền sao? Ngươi không biết câu, không có tiền nửa bước khó đi, à. Tà ma chuột hamster, thực ra ta có thể dùng linh thạch đổi lấy tiền của nhân loại bình thường. Diệp Tư nói: "Linh thạch tự ta cũng có, cái ta cần là tiền để đi vào các cửa hàng mua mua mua. Linh thạch lại không thể cầm đi mua mua mua." Tà ma chuột hamster im lặng một lúc lâu mới đáp: "Ta có thể ghi nợ không?" Diệp Tư: "Thôi, lần này xem như miễn phí cho ngươi." lần sau ra đường nhất định phải nhớ mang tiền mặt nhé loại vật như tiền ở hiện thế có ích lắm đấy diệp tư nói đầy thấm thía nói xong diệp tư vươn tay thi triển hai chỉ rũ thuật hiệu quả cao lên người tà ma chuột hamster vết thương tà ma chuột hamster đa số là ngoại thương hơn nữa diệp tư tự mình ra tay nên cũng biết chỗ nào cần chữa nhất sau khi quang hai cái chỉ rũ thuật xong thì tà ma chuột hamster có thể khôi phục hành động tà ma chuột hamster nói cảm ơn nhé nhớ kỹ sau này tới hiện thế nên đổi nhiều tiền mặt vào nhé diệp tư lại dặn dò nói xong cô lập tức quay về trong cơ thể tống thư hàng tà ma chuột hamster đứng dậy chắp tay với tống thư hàng rồi nói vậy thì tống thư hàng đạo hiếu chúng ta từ biệt tại đây vậy tà ma chuột hamster dẫu sao cũng là kẻ ra mặt mỏng không muốn bắt nạt kẻ yếu đuối sau khi nhận ân tình trị liệu của kẻ thù là diệp tư kia tà ma chuột hamster cảm thấy thật ngại ngùng nên vừa đứng dậy thì vội vàng chào từ biệt tống thư hàng. Nói xong, tà ma chuột hamster dùng một phù bảo khống chế lôi đài, mở một cánh cửa không gian chuẩn bị bước vào trong rời đi. Tống thư hàng vội vàng hô to. Chờ chút đã, chuột hamster đạo hiếu, trước khi rời đi, mời ngươi giải trừ không gian lôi đài này đã. Lần trước cũng vậy, sau khi con hamster này đánh xong thì lập tức mở cánh cửa nhỏ đi mất, quăng tống thư hàng lại trong không gian lôi đài may mắn hôm ấy bạch tôn giả cũng có mặt dùng năng lực không gian cứu tống thư hàng từ không gian lôi đài ra ngoài nhưng không gian lôi đài chiến đấu bây giờ là bản thăng cấp đến tận lúc này bạch tôn giả còn chưa tìm được lôi đài nếu tà ma chuột hamster lại vỗ mông bỏ đi tiếp thì tống thư hàng sẽ bị nhốt trong không gian lôi đài này mất tà ma chuột hamster vỗ đầu suýt chút nữa là quên hóa giải không gian này rồi nhưng mà nói thật ta thật muốn nhốt ngươi ở trong không gian lôi đài này luôn cho rồi như vậy ngươi sẽ không đi dụ dỗ chủ nhân ta nữa. Tống Thư Hàng, gạch nối, ngươi mù à, con mắt nào của ngươi thấy ta dụ dỗ chủ nhân của ngươi. Hơn nữa, bạch tiền bối tu, chủ nhân nhà ngươi cũng là một tên đàn ông có được không? Đúng rồi, thứ này cho ngươi, xem như ta trả lại ân tình hai cái chỉ rũ thuật kia. Tà ma chuột hamster nói xong lại ném một phù bảo nho nhỏ cho Tống Thư Hàng. Chỉ cần đưa chân khí vào là có thể kích hoạt phù bảo này, khiến người bước vào trạng thái ẩn thân hoàn toàn. Chỉ cần không đụng phải kiếp tiên cửu phẩm thì không cần sợ sẽ bị phát hiện. Ta cũng dựa vào nó mới tránh được tai mắt của những tu sĩ nhân loại kia. Phù bảo này có thể sử dụng chừng 2-3 lần, tự ngươi tiết kiệm chút đi. Nói xong, tà ma chuột hamster hóa giải không gian lôi đài. Sau đó nó chui vào trong cảnh cửa không gian bé bé ban nãy rồi biến mất tăm. Chấm. Sau khi không gian lôi đài được giải trừ, cơ thể tống thư hàng bỗng xuất hiện ngay trên đỉnh tử cấm. Lúc này, đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 đã chuyển đi chỗ khác, nhưng vẫn còn vài người đứng lại tại chỗ. Bạch Tôn giả đang tò mò ngồi xổm trên đỉnh tử cấm, dường như đang nghiên cứu gì đó, giống như có thứ gì đó khiến hắn cảm thấy hứng thú. Đông Phương Lục Tiên tử ôm một con chim tước xinh đẹp trong tay, thấp giọng nói chuyện với nó. Tam Nhật sư huynh và tiểu hòa thượng ngồi ở một góc của đỉnh tử cấm, yên lặng chờ đợi dược sư với Giang Tử Yên thì ngồi bên cạnh Tam Nhật. Thư hàng tiểu hữu ra rồi kìa. Vị trí đông phương lục tiên tử đứng khiến cô là người đầu tiên thấy Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện. Tống Thư Hàng, chào các tiền bối, khiến mọi người lo lắng rồi. Bạch Tôn Giả đứng lên. Thư Hàng, người mới đi đâu thế? Ta đột nhiên cảm giác được có lực lượng không gian dao động, sau đó người đột nhiên mất dạng. Nhưng mà ta lại không thể xác định vị trí của ngươi. Còn nữa, nơi người biến mất để lại ấn ký pháp thuật rất thú vị. Ta rất hứng thú với ấn ký pháp thuật loại ẩn hình trong đó. Nó cho ta cảm giác đồng căn đồng nguyên với công pháp mà ta đang tu luyện. Tống Thư Hàng đáp, là thế này, vừa rồi ta lại bị con hamster kia kéo vào không gian lôi đài. Chính là con hamster chúng ta gặp tại trận đại chiến với tà ma cửu u ở Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia ấy. Bạch Tôn Giả nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Thì ra là cái không gian kỳ quái kia không gian lôi đài đối phương sử dụng lần này chắc đã được thay đổi rồi đúng không? Đúng vậy. Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát rồi đưa phù bảo ban nãy tà ma chuột hamster để lại cho bạch tôn giả rồi nói. Bạch tiền bối, nếu ngài có hứng thú với pháp thuật ẩn hình ban nãy thì có thể xem thử phù bảo này đây. Phù bảo này chính là thứ mà con tà ma chuột hamster kia dùng để ẩn hình. Sau khi nhận lấy phù bảo nho nhỏ kia, đôi mắt bạch tôn giả sáng lên, lập tức cắm đầu nghiên cứu, lúc này dược sư lại mở miệng hỏi thư hàng tiểu hiếu người không bị thương đấy chứ tống thư hàng đáp ta không bị thương cảm ơn tiền bối đã quan tâm dược sư mỉm cười dịu dàng nếu vậy thì ta cũng an tâm các vị đạo hiếu ta và tử yên đi trước một bước nhé nói thật dược sư đột nhiên trở nên dịu dàng như thế khiến mọi người không quen lắm tống thư hàng đột nhiên nhớ đến một việc nên nói ngay đúng rồi dược sư tiền bối này bao giờ ngài rảnh thế, ta muốn thỉnh giáo ngài một chút tri thức về đan dược." Dược sư cười nói, "Ta biết rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta." Tống thư hàng, "Cảm ơn tiền bối, không cần khách khí." Dược sư nói xong lập tức đi trước một bước cùng Giang Tử Yên. Tiếp đó, Tam Nhật sư huynh dắt tiểu hòa thượng bước tới. "Thư hàng, mấy ngày nay làm phiền ngươi chăm sóc đám quả quả, bọn nó đã gây thêm phiền toái cho ngươi rồi." Tống Thư Hàng đáp, thật ra phần lớn thời gian bọn nó cũng có thể coi như khá ngoan. Ừ, đặc biệt sau khi Quả Quả và Trúc bị Tống Thư Hàng đánh mông một trận thì ba đưa sờ nóc lập tức ngoan hẳn. Tam Nhật Sư Huynh cười nói, ta đã nghe Quả Quả kể lại mọi việc rồi, cho nên ta mới nói đấy, với đám giặc con cứng đầu này thì phải đánh một trận mới chưa. Tam Nhật Sư Huynh nói xong lại lấy một sợi tơ trắng noãn ra đưa cho Tống Thư Hàng, rồi nói đúng rồi thư hàng này, đây là lễ vậy thú vị ta đã hứa sẽ tặng cho người đấy. Tống thư hàng tò mò. Đây là gì thế? Đây là một tài liệu luyện khí, tên là kiếm nhận ti. Đừng xem thường nó, nó sắc bén lắm đấy. Đúng rồi, kiếm hoàn bắc hà tán nhân sử dụng trong trận chiến giữa hắn và đồng quái tiền bối ngươi cũng thấy đúng không? Kiếm nhận ti chính là một trong những tài liệu để chế tạo kiếm hoàn đấy. Tam Nhật Sư Huynh giải thích. Sợi kiếm nhận ti này thuộc về loại tài liệu loại sắc bén, chuyên dùng để chế tạo kiếm hoàn sắc bén. Mấy hôm trước ta đột nhiên có việc đi ra ngoài chính là vì để kiếm kiếm nhận ti này đấy. Ta lấy được không ít, sợi kiếm nhận ti này xem như món quà nhỏ tặng cho ngươi." Tống Thư Hàng cảm thán. "Thì ra là kiếm hoàn, đỉnh thật đấy. Đáng tiếc, kỹ năng thiên phú của ta lại là đao." Tam Nhật Sư huynh cười to vỗ Tống Thư Hàng. "Ha ha ha." thật ra ngươi cũng có thể cân nhắc làm đao hoàn mà tống thư hàng lường tam nhật đao hoàn là thứ quỷ gì đại khảm đao được làm từ tơ sao tam nhật sư huynh nói ha không đùa nữa ngươi đã không sao thì ta và tiểu quả quả cũng phải đi trước đây cũng tới giờ cho tên nhóc này đi ngủ rồi tiểu hòa thương dụi mắt nói thư hàng sư huynh hẹn gặp lại hẹn gặp lại tống thư hàng phất tay nói Tam Nhật Sư Huynh mang tiểu hòa thượng ngự kiếm phi hành rời đi. Cảnh giới tứ phẩm ngự kiếm phi hành tuyệt thật đấy, trong lòng Tống Thư Hàng vô cùng khao khát. Bây giờ Tống Thư Hàng cũng cách cảnh giới tứ phẩm không xa lắm. Bốn kỳ mạch tam phẩm thì Tống Thư Hàng đã đả thông được mạch thứ ba dương viêm mạch rồi. Tiếp theo, Tống Thư Hàng chỉ còn chờ đả thông không vương mạch thì sẽ lập tức có tư cách trùng kích cảnh giới tứ phẩm thôi. Nhưng mà trước lúc tấn trước cảnh giới tứ phẩm, Tống Thư Hàng còn rất nhiều chuyện phải làm ít nhất thì tống thư hàng cần học một chút trận pháp chuyên phụ trợ cho việc độ kiếp thiên kiếp khi tấn chức tứ phẩm cũng không phải chuyện đùa tống thư hàng không muốn bị xét đánh chết sau khi tam nhật sư huynh rời đi đông phương lục tiên tử ôm con chim tước kia đi tới trước mặt tống thư hàng cô vươn tay ra đưa chú chim về phía tống thư hàng a à, là tiểu thải tống thư hàng liếc mắt một cái thì lập tức nhận ra ngay con chim tước này chính là tiểu tước yêu biến ảo thành hình người xong thì lập tức đi tỏ tình với tên bắt yêu đẹp trai nghiêm thiệu. Tiếc thay đoạn tình kia đúng là trò đùa của tạo hóa. Tiểu tước yêu tiểu thải tỏ tình bằng cả tấm lòng nhưng suýt chút nữa lại bị người bắt yêu bắt về nhốt cả đời. Đông phương lục tiên tử cười nói. Tiểu thải nói nhất định phải đi cảm ơn ngươi. Tước yêu tiểu thải ngẩng đầu, phát ra thanh âm thanh thúy. Thư hàng tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngoài ra, Cảm ơn hạt sen quân tử Kim Liên và nước suối của ngươi. Đừng khách khí, chuyện vặt ấy mà." Tống thư Hàng vươn tay nhận Tước yêu tiểu thải từ tay Đông Phương Lục Tiên tử, vuốt nhẹ bộ lông của cô. "Mong rằng cô nhóc này có thể khôi phục từ đả kích tình yêu lúc trước." Tước yêu tiểu thải thoải mái xoay đầu, đột nhiên cô hỏi: "Thư Hàng tiên sinh, ngươi nói tại sao người và yêu lại không thể yêu nhau chứ?" Tống thư Hàng tò mò hỏi ngược lại: Ai nói với cô là người và yêu không thể yêu nhau. Tuy thời gian ta chính thức bước vào tu chân giới không lâu nhưng ta từng nhìn thấy không ít tin tức tu sĩ cường đại kết làm đạo lữ song tu với yêu tu trên nhật báo tu sĩ đấy. Tiểu thải lại cảm thán: "A không đúng, ý ta là tại sao người bắt yêu và yêu không thể đến với nhau vậy?" Tống Thư Hàng trả lời: "Vấn đề này cô nên đi hỏi người bắt yêu mới đúng." Nhưng nghĩ một lát, Tống Thư Hàng lại bổ sung: thật ra thì ta có một người bạn là người bắt yêu. Ta từng nghe hắn nhắc tới chuyện khi người bắt yêu đối mặt với yêu quái sẽ có một cảm giác kềm lòng không đậu mà muốn bắt yêu lại rồi giết sạch. Đây là một loại bản năng không thể khống chế được. Từ sau khi biết viện trưởng là người bắt yêu, Tống Thư Hàng lập tức hiểu được loại xúc động mà viện trưởng từng nói với mình là có ý gì. Có loại bản năng này, khi yêu quái gặp phải người bắt yêu thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi. chương 904 quyết định Đồ đệ của ta à, ta ban thưởng cho ngươi đạo hiệu Kim Cương Quân Tử Đao." Khi Tước Yêu Tiểu Thải nghe Tống Thư Hàng nói vậy thì đột nhiên vui vẻ nói: "Bản năng của người bắt yêu ư? Nói cách khác, Nghiêm Thiệu Đại ca muốn đuổi bắt ta cũng chỉ vì bản năng của người bắt yêu thôi à? Không phải ý của hắn đúng không?" Tống Thư Hàng: "Có lẽ thế." Nói cách khác, không phải lỗi của Nghiêm Thiệu Đại ca, sai chính là bản năng của người bắt yêu rồi ánh mắt tước yêu tiểu thải càng ngày càng sáng. Tình yêu là thứ có hiệu quả làm người ta mù đến đáng sợ, kẻ mưu cầu danh lợi đều mù. Ngoài ra, Tống Thư Hàng cảm thấy, cho dù sau này tước yêu tiểu thải tu luyện tới cảnh giới ngũ phẩm, biến ảo thành người thì cũng sẽ bị người lừa bán ngay lập tức. Quá hồn nhiên, tước yêu tiểu thải vui vẻ nói. Vậy Thư Hàng tiên sinh này, người nói nếu ta bỏ đi toàn bộ tu vi, khiến cơ thể không còn một chút yêu khí nào rồi đi gặp Nghiêm Thiệu Đại ca thì huynh ấy sẽ không muốn giết ta theo bản năng nữa đúng không? Khụ, cô thấy có đáng không? Tống thư hàng nhìn con chim ngu ngốc này, vì một người bắt yêu từng nuôi mình vài năm mà lại muốn xóa bỏ toàn bộ tu vi của bản thân ư? Phải biết tốc độ tu luyện của yêu tu chậm hơn nhân loại rất nhiều. Chỉ có biến ảo thành người thì tốc độ tu luyện của họ mới có thể ngang bằng với tu sĩ nhân loại một thân tu vi của tước yêu tiểu thải thật sự không dễ mà có đâu tước yêu tiểu thải gật đầu đang muốn trả lời thì đông phương lục tiên tử lập tức trầm giọng nói tiểu thải con chim ngu ngốc này tán công cái gì ngươi đừng có mơ nếu ngươi dám hủy toàn bộ tu vi thì ngày mai ta sẽ lập tức lái xe đi thịt tên kia thuận tiện đi thịt luôn cả nhà của hắn tước yêu tước yêu không khỏi rụt cổ cô biết đông phương lục trưởng lão nói được thì làm được nói đi thịt một nhà người ta thì chắc chắn sẽ đi thịt không chừa người nào. Đông phương lục tiên tử lại trừng tống thư hàng một cái. Nếu không phải hắn đột nhiên nói đến chuyện, bản năng của người bắt yêu, thì tước yêu tiểu thải cũng sẽ không nghĩ tới việc muốn hủy bỏ tu vi. Tống thư hàng cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn, hắn chỉ muốn an ủi tước yêu tiểu thải chút thôi, nào ngờ cô ta thế mà lại muốn hủy tu vi kỳ thật ngoại trừ hủy toàn bộ tu vi thì vẫn còn cách khác để che giấu yêu khí trên người của ngươi." Đông Phương Lục Tiên tử lại nói, "Ta nghe bằng hữu của ngươi từng nói, hai hạt châu ngươi đưa cho cô ta và thông nương trước kia thật ra chính là hạt xá lợi cao tăng Phật môn để lại. Sau này thông yêu yêu và bằng hữu của ngươi lại giao hạt xá lợi cho Tống thư hàng tiểu hiếu. Hai viên xá lợi từ kia có thể áp chế toàn bộ yêu khí trên người ngươi. Ngay cả người bắt yêu cũng không phát hiện được." Tống Thư Hàng nhìn tước yêu rồi nói. Đúng là hạt xá lợi có thể áp chế yêu khí trên người tiểu thải. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại hai viên hạt xá lợi kia đã không còn nữa rồi. Đông Phương Lục Tiên Tử tò mò hỏi. Không còn nữa. Tống Thư Hàng gật đầu, triệu hồi ánh sáng công đức đã hiện thực hóa của mình ra. Mỹ nhân rắn công đức xuất hiện, gương mặt lạnh tanh đứng sau phía sau Tống Thư Hàng, chỉ có đôi mắt là lóe sáng. Tống Thư Hàng nói. À, Hạt xá lợi hiện tại đã dung nhập vào trong ánh sáng công đức của ta, biến thành ánh mắt của nó rồi. Hạt xá lợi còn có thể dùng như vậy sao? Đông Phương Lục Tiên Tử xem như được mở mang kiến thức. Tống thư hàng hỏi: "Thật ra nếu xá lợi Phật môn có thể che giấu yêu khí trên người tiểu thải thì tiểu thải có thể cân nhắc đến chuyện đi tu luyện công pháp Phật môn, thế chẳng phải được à?" Đông Phương Lục lắc đầu nói: "Công pháp Phật môn đều mâu thuẫn với thiên tính của phần lớn yêu quái." Ngoại trừ yêu quái có huyết thống thần thú như Long, Phượng, Kỳ Lân gì đó ra, những yêu quái khác muốn tu luyện công pháp Phật môn đều làm nhiều công ít. Cố gắng gấp mấy mươi lần cũng chỉ có thể thu được một chút thành quả. Trừ khi là đại yêu ngũ phẩm tu luyện được hình người rồi chuyển sang tu công pháp Phật môn thì mới có thể lấy được thành tựu. Thì ra là thế. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới Thông Nương. Sau khi Thông Nương bị cửu đăng bắt đi, cô vẫn luôn tu luyện công pháp Phật môn qua 300 năm mà chỉ mới là nhất phẩm tam khiếu. Tốc độ đề thăng của cảnh giới đúng là vô cùng thê thảm. Tống Thư Hàng hỏi, vậy không tu luyện công pháp Phật Môn, chỉ tu luyện siêu độ của Phật Môn, ngừng tụ ánh sáng công thức thì sao? Hạt xá lợi cũng là công đức, đại từ bi, đại trí tuệ của Cao Tăng khi còn sống biến thành, nếu tiểu thải học siêu độ thành công, ngừng tụ ra một thân ánh sáng công đức hẳn cũng có thể ngăn chặn yêu khí trên người đúng không? Bạch Tiền Bối đột nhiên mở miệng nói có thể, ánh sáng công đức có thể trấn yêu khí. Đông phương lục tiên tử nói, cách này cũng được đấy. Tống thư hàng mỉm cười sờ lông chim tước yêu tiểu thải rồi nói. Cho nên cô không cần hủy tu vi của mình, tu vi không phải dễ gì mà có được, kiếp số trên con đường tu hành vô số kể, tình kiếp cũng chỉ là một kiếp trong đó mà thôi. Chuyên tâm đi học cách siêu độ của Phật môn, ngưng tụ công đức ánh sáng, sau đó vượt qua tình kiếp trong số mệnh của cô đi. Lúc Tống Thư Hàng đang nói xuyên, Mỹ Nhân rắn công đức đứng sau rất phối hợp, tỏa thánh quang công đức màu vàng ra, khiến Tống Thư Hàng trở nên vô cùng thần thánh. Đôi mắt tước yêu tiểu thải nhìn Tống Thư Hàng và Mỹ Nhân rắn ánh sáng công đức đang hóa hình phía sau đầy mê ly. Bỗng tước yêu tiểu thải như hiểu được điều gì đó. Cô vỗ cánh, bay đến trên mặt đất sau đó cố gắng làm ra động tác quỳ. Kỳ thật trình là nằm úp sấp một cục trên đất thôi. Tiếp theo, cái đầu nhỏ của tước yêu dùng sức dập xuống mặt đất rồi nói. Mong Tống Tiên Sinh nhận ta làm đồ đệ, dạy ta cách siêu độ và ngưng tụ ánh sáng công đức. Ánh sáng công đức phía sau Tống Thư Hàng đã có thể hóa thành hình người rồi đấy. Cường độ ánh sáng công đức thế này, ngay cả Phật môn hiện giờ cũng chẳng mấy vị cao tăng làm được đâu. Có một sư phụ sẵn ngay trước mắt, cô không nắm bắt cơ hội thì sẽ rất khó tìm được một sư phụ châu bò như vậy nữa. Tống Thư Hàng Hả? Đông Phương Lục Tiên Tử cũng gật đầu liên tục nói: "Đúng lắm, chuyện khác không nói chứ tốc độ ngưng tụ ánh sáng công đức của thư hàng Đạo Hữu đúng là nhanh nhất trong số tất cả những người ta từng thấy. Nếu nói bí quyết siêu độ thì ta ủng hộ thư hàng Tiểu Hữu." Tống thư hàng liên tục xua tay nói: "Không phải đâu, Đông Phương Lục Tiên bối, thật ra lý do ta có thể ngưng tụ được một thân ánh sáng công đức như này đều nhờ cả vào may mắn thôi." sau khi mới vừa học được cách siêu độ thì lập tức gặp được rất nhiều linh hoàng ngũ phẩm của vô cực ma tông bị cửu tu phượng hoàng đao của thất tu tôn giả giết chết, thân tử đạo tiêu, chỉ để lại vong hồn khiến tống thư hàng siêu độ không hề nhẹ bớn, lập tức lập tức ngưng tụ được ánh sáng công đức. Sau đó tống thư hàng lại gặp được mỹ nhân có nốt ruồi lệ trong thiên giới giao trì. Cộng thêm hai viên hạt xá lợi công đức, một loạt chuyện như vậy mới khiến ánh sáng công đức tống thư hàng đạt đến cảnh giới hiện giờ. Đông Phương Lục Tiên Tử cười nói. Phân bộ số 250 trong, yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà, bọn ta có thể gửi một phần quà bái sư thay tước yêu tiểu thải. Thư hàng tiểu hữu cảnh giới hiện tại của ngươi đã là tam phẩm, tương lai khi tấn chức tứ phẩm chắc chắn cần bố trí một số trận pháp độ kiếp đúng không? Trận pháp độ kiếp cần không ít tài liệu đặc biệt đấy nhé. Tống thư hàng, gạch nối, đông phương lục tiên tử đây là đang dụ dỗ đấy à? Đông phương lục tiên tử cười tùm tìm nói. Nếu ngươi đồng ý nhận tiểu thải làm đệ tử, phân bộ số 250 của bọn ta có thể cung cấp cho thư hàng tiểu hữu hai phần tài liệu của trận pháp độ kiếp. Nếu hai phần tài liệu đều bị ngươi dùng hết, từ phần thứ tư, bọn ta còn có thể giảm giá còn 80% cho ngươi đấy. Phân bộ số 250 trong, yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà, là phân bộ chuyên bán các loại tài liệu. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn trong thực tiên yến của biệt tuyết tiên cơ cũng có rất nhiều loại được mua từ nơi này. Đây không chỉ là dụ dỗ mà còn thuận tiện quảng cáo tiêu thụ sản phẩm nhà mình. Tống Thư Hàng lại cúi đầu nhìn phía tước yêu tiểu thải rồi hỏi. Yêu cầu của Đông Phương Lục Tiên Tử khiến ta không thể từ chối. Nhưng tiểu thải này, ta không muốn lừa gạt cô. Ta nói thật cho cô biết, từ lúc ta học được cách siêu độ đến giờ cũng mới hơn một tháng mà thôi vậy cô chấp nhận đi theo ta học cách siêu độ không? Ai ngờ tước yêu tiểu thải nghe Tống Thư Hàng nói xong thì hai mắt sáng rực. Trời Phật ơi, Thư Hàng tiên sinh học cách siêu độ mới hơn một tháng đã khiến ánh sáng công đức biến thành thực thể như thế. Nếu mình đi theo Tống Thư Hàng tiên sinh, dù chỉ học được một phần mười. Không, cho dù chỉ được một phần trăm, thậm chí một phần ngàn thì cũng không uổng công chút nào. Tước yêu tiểu thải đáp chắc địch. Xin Thư Hàng tiên sinh nhận ta làm đồ đệ. Tống Thư Hàng cảm thấy chắc chắn con chim ngốc này lại bổ não cái gì nữa rồi đây. Nhưng bởi vì thứ Đông Phương Lục Tiên Tử đưa ra dụ dỗ đúng là thứ Tống Thư Hàng sắp sửa cần tới, cho nên hắn nhận Tước Yêu Tiểu Thải làm đệ tử cũng không sao cả. Tống Thư Hàng đáp: "Được, nếu cô đã chấp nhận bái ta làm sư phụ thì ta chắc chắn cố gắng hết sức dạy cách siêu độ cho cô." Tước Yêu Tiểu Thải vui vẻ đáp: "Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử Tiểu Thải một lại." đông phương lục tiên tử đứng bên cạnh cười nói thư hàng tiểu hữu chúc mừng ngươi nhận được đồ đệ tiểu thải còn chưa có đạo hiệu ngươi ban thưởng một đạo hiệu cho cô ấy đi đạo hiệu à tống thư hàng lập tức nhớ tới bảy đạo hiệu kia của mình à à chờ một chút ta có bảy đạo hiệu mà chi bằng cứ chọn một cái trong số đó ban thưởng cho đệ tử của mình nhỉ dù sao ta cũng không dùng được nhiều đạo hiệu như thế nhưng không biết trong giới tu sĩ có kiêng kỵ gì khi chọn đạo hiệu cho đệ tử không nhỉ. Tống Thư Hàng bèn hỏi Đông Phương Lục Tiên Tử. Đông Phương Lục Tiền Bối, chọn đạo hiệu cho đệ tử có phải lưu ý gì không? Đây là lần đầu ta nhận đồ đệ. Đông Phương Lục Tiên Tử đáp. Không có gì cả, người cứ nghĩ tới đạo hiệu của lệ chi tiên tử, còn có đạo hiệu của sư huynh sư muội của cô ấy như mật đào tiên tử, ba la đạo trưởng gì thì hiểu ngay. Tống Thư Hàng gật đầu, ngẫm nghĩ bảy đạo hiệu của mình. 1. Kim cương quân tử đao 2. Bá đao tống nhất 3. Mộc đạo nhân 4. Bạch kinh đao khách 5. Thư sơn cư sĩ 6. Tâm đạo thư sinh 7. Thiện tâm tu sĩ Tống thư hàng nói với vẻ hài lòng. Tiểu thải, người hãy nghe cho kỹ. Hôm nay sư phụ ban thưởng cho ngươi đạo hiệu kim cương quân tử đao. Sư phụ không chỉ truyền thụ cách siêu độ cho ngươi mà còn sẽ dốc túi dạy đao pháp cho ngươi nữa. Kim cương quân tử đao và bá đao tống nhất là đạo hiệu tống thư hàng ghét nhất trong bảy đạo hiệu. Nhưng bá đao tống nhất đã bị nho ra tuyên truyền ra ngoài, không thể cho người khác dùng được. Đạo hiệu kim cương quân tử đao này lại có thể truyền cho đệ tử của mình. Tước yêu tiểu thải đần mặt ra. chương 905, mặt sấp đồng xu, đây là ý trời. Rốt cuộc cái đạo hiệu kim cương quân tử đao xuất hiện trong đầu sư phụ tống thư hàng kiểu gì thế? Bình thường, khi chọn đạo hiệu cho đệ tử người ta đều cố gắng chọn đạo hiệu có liên quan với đệ tử nhà mình. Phong cách của cô hoàn toàn không liên quan gì với đạo hiệu kim cương quân tử đao này cả mà. Tước yêu tiểu thải xoay đầu lại nhìn về phía đông phương lục tiên tử, đông phương lục trưởng lão. Bây giờ ta hối hận còn kịp không? Đông phương lục tiên tử chớp mắt rồi hỏi. Thư hàng, người thật sự muốn trao đạo hiệu này cho tiểu thải à? Tiểu thải thấy vẻ mặt nghiêm túc của đông phương lục trưởng lão thì bỗng nghĩ ngay chẳng lẽ cái đạo hiệu này có lai lịch gì ghê gớm lắm sao? Tống Thư Hàng tò mò hỏi ngược lại. Không được à? Đông Phương Lục Tiên Tử lắc đầu nói. Không phải không được, nhưng mà, Kim Cương Quân Tử Đao này là một trong bảy đạo hiệu ngươi đã từng dùng mà. Hơn nữa đạo hiệu này đã đạt được sự thừa nhận của không ít đạo hữu rồi. Tống Thư Hàng đáp. Ừ, nhưng mà một mình ta không thể luôn dùng hết bảy đạo hiệu được, Cuối cùng ta cũng phải chọn ra một cái từ trong số này thôi. Còn không quyết định đạo hiệu nữa thì rất nhiều tiền bối trong nhóm cửu châu số một sẽ bắt đầu gọi tống thư hàng hắn là tiểu hữu bảy đạo hiệu luôn mất tiểu thải trước mắt. Đạo hiệu này vốn là đạo hiệu của sư phụ ư Đông Phương Lục Tiên tử lại nói. Tuy là như thế nhưng mà trước khi người ban thưởng đạo hiệu này ta còn phải giải thích với người một việc. Đúng rồi, người có tin vào số mệnh không? Trước kia có lẽ không tin nhưng bây giờ ta tuyệt đối tin tưởng. Tống Thư Hàng nói xong, kềm lòng không đặng mà nhìn bạch tôn giả đang đứng nghiên cứu tấm phủ bảo kia bên cạnh. Có một tiền bối số mệnh nghịch thiên như vậy bên cạnh, sao mà hắn có thể không tin số mệnh được chứ? Bạch tôn giả cảm ứng được ánh mắt Tống Thư Hàng bèn ngẩng đầu hỏi. Nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi thì sao? Khổ, câu nói tìm đường chết kia Tống Thư Hàng sẽ không thốt ra khỏi miệng đâu. Hắn đáp, không có việc gì, Bạch tiền bối ngài cứ tiếp tục nghiên cứu đi, ta chỉ là muốn nhìn ngài một chút thôi. Bạch tôn giả gật đầu, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu tấm phủ bảo đang khiến mình hứng thú nọ. Đông phương lục tiên tử nói, nếu ngươi tin tưởng số mệnh thì dễ nói rồi. Thực ra đa số tu sĩ đều cho rằng trong hư vô, đạo hiệu có mối liên kết rất chặt chẽ với số mệnh của bản thân. Thậm chí nó còn sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của tu sĩ nữa. Tống Thư Hàng đáp, chuyện ấy ta cũng có nghe qua, Lúc trước khi ta lấy bảy đạo hiệu ấy, Tam Lãng Tiền Bối từng giải thích với ta rồi." Đông Phương Lục Tiên Tử nói tiếp, "Cho nên dù là đạo hiệu ngươi đã từng sử dụng một đoạn thời gian nhưng nó cũng đã liên kết với số mệnh của ngươi. Trong tình huống như thế, người ban tặng đạo hiệu của mình này cho tiểu thải thì chính là đã có được sự chấp nhận của ngươi. Vậy số mệnh tiểu thải sẽ thông qua đạo hiệu kia liên kết cùng với số mệnh của ngươi. Khi ấy, ta cũng không nói chắc được số mệnh sẽ xảy ra biến hóa kiểu gì đâu. Ừ, đối với tiểu thải thì hẳn là một chuyện tốt. Thư hàng tiểu hữu ngươi cũng là người có đại khí vận. Nếu để tiểu thải kế thừa đạo hiệu của ngươi, nói không chừng sẽ được số mệnh ngươi ảnh hưởng, khiến số mệnh của cô ấy cũng tăng lên. Còn có chuyện như vậy ư? Tống thư hàng xem như được mở mang kiến thức. Đông phương lục tiên tử nói. Thực ra việc kế thừa đạo hiệu để số mệnh bản thân được tăng mạnh cũng không phải chuyện bí mật gì ở tu chân giới. Nổi tiếng nhất trong đó chính là môn phái Tiên Kiếm Các, một trong bốn đại môn phái kiếm đạo. Trưởng môn bọn họ sẽ kế thừa đạo hiệu thái nhất kiếm quân trong nghi thức kế thừa chức trưởng môn nối tiếp đời đời. Tống thư hàng nói: "Cảm giác có vẻ phức tạp thật. Đông Phương Lục tiên tử, nên có muốn ban đạo hiệu Kim Cương Quân tử đao cho tiểu thải hay không thì phải xem quyết định của chính ngươi." đôi mắt tiểu thải lại lóe sáng. Tuy đạo hiệu kim cương quân tử đao hoàn toàn không phù hợp phong cách của cô, nhưng nếu chiếm được đạo hiệu này thì có thể khiến số mệnh cô được số mệnh sư phụ tống thư hàng ảnh hưởng, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Dù sao sư phụ là ngươi chỉ tốn một tháng đã khiến ánh sáng công đức hiện hóa thành bộ dáng mỹ nhân rắn đấy. Nếu cô có thể ăn ké được một chút thì sẽ sướng khỏi bàn. Tiểu thải đột nhiên phát hiện, bản thân rất muốn cái đạo hiệu này vì thế cô nhìn sư phụ với vẻ mong chờ. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó xoay đầu lại nhìn Bạch Tôn Giả. Bạch tiền bối, ngài cảm thấy ta có nên ban đạo hiệu kim cương quân tử đao này cho tiểu thải không? Bạch Tôn Giả không thèm ngẩng đầu lên. Chuyện của mình thì tự quyết định đi. Tống Thư Hàng nói, thì bởi vì chính ta cũng không quyết định được đây này. Điều Đông Phương Lục tiền bối nói có vẻ khá nghiêm trọng. Nhưng ta lại cảm thấy việc ban đạo hiệu cho tiểu thải là chuyện tốt do đó ta muốn hỏi ý kiến của bạch tiền bối ngài thử xem. Tiểu thải lập tức căng thẳng. Cũng không biết vị bạch tôn giả này sẽ trả lời thế nào nữa. Cô có thể lấy được đạo hiệu kim cương quân tử đao kia hay thì phải chờ vào vị bạch tôn giả này. Được rồi. Bạch tôn giả buông phù bảo xuống, sau đó lấy một đồng xu ra rồi nói. Người chọn mặt sấp hay là mặt ngửa đây? Tống Thư Hàng nói. Mặt sấp đi. Nếu mặt sấp, hắn sẽ ban thưởng đạo hiệu cho tiểu thải. Bạch tôn giả gật gật đầu, vươn tay ném đồng xu lên, đợi đồng xu rơi xuống thì lập tức chộp vào tay. Tiếp theo đó, bạch tôn giả đưa đồng xu trong tay cho Tống Thư Hàng nhìn. Là mặt sắp, ý trời đã định. Tống Thư Hàng hài lòng gật đầu, xoay người lại nghiêm mặt nói với tước yêu tiểu thải. Tiểu thải, nói lại lần nữa vậy, hôm nay, sư phụ ban thưởng đạo hiệu kim cương quân tử đao cho ngươi. Tiểu thải lại được mặt ra. Chỉ vậy thôi á? Chuyện quan trọng như thế mà lại quyết định nhờ Tung Đồng Xu ư? Sư phụ, như thế có phải là hơi thiếu trang trọng không? Nhưng Tiểu thải lại kịp sực tỉnh, bất kể thế nào, đạo hiệu Kim Cương Quân Tử đao quý giá kia cũng đã thuộc về mình rồi. Thế nên cô lại nằm sấp trên mặt đất, dập đầu nói: "Tiểu thải cảm ơn sư phụ ban thưởng đạo hiệu. Như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Kim Cương Quân Tử đao Tiểu thải." Tống Thư Hàng vui mừng nói. Cuối cùng cũng tặng được một cái đạo hiệu đi rồi. Lại nói, hắn vô tình có một đệ tử dự bị là Joseph. Một ngày nào đó, nếu Joseph cũng có thể chính thức trở thành đệ tử của hắn thì hắn cũng có thể chọn một đạo hiệu từ bảy cái kia tặng cho Joseph. Tống Thư Hàng đã nghĩ xong cả rồi. Bây giờ Joseph cũng đã dọn tới làm hàng xóm của hắn, cũng ở đường Bạch Kinh. Đến lúc ấy có thể cân nhắc tặng đạo hiệu số 4 Bạch Kinh đao khách cho Joseph. Tống Thư Hàng vừa nghĩ tới bảy đạo hiệu khiến mình phiền não lâu nay lập tức giải quyết được hai cái thì mừng húm. Chật, có nên tìm cơ hội nhận thông nương vào cửa luôn không nhỉ? Cô ta luyện thiên khắp bảo điển của Diệp Tư, mà Diệp Tư hiện tại lại là linh quỷ của hắn, giữa hai người tuy hai mà một. Từ một mức độ nào đó thì thông nương cũng là một nửa đệ tử của Tống Thư Hàng hắn rồi. Đến lúc đó, có khi lại chia được một đạo hiệu cho thông nương cũng nên. Nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi chấm chấm. Trận quyết đấu đỉnh tử cấm lần này, Tống Thư Hàng lại thắng lợi trở về. Một phần lễ vật của đồng quái tiên sư tạm tính, một hạt sen tà liên mang theo hai tà thuật thực dụng một sợi kiếm hoàn đoạn giới, một đệ tử, cộng thêm hai phần tài liệu để bày trận pháp độ kiếp và một thẻ yêu đãi 20% từ phân bộ 250 của tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Sau khi nhận vị đại đệ tử tiểu thải này, Tống Thư Hàng, Đông Phương Lục Tiên Tử, Bạch Tôn giả đều đi tới một chỗ ở bên cạnh Tử Cấm Thành. Nơi đó là một chỗ ở Bắc Hà tán nhân mua trước kia, để các vị đạo hữu có thể có một nơi tụ hội luận đạo sau khi quyết đấu đỉnh tử cấm kết thúc. Khi mấy người Tống Thư Hàng tới nơi thì bọn họ lập tức cảm giác linh khí thiên địa đang ngưng tụ rất mạnh. Trong hư không, có tu sĩ có thể nhìn thấy cảnh kim liên lúc ẩn lúc hiện, vừa có linh quang bảy màu, lại có diệu âm khi các đạo hữu luận đạo không ngừng vọng tới. Tống Thư Hàng cảm thán: mỗi lần tiền bối nhóm cửu châu số một luận đạo đều khoa trương như thế lần trước khi ở đoạn tiên đài của sở ra các tiền bối bắt đầu luận đạo cũng hệt như thế đủ loại thiên địa dị tượng thanh âm đại đạo quanh quẩn không dứt nhưng so với lần trước bây giờ thực lực của tống thư hàng đã tăng rất nhiều khi tiếp cận địa điểm các tiền bối luận đạo cũng không bị dị tượng khi luận đạo đè bẹp như lần trước đông phương lục tiên tử cười nói đám giở hơi tụ lại một chỗ không tán phét mà lại nghiêm túc luận đạo thế này đúng là hiếm thấy. Nếu Hoàng Sơn Trân quân nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Ý tưởng thực sự của Hoàng Sơn chân quân khi cùng thất tu tôn giả, phân tước tử của Huyền Nữ môn thành lập nhóm cửu châu số một năm đó chính là muốn cho các vị đạo hữu dễ dàng giao lưu, luận đạo với nhau. Nhưng không biết từ bao giờ không khí trong nhóm lại càng ngày càng lệch pha. Các đạo hữu trong nhóm càng lúc càng thích tám nhảm và tìm đường chết lẫn lộn đầu đuôi Hoàng Sơn chân quân nhìn thôi cũng thấy mệt tim hiếm khi được thấy các đạo hữu nghiêm túc luận đạo Tống Thư Hàng đi theo bạch tiền bối và Đông Phương Lục Tiên Tử lặng lẽ tìm một vị trí tốt bên trong lẳng lặng lắng nghe luận đạo loại cấp bậc này tạm thời Tống Thư Hàng còn không thể chen chân thời gian Tống Thư Hàng tu luyện quá ngắn cảnh giới không đủ nhưng trường hợp luận đạo dị tướng liên tục này chỉ cần nghe một lần lập tức có thể sánh bằng mấy tháng thậm chí mấy năm khổ tu là cảnh mà tu sĩ cấp thấp cầu mà không được. Đáng tiếc cảnh giới tước yêu tiểu thải quá thấp, hơn nữa là yêu tu nên dù Đông Phương Lục Tiên Tử thay cô trấn bớt, nhưng tiểu thải mới nghe được một lát đã thấy đầu choáng mắt hoa mà ngủ gục mất. Tương đối mà nói, thông nương đang ở trong túi thu nhỏ một tấc của Tống thư hàng vì cắm rễ trên ngộ đạo thạch nên vẫn luôn giữ được tỉnh táo. Hơn nữa, khi yên lặng nghe các tiền bối luận đạo, thông nương chỉ cảm thấy trong đầu sáng tỏ trong đầu thông nương lại xuất hiện cảnh bạch tiền bối tu và công nước đạo nhân phi thăng, kim quang đại đạo quấn thân trong mộng cảnh của bạch tiền bối tu. Lòng có sở cảm, thông nương vô thức vận chuyển thiên khắp bảo điển, dường như có dấu hiệu đột quá tiểu cảnh giới. Bên kia, khi tống thư hàng nghe mê mẩn, hạch tâm trong tâm khiếu cũng bị kích phát, nhanh chóng biến hóa. Đảo nhỏ vốn chỉ có cỡ 20 mét vuông bây giờ đã mở rộng cả ngàn lần, chính thức có quy mô của một hòn đảo nhỏ. Đồng thời trong hỗn độn bên ngoài đảo nhỏ, có một vật thể lớn bằng nắm tay bắt đầu ngưng tụ. Đó là hạch tâm dạng lỏng của một thứ kim loại. Chương 906, trời ơi, đây là muốn nâng ngược à. Sự thay đổi của hạch tâm khiến cho Tống Thư Hàng chú ý. Hắn lập tức đưa ý thức vào trong thế giới hạch tâm, nhìn hỗn độn bên ngoài đảo nhỏ. Tống Thư Hàng cũng không thể tiến vào khu vực hỗn độn đó. Trong thế giới hạch tâm này, Tống Thư Hàng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi đảo nhỏ mà thôi. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm thứ tỏa sáng trong hỗn độ kia, quả cầu kim loại trạng thái lỏng. Tống Thư Hàng nhịn không được hô to. Mỡ nó. Thứ này hắn nhìn rất quen thế. Nó chính là thứ kim loại dạng lỏng đã từng ngược sát hắn và đệ tử Nho Gia biết bao nhiêu lần trong thế giới kim liên của Nho Gia. Nếu không phải Tống Thư Hàng đi vào giấc mộng đúng lúc, tiếp xúc đến thiên đạo thứ ba là thiên đạo rồng đốm, chặt đứt thông đạo giữa thế giới tà liên với thế giới kim liên Nho Gia thì đợt ấy hắn cũng đã đi bán muối rồi. Nói không chừng hắn chỉ có thể dựa vào mảnh lá trúc thần kỳ trong túi thu nhỏ một tấc để sống lại. Sau đó, Tống Thư Hàng lại tiếp xúc gián tiếp với kim loại dạng lỏng kia mấy lần. Mỗi lần đều không có chuyện tốt. Lần tiếp xúc cuối cùng chính là gặp người kim loại dạng lỏng màu đen ở dưới lòng đất phân bộ 250 của yêu quái toàn thế giới chung tay kết thành người một nhà. Tống Thư Hàng đoán rất có thể quả cầu kim loại dạng lỏng màu đen ấy là phân thân gì đó của vị chúa tể cửu u kia sau khi quả cầu kim loại dạng lỏng kia xuất hiện thì lập tức bị sức mạnh tựa như thiên kiếp xóa sổ. Năng lượng còn sót lại thì hóa thành một tà thú không có thần trí. Còn tà thú kia bị kim liên trong hạch tâm của Tống Thư Hàng xuất hiện, hấp thu một phần thì lập tức tự bảo. Tống Thư Hàng vốn tưởng thứ kia tự bảo thì sẽ xong việc ngay, nào ngờ bây giờ thứ kia lại xuất hiện trong thế giới hạch tâm của hắn. Đúng thật là một cảm giác thật đờ mờ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, nếu hạch tâm kim loại dạng lỏng này có liên quan tới vị chúa tể thế giới cửu u kia thì tình cảnh của mình không ổn chút nào đặc biệt là lúc đó nó còn nhìn về phía hư không hô to hợp thể hợp thể mau cơ thể của hắn sẽ không bị cướp mất đấy chứ tống thư hàng lẩm bẩm bình tĩnh trước tiên phải tỉnh táo cái đã tại sao thứ này sẽ xuất hiện trong cơ thể hắn chứ chẳng lẽ là khi người kim loại lỏng màu đen kia biến thành tà thú bị kim liên hấp thu một phần rồi tự bạo thì nó đã nhân vụ nổ đó lặng lẽ chui vào trong thế giới hạch tâm của hắn ư. Hay là do hạt sen tà liên kia, hoặc do cả hai kết hợp tạo thành đây? Tống Thư Hàng chỉ vào đoàn kim loại lỏng kia rồi hỏi. Hạch tâm, có thể hấp thu thứ kia được không? Thế giới hạch tâm tiếp thu mệnh lệnh Tống Thư Hàng, hơn 10 vạn sợi dễ vươn từ trên đảo nhỏ ra, chui vào đoàn kim loại lỏng. Lạch cạch, 10 vạn sợi dễ ra sức hút lấy hút để đoàn kim loại dạng lỏng trong hỗn độn kia, giống như khi uống đồ uống bằng ống hút vậy, chưa đến 10 giây thì khối chất lỏng kim loại nho nhỏ đó đã bị xúc tu vươn tới từ trên đảo nhỏ hút sạch sành xanh, xanh. Tống Thư Hàng thấy thế thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là vật có thể bị hạch tâm hấp thu thì sẽ không có vấn đề gì hết. Dù cho đối phương có là chúa tể cửu U đi chăng nữa, chỉ cần có thể bị hấp thu tiêu hóa thì cuối cùng đều sẽ biến thành chất dinh dưỡng của thế giới hạch tâm mà thôi. Lúc Tống Thư Hàng nghĩ vậy thì đảo nhỏ trong thế giới hạch tâm đột nhiên chấn động, tuy nó hấp thu được đám chất lỏng kim loại kia nhưng lại không tiêu hóa được. Sau khi chấn động mạnh hai cái, đoàn kim loại dạng lỏng ấy lại bị đảo nhỏ thải ra ngoài. Tống Thư Hàng nghẹn họng, Thứ này là nấm kim châm à? Nấm kim châm, tên khoa học là Flammulina velutai, tên tiếng Anh là Inoki Mushroom. Nó còn có ngoại hiệu là See You Tomorrow, ý là ngày mai gặp lại. Sau khi ăn thứ này, bộ dạng lúc ăn thế nào thì khi thải ra cũng y như thế hôm nay gặp nó một lần ngày mai vẫn có thể đụng nó cú nữa tống thư hàng lại hỏi không thể tiêu hóa được nó ư thế giới hạch tâm hơi chấn động nó không thể hấp thu quả cầu kim loại dạng lỏng kia ít nhất thì hiện tại vẫn không được ăn vào như thế nào thì thải ra như thế đó rồi teo dù là ai đi chăng nữa nếu trong cơ thể có một kẻ thù không thể bị mình khống chế thì cũng chẳng vui vẻ nổi hay là đi gặp bạch tiền bối tu nhỉ Bạch tiền bối tu là tử địch của quả cầu kim loại dạng lỏng kia, không chừng ngài ấy biết cách xử lý thứ này thì sao? Đang lúc tống thư hàng đau khổ nhăn nhó thì đảo nhỏ lại vươn xúc tua. À không, là sợi dễ. Nói cho đúng thì những sợi đó không phải là xúc tua mà là dễ hoa sen. Xúc tua và dễ là hai thứ hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối không thể nhập làm một. Mấy chục vạn sợi dễ lại đâm vào trên quả cầu kim loại dạng lỏng trong hỗn độn, nhưng lần này thế giới hạch tâm lại không hấp thu toàn bộ nó mà chỉ hấp thu chưa tới một phần mười, sau đó lập tức rút hết dễ về. Nếu không thể ăn hết cả cục kia một lần thì ăn ít một chút, biết đâu sẽ dễ tiêu hóa hơn chăng. Hình như gần đây thần trí hạch lại tăng lên không ít. Khi hạch tâm hấp thu một phần mười kim loại dạng lỏng kia vào cơ thể thì đảo nhỏ lại chấn động dữ dội lần nữa. Thật đáng tiếc, vẫn tiêu hóa không được. Sau đó, một phần 10 kim loại dạng lỏng kia lại bị hạch tâm thải ra ngoài. Nhưng vị trí thải lần này lại đổi. Vốn kim loại dạng lỏng không thể hấp thu được sẽ bị thải thẳng vào không gian hỗn độn. Nhưng lúc này, một phần 10 lượng kim loại kia lại bị thải ở trên đảo nhỏ. Tống Thư Hàng Tống Thư Hàng nhìn một phần 10 lượng kim loại dạng lỏng bị thải ra kia đang nhanh chóng gom lại thành hình cầu, trong lòng chợt có suy nghĩ. Thứ này vẫn luôn ở trong hỗn độn. Tống Thư Hàng nhìn thấy nó nhưng lại không động được vào nó. Nhưng bây giờ nó bị thải ở trên đảo nhỏ, ít nhất Tống Thư Hàng sẽ không bị động như trước nữa. Tống Thư Hàng trầm giọng nói: "Hạch Tâm, mang bản thể của ta tiến vào." Thể ý thức của Tống Thư Hàng không làm gì được thứ này, cho nên phải mang bản thể tiến vào. Tuy bản thể tiến vào rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn nuôi một khối cầu kim loại dạng lỏng ở thế giới Hạch Tâm trong tâm khiếu nhiều. Xoẹt Bản thể của Tống Thư Hàng lập tức bước lên đảo nhỏ do hạch tâm thế giới biến thành. Một phần 10 kim loại dạng lỏng bị thải ra kia đã hóa thành hình cầu lẳng lặng lơ lửng trên đảo nhỏ. Nó vẫn không nhúc nhích, giống như mình là một vật chết vậy. Tiếp theo phải thử các loại thủ đoạn của ta, xem thử có loại nào giải quyết được thứ này không. Trong những bảo vật Tống Thư Hàng mang trên người có kinh văn của thánh nhân nho ra, bản thân hắn lại tu luyện kim cương phục ma quyền đều là thủ đoạn nhằm vào tà ma cửu u, tất cả đều có thể thử xem. Đúng lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị hành động thì hắn đột nhiên cảm thấy quần áo của mình bị kéo căng. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, phát hiện Bạch Tôn Giả đang mỉm cười đứng phía sau mình. Tống Thư Hàng kinh ngạc. Trời đất, tại sao Bạch Tiền Bối Ngài cũng vào đây được thế? Bạch Tôn Giả đáp. Nơi này chính là hạch tâm thế giới của ngươi à, cũng khá đấy ban nãy đang luận đạo thì ta đột nhiên cảm giác có lực lượng không gian dao động ở bên cạnh. Ta còn tưởng ngươi lại bị cuốn vào không gian lôi đài kỳ quái gì đó cho nên lập tức tóm lấy người ngươi. Tiếp theo chẳng hiểu sao ta cũng bị đưa vào thế giới này. Khi nói chuyện, ánh mắt bạch tôn giả dừng lại trên đoàn chất lỏng kim loại trước mặt tống thư hàng kia, chợt nhíu mày nói. Đây là thứ gì thế? Nó khiến ta cảm thấy là lạ. Tống thư hàng đáp có lẽ là thứ linh tinh gì đó như phân thân của chúa tể cửu u ta còn chưa thể xác định được nó là thứ gì bạch tôn giả hỏi quả nhiên không phải thứ tốt lành gì tại sao thứ này lại ở trong thế giới hạch tâm của ngươi thế tống thư hằng cười khổ một tiếng sau đó nói hai loại phán đoán của mình cho bạch tôn giả nghe bạch tôn giả bèn hỏi ngươi có thể xử lý thứ này không phải thử xem trước đã nếu thật không làm được gì nó thì ta chỉ có thể tìm một chỗ nào đó nghĩ cách chuyển nó ra khỏi đây. Thứ này ở lại thế giới hạch tâm trong tâm khiếu của ta chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không giải quyết nó thì ta không thể yên lòng được. Tống Thư Hàng nói xong thì lập tức lấy kinh văn thánh nhân trong ngực áo ra, nhắm vào đoàn kim loại dạng lỏng trước mặt. Kinh văn thánh nhân rất mẫn cảm với tà ma và năng lượng thế giới cửu U, chỉ cần cảm ứng được năng lượng hoặc tà ma của thế giới cửu U, Tống Thư Hàng lấy nó ra thì nó sẽ lập tức chủ động xông lên chân áp nhưng lần này lại rất lạ kinh văn thánh nhân không hề có chút phản ứng nào với vật thể trước mặt giống như thứ đó không hề tồn tại vậy để ta thử xem sao bạch tôn giả nói xong thì lập tức đưa tay quăng một đạo pháp thuật về phía quả cầu kim loại dạng lỏng kia bạch tôn giả tung pháp thuật hóa cát mình dành nhất ra rầm rầm vật kia ăn một đòn chính diện của bạch tôn giả hóa thành vô số hạt cát rơi xuống dưới tống thư hàng kinh ngạc giải quyết xong rồi ư nhưng Bạch Tôn giả lại lắc lắc đầu. Ngay sau đó, vô số hạt cát kia lại tụ về với nhau, nhanh chóng quay về hình dạng ban đầu và bay lơ lửng lên không trung. Lúc này, Diệp Tư mới chui ra rồi nói: "Hay là thử cách siêu độ thử xem, ta vẫn cứ cảm thấy vật này giống như vong hồn vậy, ùi nói không chừng có thể siêu độ được nó đấy." Tống Thư Hàng nghe vậy thì lập tức nhắm mắt mặc niệm địa tạng độ hồn kinh. Sau đó dùng cách siêu độ, giơ tay điểm nhẹ về phía vật thể trước mặt lúc tống thư hàng niệm địa tạng độ hồn kinh mỹ nhân rắn công đức cũng xuất hiện sau lưng hắn khi tống thư hàng bắt đầu siêu độ quả cầu kim loại dạng lỏng kia rốt cục có phản ứng nó bắt đầu kháng cự tống thư hàng siêu độ bạch tôn giả được rồi thư hàng ngươi cố gắng thêm chút nữa đi tống thư hàng lập tức tăng nhanh tốc độ niệm địa tạng độ hồn kinh vật đó chấn động thật mạnh rồi bỗng di chuyển dường như nó muốn bỏ trốn đúng lúc này mỹ nhân rắn công đức phía sau tống thư hàng đột nhiên ra tay. Tốc độ của ra tay của cô nhanh như chớp, thoát cái đã tóm được khối kim loại lỏng kia lại. Sau đó, cô cầm thứ này, đập vào trong ngực mình một cái bốp. Tống thư hàng, bạch tôn giả, diệp tư, bà chị lợi hại quá, đây là muốn nâng ngực à. chương 907, Đạo Kiếp Hắc Kim Biến Dị. Trước đó, khi Mỹ nhân rắn công đức vẫn còn trạng thái hình người que, cô ta cầm hạt xá lợi công nước đập lên mặt thì lập tức dung hợp với nó, biến nó thành một đôi mắt phượng xinh đẹp. Giờ cô ta cầm một phần 10 phần kim loại lỏng kia đập vào ngực. Đây là muốn dùng thứ này để nâng ngực à? Nhưng cô ta có thể thành công không đây? Hạt xá lợi công đức là vật chết, lại có liên hệ với công đức, có thể bị hấp thu cũng dễ hiểu thôi. Nhưng khối kim loại dạng lỏng này rất có thể bộ phận trung tâm từ phân thân của chúa tể cửu U. Ngay cả hạch tâm của Tống Thư Hàng cũng không thể tiêu hóa hấp thu nó được, mỹ nhân rắn công đức có thể dung hợp được nó không đây? Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm ứng được chỗ ngực của mỹ nhân rắn công đức đã xảy ra biến hóa. Khối kim loại dạng lỏng kia quả thật đã dung nhập vào ngực của mỹ nhân rắn công đức. Nhưng cũng chỉ là dung nhập chứ không phải bị dung hợp. Sau đó có một lượng sức mạnh công đức cực mạnh sông mạnh vào trong cơ thể cô trạng thái y hệt lúc Mỹ nhân rắn công đức hấp thu hạt xá lợi trước kia. Nhưng lần hấp thu sức mạnh công đức này lại khác với lần hấp thu hạt xá lợi trước đó. Công đức hấp thu từ trong hạt xá lợi ẩn chứa sự đại từ bi, đại trí tuệ của cao tăng, còn công đức ẩn chứa trong một phần 10 khối kim loại lỏng trước mặt lại ẩn chứa sự uy nghiêm, quy tắc, trừng phạt. Nếu nói công đức cao tăng là nước thì công đức trong này là băng. Hai bên đều thuộc về sức mạnh công đức nhưng hình thức thể hiện lại hoàn toàn khác nhau. Cỡ 30 giây sau, sức mạnh công đức trong khối kim loại lỏng bị Mỹ nhân rắn công đức nhét vào ngực đã bị hấp thu sạch sẽ. Sau đó Tống Thư Hàng nhìn thấy Mỹ nhân rắn công đức há miệng phun khối kim loại kia ra. Tống Thư Hàng thoáng có chút mất mát. Rõ ràng Mỹ nhân rắn công đức cũng không thể dung hợp và hấp thu vật này. Cô chỉ có thể hút lấy sức mạnh công đức trong đó mà thôi. Thể tích khối kim loại dạng lỏng kia vẫn y hệt như ban đầu. Nhưng Tống Thư Hàng, Bạch Tôn Giả và Diệp Tư cũng có thể thấy rõ độ bóng của khối kim loại dạng lỏng kia đã giảm bớt, thoạt nhìn vô cùng ảm đạm. Bạch Tôn Giả nói, sức mạnh công đức trong nó đã bị mỹ nhân rắn công đức này của ngươi hấp thu hết rồi. Đồng thời Bạch Tôn Giả lại nhìn chằm chằm, đánh giá mỹ nhân rắn công đức này một chút. Ta cứ thầm nghĩ tại sao ánh sáng công đức thực thể hóa của ngươi trông quen thế, đây không phải là tiên tử có nốt ruồi lệ chúng ta từng gặp ở thiên giới giao chỉ sao. Tống Thư Hàng đáp, Đúng vậy, chính là cô đấy. Ta hoài nghi vì ta đã siêu độ cô ấy, nên sau khi ánh sáng công đức của ta ngưng tụ ra thực thể mới có bộ dáng của cô. Đúng là thú vị. Bạch tôn giả xoa cằm, đột nhiên hắn cũng muốn học cách siêu độ. Bạch tôn giả muốn thử xem mình có thể kiếm ra một ánh sáng công đức thực thể hóa hay không. Sau khi mất đi sức mạnh công đức, trên khối kim loại dạng lỏng này lập tức tỏa ra khí tức tà ma cửu u, tiếp đó, một giọng nói mở ảo truyền ra từ trên nó ngươi khát vọng lực lượng ư? Thanh âm này nghe qua không có một chút tình cảm nào, cứ như là một đoạn ghi âm ấy. Bạch Tôn giả nhìn về phía Tống Thư Hàng, "Đang hỏi ngươi à?" Tống Thư Hàng nói, "Chắc vậy nhỉ, khối kim loại này có thần trí ư?" Bạch Tôn giả lắc đầu, "Ta cũng không thể xác định nữa." Lúc này thanh âm không chút tình cảm kia lại truyền tới, "Ngươi, khát vọng lực lượng ư?" Diệp Tư nói hay là chúng ta trả lời nó thử xem sao? Tống Thư Hàng đáp, hay là thôi đi, ta cứ có cảm giác dù trả lời có hay không thì cũng sẽ bị hố một vô ấy. Hơn nữa khi gặp phải câu hỏi thế này thì ta rất muốn đáp, ta chỉ thèm sữa thôi. Câu này từng là trào lưu một thời, cho nên Tống Thư Hàng nghe được nửa câu trên đã kềm lòng không đặng, chỉ muốn đáp tiếp nửa câu dưới. Lúc Tống Thư Hàng vừa dứt lời, khối kim loại dạng lỏng trước mặt đột nhiên thay đổi. Một lát sau, nó biến thành hình dạng một bộ ngực trông vô cùng sống động tống thư hàng bạch tôn giả diệp tư lúc này thanh âm không chút tình cảm kia lại buông lời dụ dỗ như ngươi mong muốn đây là bộ ngực sữa ngươi thèm khát tống thư hàng trời bố à thanh âm kia lại nói hãy thả lỏng giơ tay chạm vào ta sau đó ngươi có thể có được bộ ngực mà ngươi muốn hợp thành một thể với ta ngươi có thể lấy được rất nhiều bộ ngực Tống thư hàng, Diệp Tư, ha 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 ha. Bạch Tôn giả nói: "Đây là bản năng khối kim loại dạng lỏng kia để lại. Tà ma cửu u vốn có sức mạnh mê hoặc con người sa đọa, cho dù không ai khống chế thì nó cũng sẽ hấp dẫn tu sĩ nhân loại theo bản năng." Tống thư hàng nói: "Ta cảm thấy trên đời này sẽ rất ít người bị trình độ dụ dỗ kiểu này mê hoặc." Lúc này Diệp Tư đột nhiên nói: "A, à, Kinh Văn thánh nhân có phản ứng này?" chỉ thấy kinh văn thánh nhân ban đầu vốn không hề có chút phản ứng nào với khối kim loại dạng lỏng đột nhiên tỏa sáng. Tiếp đó, nó tự bay lên, ngưng tụ ra chính khí minh mông đè mạnh lên khối kim loại dạng lỏng kia. Một phần 10 khối kim loại dạng lỏng kia bị chính khí hạo nhiên áp bách lại phát sinh thay đổi. Trong nháy mắt, nó đã biến thành một thanh kiếm nghênh đón chính khí hạo nhiên do kinh văn thánh nhân ngưng tụ ra. Kinh văn thánh nhân và thanh kiếm do khối kim loại dạng lỏng biến thành đều không có thần trí, chúng nó chỉ hành động theo bản năng mà thôi bạch tôn giả nói thì ra là thế trên khối kim loại kia có ánh sáng công đức khổng lồ bảo hộ nên kinh văn thánh nhân không hề có phản ứng gì cũng không nhằm vào nó nhưng sau khi ánh sáng công đức biến mất nó lập tức bị kinh văn thánh nhân tấn công nhưng chỉ dựa vào mỗi kinh văn thánh nhân thì không thể chấn áp được vật kia thậm chí thanh kiếm do khối kim loại dạng lỏng biến thành đã dần dần chiếm thế thượng phong Chính khí hạo nhiên do Kinh Văn Thánh Nhân ngưng tụ ra bị suy yếu dần. Phải nghĩ được cách giải quyết khối kim loại này trước khi Kinh Văn Thánh Nhân bị thua mới được. Một lát sau, mắt Tống Thư Hàng đột nhiên sáng lên nổi nói: "Hạch Tâm, có thể chuyển khối kim loại dạng lỏng này ra thế giới bên ngoài không?" Tống Thư Hàng nhớ tới lần trước, khi người kim loại lỏng màu đen bị cởi bỏ một phong ấn xuất hiện ở hiện thế đã bị một loại lực lượng như thiên kiếp tiêu diệt nói không chừng sau khi khối chất lỏng này mất đi sức mạnh công đức bảo hộ, vừa xuất hiện ở hiện thế thì sẽ khiến lực lượng như thiên kiếp đó xuất hiện lần nữa chăng? Hạch tâm hơi chấn động, ngay sau đó khối kim loại dạng lỏng kia lập tức vèo một phát, biến mất khỏi nơi này. Tống Thư Hàng, chờ một lát đã, ta chỉ hỏi ngươi có thể mang nó ra ngoài hay không thôi, chứ không bảo ngươi lập tức đưa nó ra mà. Bây giờ các tiền bối trong nhóm cửu châu số một còn đang luận đạo ở bên ngoài đấy, khối kim loại lỏng kia đột nhiên bị chuyển ra ngoài, nếu lại đưa lực lượng giống như thiên kiếp tới, khiến các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1 đang luận đạo bị dính chấu thì toi cơm. Tống Thư Hàng nhanh chóng bổ sung, "Mau đưa chúng ta ra ngoài nhanh." Vèo. Tống Thư Hàng, Bạch Tôn giả cùng với Diệp Tư lập tức được đưa về lại hiện thế, xuất hiện nơi các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đang luận đạo. Vừa hiện thân thì Tống Thư Hàng lập tức nhìn thấy một phần mười khối kim loại lỏng kia đang di chuyển giữa các tiền bối đang luận đạo. Các tiền bối nhóm cửu châu số một nhìn thứ này với vẻ cảnh giác. Trên thân nó tràn ngập năng lượng tà ác của thế giới cửu U, vừa nhìn thì biết ngay chẳng phải thứ tốt lành gì. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng cảm ứng được có một loại lực lượng uy nghiêm đang dần xuất hiện trong hư không. Loại cảm giác này không lẫn đi đâu được, nó chính là loại lực lượng từng một hơi tiêu diệt người kim loại lỏng màu đen trước kia. Tống Thư Hàng vừa hiện thân thì lập tức hô to. Các tiền bối hãy cẩn thận, mau tản ra. Oanh! Loại lực lượng giống như thiên kiếp kia đã hình thành giữa hư không, sau đó giáng thẳng xuống khối kim loại dạng lỏng đó. Xoẹt! Chỉ một cú, một phần mười khối kim loại lỏng kia đã hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không còn chút tăm hơi. May mà lần này thể tích của khối kim loại lỏng kia rất nhỏ, loại lực lượng uy nghiêm đó cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Diệt phượng công tử nghi hoặc hỏi. Thiên kiếp à? Giao bá chân quân nói. Không giống thiên kiếp lắm. Tuy thiên kiếp tàn khốc nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn được một, luôn có một đường sống. Nhưng lực lượng ban nãy lại cho người ta cảm giác gạt bỏ, quả thật không lưu chút đường sống nào. Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Thư hàng tiểu hữu tại sao thứ ban nãy lại bị gạt bỏ thế? Tống Thư Hàng đáp. Nói ra thì dài lắm vật ban nãy rất có thể là một chút phân thân của chúa tể cửu u hoặc là thứ gì đó tương tự như thế theo ta được biết thì chúa tể cửu u không thể bước vào hiện thế cho nên mới khiến lực lượng gạt bỏ kia xuất hiện tiếp đó tống thư hàng cũng thuận thế nói cho các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 nghe về chuyện chúa tể cửu u tìm người hoặc vật để hợp thể hòng quay lại nhân gian ban đầu khi gặp chuyện hai người bình thường bị năng lượng tà ma cửu u dụ dỗ xa đọa tại thành phố văn châu Tống Thư Hàng cũng từng nói cho mọi người trong nhóm Cửu Châu số 1 nghe. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lại nói hết những tin tức mình có được từ chỗ bạch tiền bối tu, cùng với chuyện người kim loại lỏng màu đen bên dưới phân bộ 250 thoát ra hô hợp thể với hư không. Về tên của bạch tiền bối tu thì Tống Thư Hàng không thể nói ra khi tại hiện thế. Khi nói đến bạch tiền bối tu thì mọi thứ đều sẽ tự động tiêu âm biến thành tiết tít tít tít. Nhưng các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng đã quen với chuyện này rồi mọi người đều biết Tống Thư Hàng có nguồn tình báo rất đặc biệt. Trong trận chiến giữa Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia và Tà Ma Cửu U, tình báo Tống Thư Hàng đạt được từ nhân vật thần bí kia đã thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Tống Thư Hàng nói xong, các tiền bối trong nhóm đều im lặng. Tin tức này đúng là đáng sợ. Diệt Phượng Công Tử cũng không biết phải nói như thế nào. Kẻ đứng sau chuyện này chính là chúa tể Cửu U sao? vốn cứ nghĩ cùng lắm là vị kiếp tiên cửu phẩm nào đó của thế giới cửu U đang có âm mưu, nào ngờ đối phương trực tiếp thăng cấp thành boss cuối luôn. Bác Hà Tán Nhân nói, chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Nói thật, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của các vị đạo hữu nhóm cửu châu số 1 có thể xử lý. Bạch Tôn Giả nói, như như vậy đi, trước tiên truyền tin này lại cho trưởng môn chân nhân của các đại môn phái cái đã. Dù không biết sẽ có bao nhiêu người chịu tin, nhưng dù sao cũng phải để người ta đề phòng trước. Còn nữa, vị chúa tể thế giới cửu U kia còn đang tìm cách bước vào hiện thế chứ chưa hề thành công. Nếu đã đã như vậy thì chúng ta tiếp tục cố gắng phá hỏng kế hoạch của hắn là được. Nếu thật sự có một ngày kẻ đó rời khỏi thế giới cửu U, bước vào hiện thế thành công thì cũng sẽ có các tiền bối lánh đời đứng ra đối mặt. Khi các đạo hữu đang trao đổi với nhau, Diệp Tư chui ra khỏi cơ thể tống thư hàng, đi tới nơi khối kim loại lỏng bị xóa sổ ban nãy khối kim loại lỏng lập tức bị biến thành một luồng khói. Nhưng mà trên mặt đất nó còn để lại một mảnh kim loại cỡ chừng móng tay cái. Diệp Tư gọi. Thư Hàng, người đến xem này. Diệp Tư cũng không giơ tay chạm vào miếng kim loại ấy. Dù sao thì nó cũng là thứ còn sót lại của khối kim loại dạng lỏng kia. Tống Thư Hàng đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Tư. Hắn nhìn miếng kim loại nhỏ cỡ móng tay cái kia rồi nói. Thứ này vậy mà vẫn chưa chết à? sinh mệnh lực của nó mạnh mẽ tới vậy sao? Diệp Tư hỏi, phải xử lý nó thế nào đây? Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ rồi nói. Diệp Tư, chuẩn bị sẵn chỉ rũ thuật cho ta. Tống Thư Hàng nói xong thì lập tức tháo cái găng tay trên tay phải xuống, chạm nhẹ vào miếng kim loại kia. Dù sao nó cũng là miếng kim loại còn sót lại sau khi xóa sổ phân thân của chúa tể cửu U, Tống Thư Hàng có dùng bí pháp giám định thì cái giá phải trả chắc là cũng không lớn lắm nếu như có thể mượn cơ hội này tìm ra cách tiêu diệt miếng kim loại đó hoàn toàn thì tốt biết mấy. Tống Thư Hàng chủ động kích hoạt bí pháp giám định. Trong mắt Tống Thư Hàng, ký hiệu màu vàng tuôn ra rơi vào trên mảnh kim loại kia. Sau đó ký hiệu màu vàng hóa thành dạng đồng hồ, kim trên đó bắt đầu chạy ngược. Ký hiệu màu vàng quay về trong mắt Tống Thư Hàng, đồng thời trên tay phải của Tống Thư Hàng xuất hiện hai vết thương nhẹ. Không đợi Diệp Tư thi triển chỉ rũ thuật thì hai vết thương này đã nhanh chóng biến mất. Sau khi ăn hạt sen tà liên, khả năng tự lành của Tống thư hàng không chê vào đâu được. Đồng thời, tin tức của mảnh kim loại ấy cũng xuất hiện trong đầu Tống thư hàng. Đạo kiếp hắc kim biến dị, sinh ra trong đạo kiếp là tài liệu luyện khí chân quý, vô cùng hiếm có. Từng bị làm tế phẩm để chúa tể thế giới cửu u giáng ý chí xuống. Bây giờ ý chí ẩn chứa trong đó đã bị hủy diệt hoàn toàn nhưng đạo kiếp hắc kim đã phát sinh biến dị kỳ diệu. Nội dung giám định rất đơn giản, chỉ hai câu đã giới thiệu xong về miếng kim loại này. Tống Thư Hàng mỉm cười. Đạo Kiếp Hắc Kim biến dị, tài liệu luyện khí vô cùng hiếm có, hơn nữa ý chí chúa tể cửu u trong nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Đây là một bảo bối. Tống Thư Hàng giơ tay, nhặt miếng kim loại ấy lên. Diệp Tư hỏi, "Không có vấn đề gì hả?" À? Tống Thư Hàng gật đầu. "Không thành vấn đề, bây giờ nó chính là một khối tài liệu luyện khí rất tuyệt." dạo này vận may không tệ lắm, liên tục lấy được không ít tài liệu luyện khí. Nói không chừng, đợi hắn bước vào cảnh giới tứ phẩm thì sẽ có thể lập tức dùng những tài liệu này luyện ra được một món pháp bảo bản mệnh hợp ý ấy nhỉ. chương 908, một thời đại lớn sắp tới. Đêm đã về khuya, vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời tử cấm thành cuối cùng cũng biến mất. Đợi đến sáng ngày mai, tin tức trên bầu trời tử cấm thành xuất hiện trăng tròn vào mùng 1, chắc chắn sẽ thành tin tức đầu đề trên tất cả các báo. Có rất nhiều chuyên gia bị triệu tập ngay trong đêm để nghiên cứu dị tượng mặt trăng thứ hai xuất hiện trên bầu trời. Rất nhiều cư dân ở gần Tử Cấm Thành đều thầm nghi hoặc. Lạ thật, gần đây ngôi sao Uông Tô Lang cũng không gây chuyện lớn gì để giành trang nhất trên báo mà, tại sao trên bầu trời Tử Cấm Thành lại xuất hiện dị tượng giật luôn trang nhất trên báo như thế chứ? Ngoại trừ chuyên gia bị triệu tập ra thì còn có rất nhiều chuyên gia cũng bị đánh thức trong đêm. Nhiệm vụ của bọn họ là động não, nghĩ ra một lời giải thích hợp lý để sáng mai sẽ tuyên bố trên TV về dị tượng, trang tròn mùng một đó. Mặc kệ các chuyên gia muốn giải thích hiện tượng từ các mặt quang học, năng lượng học, trọng lực học hay từ mặt ảo thuật cũng dược, dù sao thì sáng sớm ngày mai bọn họ đều phải cho người xem TV một lời giải thích hợp lý, cố gắng đừng khiến người dân bất an chính là nghĩa vụ của bọn họ. Mà bên kia, Tống Thư Hàng lại tiến vào thế giới hạch tâm của mình. Bạch Tôn Giả đi theo Tống Thư Hàng để phòng ngừa lỡ có chuyện gì xảy ra. Kim cương quân tử đao tiểu thải cũng tiến vào thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Tạm thời Tống Thư Hàng còn không thể dạy cách siêu độ cho cô. Trước lúc học tập cách siêu độ, cách tốt nhất là nên mượn, nhật ký của cao tăng khổ hạnh, từ chỗ hòa thượng Tây và, địa tạng độ hồn kinh, giao cho tiểu thải, để cô ấy lĩnh ngộ cách siêu độ từ trong đó. Hiện tại thư hàng mang tiểu thải tiến vào thế giới hạch tâm là vì để cho cô tiếp xúc gần với quá trình siêu độ của hắn một chút. Trong thế giới hạch tâm, dưới mệnh lệnh của tống thư hàng, đảo nhỏ mọc ra vô số sợi dễ, lại hấp thu cỡ một phần mười của khối kim loại dạng lỏng kia. Sau đó nó lại chuyển phần đã hấp thu từ trong hỗn độn tới giữa đảo nhỏ. Tiếp theo tống thư hàng sẽ tới gần nó để siêu độ đợi khi khối kim loại dạng lỏng đó muốn trốn tránh thì mỹ nhân rắn công đức đã bị kích hoạt sau lưng tống thư hàng sẽ lập tức giơ tay chộp lấy nó. Giống như lần trước, sau khi bắt được khối kim loại dạng lỏng ấy, mỹ nhân rắn công đức lập tức bột một phát, đập nó lên trên ngực mình. Ở vị trí này, mỹ nhân rắn công đức có thể hấp thu sức mạnh công đức trên khối kim loại với tốc độ nhanh nhất. Cố trình tương đối dườm ra nhưng không thể bỏ bớt một bước nào nếu không thi triển cách siêu độ khi tiếp xúc với khối kim loại lỏng kia thì nó sẽ không tránh né theo bản năng, mỹ nhân rắn công đức phía sau Tống Thư Hàng cũng sẽ không chủ động bắt nó. Tống Thư Hàng từng thử hạ lệnh khiến mỹ nhân rắn công đức bắt giữ khối kim loại rồi hấp thu sức mạnh công đức trong đó. Kết quả, mỹ nhân rắn công đức chỉ tóm lấy khối kim loại thôi chứ không hề hấp thu gì từ nó cả. Sau khi mất đi sức mạnh công đức, khối kim loại lỏng kia lập tức lơ lửng trên không trung đảo nhỏ, tỏa ra tà khí câu nói kinh điển kia lại xuất hiện. Người khao khát sức mạnh ư. Nhưng lần này Tống Thư Hàng sẽ không trả lời vấn đủ ngu ngốc đó nữa. Lần trước, Tống Thư Hàng vô tình thốt ra câu ta muốn sữa xong, khối kim loại này lập tức biết thành một bộ ngực, đúng là làm mù mắt chó của hắn luôn. Khi Tống Thư Hàng chuẩn bị để thế giới hạch tâm đưa một phần mười khối kim loại lỏng kia và mọi người chuyển ra ngoài hiện thế thì tiểu thải lại không nhịn được mà khẽ thì thầm. Không, ta muốn ngực thôi. Tống Thư Hàng, Bạch tôn giả, diệp tư, tại sao tiểu thải cũng biết cái này thế, cô im lặng làm một con chim tước không được à. Ngay sau đó, khối kim loại lỏng trước mặt bọn họ lại biến thành một bộ ngực rất sống động. Tiếp đó, thanh âm không tình cảm kia lại buông lời dụ dỗ. Như ngươi mong muốn, đây là bộ ngực ngươi khao khát. Thả lỏng tâm linh của ngươi ra, giơ tay chạm vào ta, sau đó ngươi có thể có được bộ ngực mà ngươi muốn. Hợp thành một thể với ta, ngươi có thể được rất nhiều bộ ngực. Tiểu thải. Lời thoại này không hề đổi một chữ luôn. Chí năng kiểu thế chắc là của AI mấy chục năm luôn ấy chứ. Tống thư hàng hô. Truyền tống, hạch tâm truyền tống đưa bọn ta ra ngoài. Không thể lại bị mù mắt nữa, vẫn nên xử lý khối kim loại dạng bộ ngực này thôi. Ngay sau đó, đám người thư hàng lại bị truyền tới hiện thế. Lực lượng, xóa bỏ, giống thiên kiếp kia lại xuất hiện đúng hẹn, đánh khối kim loại lỏng đó thành bụi, chỉ để lại một mảnh kim loại nhỏ. Tống thư hàng thi triển bí pháp giám định, xác định mảnh kim loại kia an toàn, lại thu hoạch được một miếng đạo kiếp hắc kim biến dị. Bạch Tôn giả nói: "Xem ra toàn bộ quá trình cũng không hề nguy hiểm, khối kim loại lỏng trong thế giới hạch tâm của ngươi cũng không có thần trí, ngươi còn muốn tiếp tục đúng không?" Tống thư hàng đáp: "Đúng vậy, ta muốn tiếp tục, xử hết khối kim loại lỏng trong cơ thể ta. Để nó ở bên trong thế giới hạch tâm thì ta không yên tâm." Bạch Tôn giả cười nói: được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Cứ như thế, sau 10 lần, một phần 10 khối kim loại lỏng kia cuối cùng cũng bị xử lý. Nó cũng bị thế giới hạch tâm khống chế, chuyển rời tới trong hiện thế. Đối mặt với phần cuối cùng này, Tống Thư Hàng, Bạch Tôn Giả, Diệp Tư đều cảnh giác cao độ. Nếu như trong khối kim loại lỏng này có thể giấu cái gì thì khả năng nó giấu trong phần cuối cùng này rất cao. Trong hư không, lực lượng thiên kiếp xóa sổ kia lại xuất hiện, một đòn đánh khối kim loại lỏng cuối thành cho bụi. Giống như 9 lần trước, nó biến mất chỉ để lại một mảnh kim loại nhỏ. Diệp Tư nói, "Xong rồi." Tống thư hàng gật đầu, lại cẩn thận thi triển bí pháp giám định với miếng kim loại kia. Đạo kiếp hắc kim biến dị, sinh ra trong đạo kiếp là tài liệu luyện khí vô cùng hiếm có, từng bị dùng làm tế phẩm để chúa tể thế giới cửu u giáng ý chí xuống bây giờ ý chí ẩn chứa trong đó đã bị hủy diệt hoàn toàn nhưng đạo kiếp hắc kim đã phát sinh biến dị kỳ diệu. Kết quả giám định không hề thay đổi. Tống Thư Hàng thở nhẹ một hơi, thu miếng kim loại thứ 10 này lại, chuẩn bị bỏ nó vào trong túi thu nhỏ một tấc của mình. Lúc này, Bạch Tôn giả đột nhiên nghĩ tới một khả năng nên bèn nói. Thư Hàng, đợi một chút đã, người đưa số đạo kiếp hắc kim biến dị kia cho ta một chút đã. Tống Thư Hàng tò mò hỏi chẳng lẽ chúng nó còn có vấn đề gì sao? Hỏi vậy, Tống thư hàng lập tức đưa 10 miếng đạo kiếp hắc kim biến dị cho Bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả nhận lấy, trải từng miếng ra. Sau khi suy tư một lát, Bạch Tôn giả cũng hiểu cách sắp xếp, cuối cùng ghép 10 miếng lại thành một hình vuông rồi nói: "Quả thế, chúng nó vốn là một thể, trên này có khắc trận pháp cao thâm khiến nó trở thành tế phẩm để ý chí chúa tể cửu u giáng xuống." Tống thư hàng lo lắng hỏi: vậy ngài ghép chúng lại như thế có thể khiến vị chúa tể cửu u kia chú ý hay không bạch tôn giả gật đầu ừ người đoán không sai các ngươi lui ra sau một chút ta muốn xác minh chút phán đoán của mình mấy người tống thư hàng nhanh chóng lui ra sau sau đó thư hàng thấy cơ thể bạch tôn giả thay đổi cuối cùng biến thành một vị nho sinh tướng mạo bình thường tống thư hàng nói a à, đây không phải bộ dạng của thánh nhân nho ra sao chính là vị thánh nhân nho ra từ khi sinh ra lập tức ngầu vãi trường, cả đời tranh với trời, đấu với đất, đua với người các kiểu. Bạch tôn giả biến thành bộ dạng của thánh nhân làm gì chứ? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, trên mặt kim loại đạo kiếp hắc kim kia có một hình ảnh mơ hồ thoáng hiện. Trong hình ảnh đó có bóng dáng của một cây đại thụ kỳ lạ. Một mặt của cây đại thụ ấy nhắm ngay nơi bạch tôn giả đứng, một mặt khác hướng về hư không. Chừng hai giây sau, hình ảnh lại thay đổi, một đôi mắt kim loại xuất hiện trên hình ảnh mơ hồ kia. Nhưng vì miếng kim loại bị chia làm 10 phần khiến hình vẽ đôi mắt kim loại cũng có 10 đường nứt khiến nó như bị đánh sen vậy. Là vị chúa tể cửu U có hình dạng của quả cầu kim loại tinh thể lỏng kia. Đồng thời, có một loại uy nghiêm truyền đến từ trong đôi mắt kia. Cũng may, hình ảnh bị đánh sen sự uy nghiêm trong đó đã bị hạ thấp rất nhiều. Dù là như vậy, tiểu thải trên tay tống thư hàng cũng run chân, Bị uy áp mạnh mẽ kia làm cho chết ngất. Cảnh giới của tiểu thải quá thấp, điểm thuộc tính ý chí quá ít. Thân là chúa tể cửu u, quả cầu kim loại dạng lỏng bị hạn chế, không thể bước vào hiện thế. Cho dù nó sử dụng rất nhiều cách nhập cư trái phép tới hiện thế thì cũng sẽ bị xóa sổ. Chúa tể cửu u không thể tiến vào hiện thế, nhưng tà ma bình thường trong cửu u lại không như vậy. Cho nên chúa tể cửu u có thể thông qua những tà ma bình thường ấy sinh ra quan hệ gián tiếp với hiện thế giống như bây giờ, gốc cây quái thụ đó là một tà ma thất phẩm. Nó có tác dụng trung chuyển. Nó kết nối với kim loại đạo kiếp hắc kim, sau đó lại gửi hình ảnh cho quả cầu kim loại dạng lỏng đang ở cửu U. Nói cách khác, hình ảnh đám người tống thư hàng đang thấy kỳ thực giống như đang xem video vậy. Bạch tôn giả biến thành bộ dáng thánh nhân rồi ngồi xuống. Trên người bạch tôn giả có một loại khí chất tông sư tỏa ra, giống hệt thánh nhân nho ra trong trí nhớ tống thư hàng đôi mắt kim loại mở ra nhìn chằm chằm thánh nhân nho ra do bạch tôn giả biến thành ngay sau đó đôi mắt của nó chừng lớn như cũng muốn rớt chồng ra ngoài một thanh âm mang hơi hướng kim loại vang ra thánh nhân nho ra thánh nhân nho ra do bạch tôn giả biến thành mỉm cười thanh âm kia lạnh lùng nói không đúng người đã chết lâu lắm rồi người không thể nào còn sống được người rốt cục là ai khi nói chuyện không gian đều cuộn trào sóng gió giống như có một lực lượng muốn vượt qua hạn chế không gian, tấn công thánh nhân nho ra trước mắt. Thánh nhân nho ra do bạch tôn giả biến thành giơ tay phải ra, ngón tay hiện tư thế niêm hoa. Bùm! Trong hư không truyền đến một loạt tiếng nổ mạnh, không gian vốn không ngừng chấn động lập tức ổn định lại. Đôi mắt kim loại trầm giọng nói. Bí pháp không gian áp xúc bạo tạc. Đây là bí pháp độc môn của thánh nhân nho ra, đã từng khiến nó ăn đủ đau khổ, bí pháp chuyên môn khắc chế năng lực không gian của kiếp tiên cửu phẩm. Năm đó nếu có kiếp tiên cửu phẩm muốn dùng lực lượng không gian tiếp cận, thánh nhân chỉ cần quăng một chiêu xuống thì kiếp tiên cửu phẩm bình thường sẽ hưởng thụ một vụ nổ không gian hoành tráng, dù không chết thì cũng phải trọng thương. Quả nhiên là ngươi, không ngờ ngươi lại có bí pháp để sống lại, năm đó ngươi đã lừa ta. Đôi mắt kim loại quay cuồng, ngay sau đó, đôi mắt kia thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu kim loại dạng lòng to hình nhưng dám xuất hiện trước mắt ta như thế thì ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Thánh nhân nho ra do bạch tôn giả biến thành khẽ lắc đầu, chỉ lên không chung. Vị hiện tại kia giết không được ta. Gạch nối. Cổ cầu kim loại lại nói. Trạng thái bây giờ của hắn đã tệ tới mức đó ư. Chết tiệt. Thánh nhân nho ra do bạch tôn giả biến thành thản nhiên nói. Ha ha, đợi hắn chết thì người cũng sẽ chết thôi của cầu kim loại lạnh lùng đáp lại. Ngươi đáng chết, nhưng nó bỗng khựng lại rồi nói. Không đúng, ngươi không phải thánh nhân nho ra, đồ giả thần giả quỷ. Bạch tôn giả thấy mình bị vạch trần thì lập tức tách rời bản kim loại kia ra lại. Hình ảnh quả cầu kim loại dạng lỏng kia lập tức biến mất. Sau đó bạch tôn giả quay về bộ dáng vốn có, giơ tay lau mồ hôi nơi thái dương đi. Tống Thư Hàng và Diệp Tư đi tới bên cạnh bạch tôn giả. Diệp Tư hỏi. Bạch tiền bối, ban nãy ngài biến thành bộ dáng thánh nhân nho ra là muốn thăm dò cái gì thế? Bạch tôn giả đáp. Ta muốn xác nhận một suy đoán. Nơi này không tiện nói chuyện. Thư hàng, đến thế giới hạch tâm của ngươi đi. Tống thư hàng mở thế giới hạch tâm ra, kéo bạch tôn giả vào trong. Tước yêu tiểu thải còn đang hôn mê, tống thư hàng đặt cô qua một bên để cô nghỉ ngươi trước. Bạch tôn giả bắt đầu nói trước kia ta từng đoán thiên đạo và chúa tể cửu u có mối liên hệ nhất định. Trong truyền thừa ta đạt được cũng từng có ghi lại chuyện này. Nhưng phần này trong truyền thừa không được đầy đủ, ta cũng chưa hiểu rõ lắm. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới thiên đạo thứ ba là thiên đạo rồng đốm cùng với rồng đốm hai ở thế giới cửu u mà mình từng gặp trong lúc nhập mộng. Bạch Tôn Giả nói tiếp, rất có thể sau khi kiếp tiên cửu phẩm kế thừa thiên mệnh, chấp trưởng thiên đạo thì sẽ một phân thành hai. Sau đó, một bên nắm giữ thiên đạo, một bên nắm giữ thế giới cửu u, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Hơn nữa, thiên đạo đương nhiệm sắp sửa có chuyện rồi. Mấy ngàn năm hoặc mấy vạn năm tiếp theo, nói không chừng sẽ có một thiên đạo mới lên thay. Tống Thư Hàng hỏi ngay. Bạch tiền bối ngài muốn trở thành thiên đạo sao? Bạch tôn giả cười nói. Ừ, nói thế nào nhỉ, ta nghĩ có lẽ trở thành thiên đạo là một chuyện rất thú vị nếu ta thật sự có cơ hội trở thành thiên đạo thì liệu thế giới cửu u có thể xuất hiện một ta khác hay không? Đến khi ấy, một ta khác sẽ làm thế nào đây? Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Đương nhiên, ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Thiên đạo không phải ta muốn làm làm được ngay. Bây giờ cấp bậc của ta mới chỉ là tôn giả, cách kiếp tiên cửu phẩm còn xa lắm. Tống Thư Hàng Trong cửu u xuất hiện thêm một bạch tôn giả, bạch tiền bối ư. chương 909, Thư Hàng, tối mơ đẹp x3. Bạch Tiền bối trả 10 miếng đạo kiếp hắc kim biến dị cho Tống thư hàng, cũng dặn Tống thư hàng không được để chung 10 miếng đó một chỗ, phải tách ra cất giữ. Bạch Tôn giả hỏi: "Thư hàng, chừng nào thì ngươi khai giảng thế?" Tống thư hàng đáp: "Khu đại học Giang Nam khai giảng vào ngày 6, nhưng ngày khai giảng đầu tiên cũng chỉ là đến báo danh thôi. Sau khi gặp mặt thì lại giải tán, ngày 7, 8 là cuối tuần nên được nghỉ, ngày 9 mới chính thức khai giảng." Bạch Tôn giả nói: Vậy có nghĩa mấy ngày nay ngươi đều rảnh đúng không? Thế sáng mai chúng ta hẹn vài người đi thám hiểm di tích của Trường Sinh Giả đi. Lệ Chi Tiên tử đã chủ động báo danh, Bắc Hà tán nhân cũng muốn đi một chuyến. Hắn mới vừa tấn chức chân quân lục phẩm, muốn đi nghe Trường Sinh Giả giảng giải Trường Sinh Đạo. Tống thư hàng cũng muốn đến di tích Trường Sinh Giả một chuyến từ lâu rồi. Hắn cần nhìn mặt trực tiếp vị Trình Lâm Tiên tử kia một chút, xem đối phương rốt cuộc có bộ dạng thế nào sau đó mới xác định quan hệ giữa Diệp Tư và trường sinh giả. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Được, ngày mai chúng ta lập tức xuất phát. Ừ, vậy ta báo cho bác Hà Tán Nhân, bảo hắn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi qua đêm của chúng ta. Bạch Tôn giả xoa cằm, đột nhiên nói đầy thâm ý. Mơ đẹp nhé, Thư Hàng. Cảm ơn. Tống Thư Hàng còn chưa nghe ra ẩn ý trong lời nói của Bạch Tôn giả. Sau khi đến nơi Bắc Hà Tán Nhân sắp xếp cho các đạo hiếu, phòng tống thư hàng và bạch tôn giả gần sát nhau khi bạch tôn giả vào cửa thì đột nhiên nói đúng rồi suýt thì quên tặng cho ngươi một món quà này tống thư hàng tò mò hỏi lại tặng ta á tại sao tự nhiên bạch tiền bối lại muốn tặng lễ vật cho mình nhỉ bạch tôn giả kéo tay áo lên lộ ra một chiếc vòng tay tinh xảo trên cổ tay sau đó tháo nó ra đưa cho tống thư hàng tống thư hàng ngu ngơ nhận lấy vòng tay rồi đeo vào lúc đeo lên Tống thư hàng đột nhiên giật mình. Trang bị không gian ư? Bạch Tôn giả giải thích: "Ừ, pháp khí Càn Khôn Châu Trung Nhật Nguyệt, không gian trong đó cỡ chừng 100 mét khối. Món pháp khí này là phần thưởng cho hành trình thiên giới giao trì của ngươi. Vừa hay có thể tách 10 miếng đạo kiếp hắc kim biến dị kia ra cất vào trong túi thu nhỏ một tấc và Châu Trung Nhật Nguyệt. Vì luyện chế món pháp khí không gian này mà Bạch Tôn giả tốn tận mấy ngày" Mấy hôm trước Bạch Tôn giả mở lò luyện bảo chính là vì luyện pháp khí này đây. Tài liệu chủ yếu là mảnh vỡ không gian kim liên lấy được từ Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia. Tống Thư Hàng tò mò. Ơ, thường cho chuyến thiên giới giao trì, không phải trừ nợ sao? Bạch Tôn giả nói. Thư Hàng ngươi thật không có tề bào hài hước gì cả. Mượn tiền là mượn tiền, thường là thường, đây là hai chuyện khác nhau mà. Tống Thư Hàng chẳng lẽ hắn thật sự thiếu tế bào hài hước ư? Không chỉ bạch tôn giả nói thế, mà bạch tiền bối tu ở thế giới cửu u cũng nói hắn như thế. Vậy đi, hẹn gặp lại, mau đi ngủ rồi mưa đẹp đi. Bạch tôn giả nói xong thì phất tay, đẩy cửa đi vào. Lúc đẩy cửa, bạch tôn giả đột nhiên thất thần một chốc, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thú vị, khóe miệng bạch tôn giả cong lên, lộ ra một nụ cười mê người. Bạch tôn giả cứ mỉm cười như thế, Cơ thể đột nhiên khẽ nghiêng, ngã nhào xuống đất. Tống Thư Hàng đứng cạnh trợn mắt nhìn, teo rồi, là ngã lún đất. Tuyệt kỹ độc môn của Bạch Tôn Giả vốn đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện nên Tống Thư Hàng suýt thì quên mất. Không ngờ lại xuất hiện vào lúc này. Tống Thư Hàng dùng tốc độ cực hạn của mình, muốn giơ tay đỡ Bạch Tôn Giả. Nhưng tốc độ ngã của Bạch Tôn Giả còn nhanh hơn tốc độ đỡ của Tống Thư Hàng nên hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn Bạch Tôn Giả lướt qua tay mình. Chết rồi chỗ nghĩ mà bác Hà Tán Nhân chuẩn bị sắp tèo rồi. Không chỉ có thế, tất cả đạo hữu trong nhóm cửu châu số một nghỉ ngơi ở đây đêm nay cũng tèo luôn. Mà người ở ngay trung tâm vụ ngã lún đất như Tống Thư Hàng lại càng thảm hơn. Đang lúc Tống Thư Hàng thấy tuyệt vọng, bên hông bạch tiền bối bỗng có một loạt nhánh cây nhanh chóng vươn ra trống trên mặt đất. Là nhánh cây của liễu thụ yêu khinh vũ, cô đã phóng nhánh cây ra vào thời khắc mấu chốt nhất, đỡ được cơ thể đang ngã xuống của bạch tôn giả. Bạch Tôn giả được một đám nhánh cây chống đỡ, tạo thành một góc 45 độ với mặt đất. Tống thư hàng thoát tim, mồ hôi lạnh tuôn ướt người. May mà có Liễu Thu yêu khinh vũ, nếu không tất cả tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 ở đây hôm nay đều toi mất. Sau một lúc lâu, Bạch Tôn giả rốt cuộc cũng khôi phục lại, bèn hỏi ngay. "Ơ, ờ, sao thế này?" Nhưng mới hỏi xong, Bạch Tôn giả lập tức hiểu được vấn đề. "À, ta lại ngã trong lúc thất thần à." tống thư hàng lau mồ hôi lạnh trên thái dương rồi nói đúng vậy bạch tiền bối tiền bối đi đường nhớ chú ý an toàn nhé bạch tôn giả cười ha ha rồi nói yên tâm đi cho dù có thất thần thì ta cũng rất an toàn tống thư hàng ta nói chú ý an toàn là chỉ an toàn sinh mệnh cho những người qua đường vô tội như bọn ta ấy được rồi ta hiểu mà ta sẽ cẩn thận một chút bạch tôn giả nghiêm túc trả lời những lời này cứ như kiểu thuận miệng nói ra vậy. Bạch tôn giả đứng dậy, liễu thụ yêu khinh vũ lập tức cẩn thận thu nhánh cây của mình về. Sau đó bạch tôn giả phất tay với tống thư hàng rồi nói. Hẹn gặp lại, ngủ ngon nhé. Tống thư hàng đáp, ngủ ngon. Bạch tôn giả lại bổ sung, mơ đẹp nhé. Tống thư hàng gật đầu, chấm. Một đêm này, tống thư hàng nằm ở trên giường trần trọc không thể ngủ hôm nay hắn vốn rất mỏi mệt nhưng lại không ngủ được tống thư hàng lẩm bẩm ta cứ cảm giác như có chuyện gì ấy thanh âm diệp tư truyền tới đừng sợ có ta canh cho ngươi cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng có thể đánh thức ngươi dậy ngay lập tức tống thư hàng gật đầu cũng không biết có phải do lời an ủi của diệp tư có hiệu quả hay không mà tống thư hàng cũng nhanh chóng thiếp đi đợi tống thư hàng ngủ say diệp tư chui ra khỏi người hắn ngồi bên cạnh một lúc sau đó cô mở túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng, lấy một đống sách ra. Có lịch sử, có khoa học kỹ thuật, có tự nhiên, có khảo cổ, có toán học, có thơ từ. Nói chung là loại nào cũng có. Những sách này là chiến lợi phẩm của cô và Đông Phương Lục Tiên Tử khi đi dạo phố, tạm thời đều gửi ở trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng. Thừa dịp Tống Thư Hàng ngủ say, Diệp Tư làm một phép thuật, trong đôi mắt cô bắn ra hai đạo kim quang sáng ngời, chiếu rọi trên bộ sách sau đó, Diệp Tư sung sướng xem chọn quyển sách dày cộp. Pháp thuật ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt này do chính Diệp Tư sáng tạo. Trước kia, lúc ở Bích Thủy các cô vẫn hay chui trong chăn đọc sách như thế. Xem một lúc, đột nhiên Diệp Tư cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Vì thế, Diệp Tư tay cầm sách, nằm bên cạnh Tống Thư Hàng ngủ mất. Tống Thư Hàng nằm mơ không biết có phải do bạch tôn giả chúc hắn mơ đẹp ba lần hay không mà Tống Thư Hàng mơ thấy khủng cảnh rất xinh đẹp. Đầu tiên là mặt biển rộng vô biên vô tận, sau đó Tống Thư Hàng dẫm trên lưu tinh kiếm, ngự kiếm phi hành. Đúng là ngày nghĩ gì, đêm mơ đó mà. Lúc sáng, Tống Thư Hàng còn thầm mong mình mau lên tới cảnh giới tiên thiên tứ phẩm để có thể ngự kiếm phi hành. Tuy Tống Thư Hàng hẳn là phải ngự đao phi hành, thậm chí có thể sẽ tu luyện đà đao thuật, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ảo tưởng cảnh mình ngự kiếm phi hành. Bản thân mình khi ngự kiếm phi hành ngầu quá đi. Ngự kiếm trên không, cưỡi gió vượt sóng trên mặt biển. Khi thì sông thẳng mây xanh, lúc lại lượn xuống mặt biển, đạp phi kiếm như đang lướt ván trượt. Có khi phi hành tầng thấp, nhảy vào trong sóng biển. Tống thư hàng phát ra tiếng cười vui vẻ. Ha ha ha, cưỡi kiếm nhấp rượu hóng gió thu, nửa câu sau là gì nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao cảm giác ngựa kiếm phi hành này sướng quá, mộng đẹp như thế khiến hắn thật sự không muốn tỉnh lại chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao khi mình ngự kiếm phi hành, kiếm mình đạp lại là lưu tinh kiếm nhỉ? Đây là phi kiếm bản mệnh của Bạch Tôn giả mà. A, à, đúng rồi, đây là mơ mà, mọi chuyện trong này đều hợp lý cả thôi. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng đạp lưu tinh kiếm, bay rồi lại bay, sướng khỏi nói luôn. Lưu tinh kiếm bay theo ý niệm của Tống Thư Hàng muốn bay đi đâu lập tức bay đến đó, muốn cao muốn thấp kiểu gì cũng được. Cuối cùng, Tống Thư Hàng ngự kiếm bay đến một hòn đảo nhỏ xinh đẹp trên không. Đó là một hòn đảo còn đẹp hơn cả thế ngoại đảo nguyên. Trung quanh đảo được sương mù bao phủ, Tống Thư Hàng thầm tò mò nên lập tức ngự kiếm đáp xuống. Sau khi đáp xuống đảo nhỏ, Tống Thư Hàng phát hiện nơi này có chủ. Trên đảo có rất nhiều đình đài lầu các với phong cách cổ xưa, cũng có rất nhiều kiến trúc hiện đại. Sau khi dừng lại thì Lưu Tinh Kiếm lập tức vèo một phát sát lên lưng của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi: "Xin chào, có ai không?" Ngay lúc Tống Thư Hàng vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một trận khói nhẹ. Sau đó thân hình linh điệp tôn giả lập tức xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàng. Linh điệp tôn giả cười nói: "Xin chào Thư Hàng tiểu hữu." Tống Thư Hàng đáp: "Xin chào linh điệp tiền bối, đây là linh điệp đảo của ngài ư?" linh điệp tôn giả lắc đầu nói nơi nào là một đảo núi lửa không phải đảo linh điệp của lão phu thư hàng tiểu hữu mời đi bên này vì thế tống thư hàng đần mặt đi theo linh điệp tôn giả không biết tôn giả muốn đưa hắn đi đâu nữa định đi gặp vũ nhu tử ư lại nói gần đây vũ nhu tử đang chuẩn bị độ kiếp cũng không biết bây giờ cô ấy đã độ kiếp thành công hay chưa cứ đi như vậy bất chợt cơ thể tống thư hàng bỗng nhẹ bấng toàn thân đều bị sương mù bao phủ sau đó tống thư hàng cảm giác mình đang bay lên như cưỡi mây đạp gió vậy cũng không biết bay bao lâu khi tống thư hàng thấy sương mù trước mặt tan mất thì hắn đã xuất hiện trong một phòng thay đồ thân hình linh điệp tôn giả biến mất xuất hiện trước mặt tống thư hàng chính là một người quen khác đại đạo diễn gia cốp tống thư hàng chào a à, xin chào ngài gia cốp gia cốp khẽ gật đầu sau đó vỗ tay một cái vài nhân viên trang điểm lập tức chạy tới Tống thư hàng thoáng thấy trong tay họ cầm theo rất nhiều quần áo nữ. Chương 910, cắt, tại sao lại cắt chứ? Ta không phục. Tại sao lại là đồ nữ chứ? Trong đầu Tống thư hàng chợt xuất hiện dự cảm chẳng lành. Lúc này, Jacob đạo diễn cũng gật đầu ra chiều lòng, giơ tay chỉ vào Tống thư hàng rồi nói: "Đưa quần áo cho Tống tiên sinh thay thử xem, chọn một bộ đẹp nhất, chú ý, phải chọn bộ có thể chạy nhảy được ấy." Vì thế, mấy nhân viên kia lập tức lôi Tống Thư Hàng đi tới một gian phòng hóa trang khác. Tống Thư Hàng mở to mắt, sau đó liều mạng dẫy hét toáng lên. Thay cho tôi á, đồ nữ này ư, không được, tôi không muốn mặc đồ nữ đâu, buông tôi ra. Nhưng mà cũng không biết có phải vì đang mơ không, mà với lực lượng tam phẩm của Tống Thư Hàng lại không chống cự được mấy người này. Loại chuyện này cũng bình thường khi đang ở trong mơ, mỗi lần mọi người thấy ác mộng, đặc biệt khi mơ thấy bản thân bị người khác đuổi giết thì sẽ chạy mãi chạy đến kiệt sức rồi bị kẻ thù tóm được cứ như vậy tống thư hàng trong giấc mơ bị kéo mạnh vào phòng hóa trang ấn ngồi trên ghế bắt đầu quá trình trang điểm thay đồ đánh phấn gắn mi vẽ lông mày tống thư hàng nhìn hình ảnh trong gương càng ngày càng không giống chính mình trong lòng không hiểu sao lại khẽ cảm thán trang điểm đúng là thần kỳ tống thư hàng lại nghĩ tới đồng quái tiền bối không biết mỗi lần đồng quái tiền bối dịch dung, nhìn thấy mặt mình biến thành một khuôn mặt khác thì trong lòng sẽ có suy nghĩ gì đây. Nói lại thì tại sao lại mơ thấy cảnh mình bị bắt mặc đồ nữ chứ? Chẳng lẽ từ sâu trong lòng mình thật sự rất muốn mặc đồ nữ cho nên mới mơ thế ư? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tống thư hàng đột nhiên lắc đầu mười nguội. không đúng, ta sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện mặc đồ nữ mới phải. Hơn nữa chuyện mình gặp từ lúc mơ tới giờ Đầu tiên là gặp được linh điệp tôn giả, lại gặp đạo diễn Jacob, tiếp đó là nhân viên trang điểm mang quần áo nữ tới. Chính là cái này. Sao mình lại mơ một nội dung dở hơi như thế? Hóa ra là do linh điệp tôn giả. Không được, cho dù trong mơ thì ta cũng không muốn trở thành một tống thư hàng mặc đồ nữ đâu. Ta phải thoát khỏi căn phòng này. Nghĩ vậy, tống thư hàng lại bắt đầu giãy dụa. Nhưng mà, tống thư hàng trong mơ đột nhiên mềm nhũn người, cơ thể ngã phịch ra trên ghế các nhân viên mỉm cười rồi trang điểm cho hắn đáng sợ quá đây cũng không phải là mộng đẹp mà là ác mộng thì có a a a tỉnh lại mau mau tỉnh lại đi tống thư hàng cảm giác được cơ thể suy yếu vô lực mí mắt cũng càng ngày càng nặng lòng tống thư hàng thầm hô diệp tư diệp tư mau gọi ta tỉnh dậy nhưng mà diệp tư cũng không hề đáp lại tống thư hàng chẳng lẽ vì đang nằm mơ nên kết nối tâm linh giữa hắn và diệp tư cũng mất hiệu quả ư hết cách rồi, chỉ có thể điều chỉnh hô hấp thôi. Tống Thư Hàng bắt đầu tăng nhanh tần suất hô hấp của mình. Đây là cách hắn nghĩ ra mỗi khi mơ ác mộng. Chỉ cần tăng nhanh tần suất hô hấp, thở gấp thật nhiều thì tiếp đó hắn sẽ tự động tỉnh dậy. Cách này rất linh nghiệm đối với cá nhân Tống Thư Hàng. Dưới sự khống chế của Tống Thư Hàng, hô hấp của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dồn dập Hít sâu, hít sâu. Sốt cuộc. Đôi mắt Tống Thư Hàng sáng lên, Hắn rời khỏi được căn phòng đó. Đã tỉnh rồi ư? Thật tốt quá, rốt cuộc cũng tỉnh khỏi ác mộng giả gái kia rồi. Tống Thư Hàng mở to mắt nhìn xung quanh. Không đúng, dường như còn chưa hết mơ. Mặc dù Tống Thư Hàng đã thoát khỏi được căn phòng kia, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở miệng của một ngọn núi lửa. Bên dưới là nham thạch nóng cháy đang sôi sùng sục. Hình ảnh chân thật như thế khiến Tống Thư Hàng bắt đầu hoài nghi liệu có thật là mình đang nằm mơ hay không. Trong lúc suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện bản thân cũng không hề thấy nóng, mà có cảm giác mát lạnh vô cùng dễ chịu. Quả nhiên là do đang nằm mơ ư? Tống Thư Hàng khẽ nói. Đúng là một giấc mơ phiền phức. Cách thở gấp kia mà không thể khiến mình tỉnh khỏi ác mộng, chỉ có cảnh trong mơ là thay đổi thôi. Kế tiếp sẽ mơ thấy gì tiếp đây? Vào lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì cơ thể hắn đột nhiên không tự chủ được mà bắt đầu hành động. Cơ thể hắn mất khống chế, chạy ngay trên miệng núi lửa. Ta có dự cảm chẳng lành. Khi hắn đang chạy thì giữa hai chân có cảm giác lạnh lẽo. Tống Thư Hàng chợt cúi đầu nhìn, sau đó, Tống Thư Hàng phát hiện mình đang mặc váy chạy như điên. Đau tim quá, sao vẫn là nội dung mặc váy thế này? Nếu nội dung giấc mơ đã thay đổi, chẳng lẽ không thể đổi chuyện mặc đồ nữ luôn hay sao? Vào lúc Tống Thư Hàng xỉ vả thì bên trái của hắn đột nhiên xuất hiện một gợi ý hệ thống. Chữ viết mạ vàng màu đen rất bắt mắt. Lời thoại, tử lãng, tử lãng, chàng ở đâu? Mau trả lời thiếp đi. PS, hãy đọc câu thoại này với cảm xúc lo lắng thâm tình. Tống Thư Hàng cứng họng. Đây là cái quỷ gì thế? Nội dung mộng cảnh lại biến thành trò chơi sao? Hơn nữa, cái tên tử lãng này có độc. Khi nghe cái tên ấy, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới tam lãng tiền bối trong nhóm cửu châu số một ngay lập tức. Gọi tên tử lãng với giọng lo lắng hết sức thâm tình gì chứ, miễn đi nhé. Cho nên, Tống Thư Hàng dứt khoát cự tuyệt yêu cầu gợi ý này của hệ thống, không thèm nhìn nó nữa. Đúng lúc này, dòng chữ hiện ra lại thay đổi. Thời gian bắt đầu đếm ngược, xin hãy đọc câu thoại, tử lãng, tử lãng, chàng ở đâu? Mau trả lời thiếp, bằng cảm xúc lo lắng thâm tình trong 20 giây, nếu không sẽ có cưỡng chế trừng phạt. Sau khi gợi ý của hệ thống thay đổi, phía góc phải tầm mắt Tống Thư Hàng xuất hiện một màn hình đồng hồ bấm dây đang đếm lùi từ 20. 20, 19, 18, 15, 14, 11. Con số đếm ngược đang nhanh chóng giảm xuống. Trừng phạt á, ta sợ chắc. Lúc Tống Thư Hàng đang nghĩ như vậy, cơ thể hắn đột nhiên lại phóng thẳng về phía nham thạch nóng chảy đang sôi sùng sục chỗ miệng núi lửa kia. Tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa còn không hề có công năng phanh lại. Tống Thư Hàng đoán sau 10 giây, cơ thể hắn sẽ tung người nhảy vào trong nham thạch đỏ bừng ấy với tư thế vô cùng ngầu lòi. Không chỉ có thế, cảm giác lạnh lẽo trên người Tống Thư Hàng cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng cháy vô cùng khó chịu. Chỉ mới tới gần nham thạch nóng chảy thôi thì đã nóng như vậy rồi, nếu rơi vào trong đó chẳng phải sẽ là một cảm giác vô cùng khó chịu sao? Đây là trừng phạt à? giấc mộng này rốt cục là thứ quỷ gì đây? Từ đóng phim biến thành chơi game, còn kèm nhiệm vụ cưỡng chế nữa. Mắt thấy thời gian đếm ngược đã xuống thành số 9, Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một chút, sau đó quyết định sẽ đọc thử xem sao. Không phải Tống Thư Hàng sợ trừng phạt, dù sao đây cũng chỉ là mơ, cho dù có rơi xuống đó cũng không sao cả. Tống Thư Hàng chỉ muốn xem thử, nếu hắn đọc lời thoại kia thì giấc mơ này sẽ thế nào thôi. Dù sao thì đọc thử cũng không chết ai. Hơn nữa, tử lãng cũng không phải tam lãng tiền bối. Chỉ cần trong lòng hắn phân chia rõ hai bên là xong ngay. Đồng thời, Tống Thư Hàng càng lúc càng thấy giấc mơ này rất lạ. Tử lãng, tử lãng, chàng ở đâu? Mau trả lời thiếp đi. Tống Thư Hàng thì thầm theo lời thoại. Sau khi Tống Thư Hàng vừa đọc xong, tầm mắt của hắn đột nhiên trở nên sáng ngời. Sau đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy có một bóng người đang đau khổ dẫy ruộng trong dung nham nóng chảy sau khi Tống Thư Hàng đọc câu thoại xong, bóng người kia chợt ngẩng đầu lên. Khuôn mặt này rất quen. Đậu xanh, đúng là cuồng đao tam lãng tiền bối. Sợ cái gì thì cái đó tới. Tử lãng thật sự biến thành tam lãng tiền bối. Cái giấc mơ khỉ gió gì đây? Cuồng đao tam lãng tiền bối hô lớn. Mau cứu ta lên. Tống Thư Hàng đáp theo bản năng. Người tự trèo lên đi. Cuồng đao tam lãng vội nói. Ta không tự lên được ta cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi hãy giúp ta đi. Tống Thư Hàng, một cao thủ linh hoàng ngũ phẩm như ngài, bay vèo ra khỏi dung nham là được mà. Còn cần ta giúp cái gì chứ? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên trước mắt Tống Thư Hàng lại xuất hiện gợi ý mới. Hãy tìm quanh miệng núi lửa, gần đây có một cơ quan, trong đó cất giấu bí mật để chạy trốn, có thể cứu tử lãng ra khỏi núi lửa. Ghi chú, sau 60 giây, núi lửa sẽ phun trào, hãy tranh thủ thời gian tầm mắt bên phải tống thư hàng lại xuất hiện cái đồng hồ bấm dây đếm ngược kia tống thư hàng câm nín đồng thời cơ thể tống thư hàng lại khôi phục tự do hắn thở dài bắt đầu tìm kiếm xung quanh miệng núi lửa miệng núi lửa lớn như vậy hắn làm sao tìm được cơ quan chứ hơn nữa cơ quan trông thế nào mới được không thể gợi ý một chút à thời gian trôi qua từng giây từng phút mắt thấy thời gian 60 giây đã qua hơn phân nửa, cuồng đao tam lãng đang lăn lộn trong dung nham bên dưới giường như cũng nóng nảy nên hét lớn. Bằng hiếu, người nhìn về phía 6 giờ ấy, nơi đó có một bậc thang, người bước lên bậc thứ ba, mở một cái hộp ra, trong đó có một trang bị. Người ném trang bị đó cho ta là ta có thể rời khỏi nơi này. Thời gian không còn nhiều nữa, mau lên đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, thì ra là có gợi ý. Sau đó Tống Thư Hàng đứng dậy, đi về hướng 6 giờ. Nhưng Tống Thư Hàng mới đi vài bước bỗng nghe loáng thoáng tiếng tách tách. Sau đó trước mắt Tống Thư Hàng lại có sương mù ùa ra bùa vây lấy hắn. Tống Thư Hàng còn nghe thấy tiếng giống giận dữ của cuồng đao tam lãng. Tại sao lại cắt chứ? Tại sao? Cho ta một lý do đi. Ta chỉ là kềm lòng không được nên mới nhắc thôi chứ không hề phạm quy. Con mẹ nó, ta nóng quá, sắp chết rồi đây này. Lúc này, sương mù vây quanh lấy tống thư hàng để hắn trải nghiệm cảm giác đạp mấy cưỡi gió thêm lần nữa. Khi sương mù tan đi, tống thư hàng phát hiện mình lại quay về khoảng không trên mặt biển. Vẫn là mặt biển này, vẫn là không chung kia, dưới chân thư hàng cũng là lưu tinh kiếm. Tống thư hàng lại đạp lên lưu tinh kiếm, ngự kiếm phi hành. Quỳ trước giấc mơ quỷ quái này luôn. chương 911, cách mở ngự kiếm phi hành này không đúng. Hôm sau khi mặt trời nhô cao, vì phòng của tống thư hàng là hướng đông sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt hắn tống thư hàng muốn ngủ thêm một lát nhưng bị ánh nắng chiếu một hồi thì chợt bừng tỉnh bi kịch là hôm qua đi ngủ quên kéo màn sau khi tỉnh lại tống thư hàng giơ tay che ánh nắng rồi lẩm bẩm mệt mỏi quá giấc mơ đêm qua là sao nhỉ uồng công vật vã làm hắn mệt mỏi cả thân lẫn tâm à mà diệp tư đâu hôm qua tống thư hàng ở trong mơ kêu diệp tư mấy lần Hy vọng có thể nhờ vào sức mạnh của cô đánh thức hắn khỏi ác mộng, Ai dè Diệp Tư không phản ứng lại chút nào. Tống Thư Hàng ngồi dậy, sau đó thấy Diệp Tư nằm sấp bên cạnh hắn ngủ thật ngon, bên cạnh cô chất đống sách dày, không biết đã ngủ bao lâu rồi. Tống Thư Hàng gạch nối chấm. Hình như cảm ứng được động tác của Tống Thư Hàng, Diệp Tư mơ màng mở mắt ra. "A, à, trời sáng rồi hả? Chào buổi sáng nha Thư Hàng." Tống Thư Hàng đáp lại. Chào buổi sáng. Cốc cốc cốc. Bên ngoài vang tiếng đập cửa, rồi giọng Bạch Tôn giả vọng vào. "Thư Hàng, dậy chưa?" Tống Thư Hàng đáp, "Dậy rồi, mở cửa ngay đây ạ." À. Bạch Tôn giả nói, "Dậy rồi thì đi lầu 2 ăn bữa sáng, chúng ta chờ trên lầu 2." Tống Thư Hàng nói, "Biết rồi, ta đi ngay đây." Bữa sáng là đồ chay, toàn rau, không dính chút thịt, vì người nấu là Thông Huyền đại sư. Nghề chính của thông huyền đại sư là cao tăng, kiêm chức tiên trù. Tuy toàn đồ chay nhưng mùi vị rất ngon. Bạch tôn giả cầm bánh bao chay cắn từng miếng nhỏ, sau đó chợt hỏi. Thư hàng, hôm qua ngủ có ngon không? Tống thư hàng uống ngụm sữa đậu nành, ngẫm nghĩ rồi đáp. Tạm tạm, bạch tôn giả gật đầu nói. Ừ, vậy thì tốt, ăn sáng xong chúng ta đi động phủ của trường sinh giả Trình Lâm đi, không cần gấp nên cứ từ từ cũng được. Tống Thư Hàng gật đầu nói: "Được, còn một thời gian nữa ta mới khai giảng. À Bạch Tiền Bối, đi động phủ của Trường Sinh Giả Trình Lâm xong chúng ta có đi cấm địa kia không?" Cấm địa mà Tống Thư Hàng nói là chỗ Lý Thiên Tố đạo trưởng phát hiện, có lẽ bên trong có cách chữa hàn bệnh của Lý Âm Trúc. Tống Thư Hàng muốn đi cấm địa này một chuyến từ lâu, chữa khỏi hàn bệnh cho Lý Âm Trúc càng sớm càng tốt. Nhưng với thực lực của thư hàng thì đến cấm địa đó là chịu chết, phải đưa Bạch Tôn giả đi cùng mới được. Bạch Tôn giả gật đầu nói: "Không thành vấn đề, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp thời gian, cũng tới lúc kết thúc nhân quả với Lý đạo trưởng rồi." Mấy tháng trước Lý Thiên Tố đạo trưởng ngàn dặm xa xôi tặng trang bị, Bạch Tôn giả lấy phi kiếm và nhẫn đồng cổ của Lý đạo trưởng, kết một đoạn nhân quả với hắn. Lúc này, Bắc Hà tán nhân lên tiếng: "Bạch tiền bối, ta đã mượn du thuyền riêng của thất sinh phù đạo hữu đến rồi, nhưng chúng ta thật sự phải ngồi thuyền lên đường sao?" ngồi du thuyền chậm gì, ngự kiếm bay thẳng qua không phải là đơn giản hơn à. Bạch tôn giả lấy ra một sấp giấy A4 rồi nói. Bắc Hà Đạo hữu sợ tốc độ chậm à, đừng lo, ta đã chuẩn bị sẵn chọn bộ trận pháp rồi. Lên du thuyền chúng ta dán bộ trận pháp này vào thì tốc độ tuyệt đối không chậm hơn ngự kiếm phi hành đâu. Bắc Hà Tán Nhân nghe vậy bèn gật đầu nói. Thế thì tốt. Ăn sáng xong, Bạch Tôn giả mang theo tống thư hàng, Bắc Hà Tán Nhân, Lệ Chi Tiên Tử, Diệt Phượng Công Tử, Dược Sư và Giang Tử Yên xuất phát. Trên đường đi đến du thuyền, Tống Thư Hàng luôn ngáp ngắn ngáp dài, tinh thần ỉu xìu. Lệ Chi Tiên Tử ở bên cạnh cũng mệt mỏi như bị thiếu ngủ. Sau khi lên du thuyền xa hoa, Tống Thư Hàng, Diệt Phượng Công Tử, Bắc Hà Tán Nhân cùng nhau dán những tờ giấy trận pháp của Bạch Tiền Bối lên các góc du thuyền. Sau khi du thuyền rời khỏi bờ biển, xa khỏi tầm mắt mọi người, Bọn họ lập tức kích hoạt vô số trận pháp lướt đi như bay. Gió biển thổi vù vù, đây là mùi của biển. Tống Thư Hàng dựa vào lan can ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt mệt mỏi, hóng gió biển làm hắn càng buồn ngủ hơn. Bạch Tôn giả hỏi: "Mệt lắm à Thư Hàng?" Tống Thư Hàng khẽ thở dài: "Hôm qua ta mơ một giấc mơ rất lạ, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt lạ, cứ dã rời thế nào ấy." Bạch Tôn giả đề nghị: vậy ngươi ngủ một lúc đi, chờ đến di tích trường sinh giả trình lâm thì ta sẽ gọi ngươi dậy. Đường vẫn còn xa, đủ cho ngươi ngủ một giấc đấy. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ sau đó gật đầu, may mà du thuyền xa hoa kia cũng có phòng nghỉ. Tống Thư Hàng ngáp nói. Vậy thì bạch tiền bối, bắc hà tiền bối, diệt phượng tiền bối, ta đi nghỉ trước đây. Bạch tôn giả nói. Đi đi, nghỉ ngơi cho tốt. Lúc này lệ chi tiên tử cũng lên tiếng. Vậy ta cũng về nghỉ chút, không biết sao mấy ngày nay trong lòng rất bất an, lâu rồi không được ngủ ngon. Lệ Chi tiên tử có tu vi chân quân lục phẩm, dù cả năm không nghỉ cũng chẳng thấy khó chịu. Nhưng gần đây trong lòng Lệ Chi tiên tử luôn bất an, khiến trạng thái của cô trở nên khá tệ. Tống Thư Hàng tìm một căn phòng rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng lẩm bẩm: "Qua y thế, mình cứ thấy có gì đó là lạ." Bấy giờ, Diệp Tư chui ra từ người Tống Thư Hàng rồi hỏi: hôm qua ngươi gặp ác mộng à tống thư hàng nói nên nói là một giấc mơ khiến người mệt mỏi thì đúng hơn diệp tư nếu ta lại mơ ác mộng thì cô nhớ đánh thức ta nhé diệp tư bảo đảm không thành vấn đề cứ để ta lo ta sẽ luôn canh giữ bên cạnh ngươi có diệp tư bảo đảm tống thư hàng yên lòng chìm vào giấc ngủ vì rất mệt nên tống thư hàng nhanh chóng thiếp đi sau đó hắn lại nằm mơ Lần này là biển cả bao la mênh mông, bầu trời xanh biếc. Giống như giấc mơ đêm qua, Tống Thư Hàng vẫn ngự kiếm phi hành, nhưng lần này không phải lưu tinh kiếm mà là một kiếm hoàn bé tí. Tống Thư Hàng nhìn kiếm hoàn nho nhỏ mà mình đang đạp lên. Bà nội nó, thứ này to cỡ móng tay, thế mà Tống Thư Hàng lại đang đạp trên nó để chu du trên trời. Phong cách này không đúng. Kiếm hoàn đương nhiên có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng bình thường tu sĩ dùng kiếm hoàn ngựa kiếm phi hành thì nó sẽ kéo dài thành tơ kiếm, trên tơ kiếm bao một lớp độn quang. Sau đó tu sĩ đạp trên độn quang tiêu sái bay đi, nói thẳng ra là đạp kiếm quang mà bay mới đúng. Nhưng kiếm hoàn dưới chân Tống thư hàng không kéo dài thành kiếm quang mà chỉ là một viên tròn bé tí teo dưới chân hắn. Một chân Tống thư hàng đạp kiếm hoàn bay vèo vèo tới trước, tốc độ còn cực nhanh nữa. Tống thư hàng gần mắc bệnh sợ độ cao nên lẩm bẩm. "Đừng như vậy chứ?" tốt xấu gì cũng biến ra độn quang cho ta đi, không có điểm đặt chân làm ta run lắm. Tống Thư Hàng vừa dứt lời thì kiếm hoàn lập tức biến đổi, nhưng không phải kéo dài thành độn quang mà vèo vèo biến ra thêm 11 kiếm hoàn khác, tổng cộng có 12 cái. Bên trái 6 kiếm hoàn, bên phải 6 cái kiếm hoàn nữa, nâng Tống Thư Hàng vững vàng đứng giữa hư không. Tống Thư Hàng thộn mặt ra. Nhìn từ xa thì mỗi chân của Tống Thư Hàng đang đạp 6 hạt châu. Hắn bay nhanh trên không trung, tốc độ nhanh đến kinh hồn, sung sướng không sao tả xiết. Tống thư hàng hiểu một điều, 12 kiếm hoàn là pháp khí bản mệnh của Bắc Hà tán nhân, Ngân Hà thập nhị kiếm. Ngân Hà thập nhị kiếm rất oách, khi Bắc Hà tán nhân và đồng quái tiên sư quyết đấu trên đỉnh tử cấm, 12 kiếm quang đã hợp thành kiếm trận oách rất trong mắt. Nhưng cách mở Ngân Hà thập nhị kiếm ngự kiếm phi hành không đúng, nó có độc. Kiếm hoàn của ngươi khi ngự kiếm phi hành là đạp thẳng trên hạt châu để bay lên sao? đây là ngự kiếm phi hành hay ngự vòng phi hành đây. Còn không bằng đổi thành đà đao thuật cho rồi, kéo đao mà bay còn tốt hơn đạp cái vòng bay. Sau đó Tống Thư Hàng không cam lòng mà ra lệnh cho kiếm hoàn dưới chân mình mấy lần, muốn chúng nó biến thành độn quang nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Có điều trừ biến thành độn quang ra thì chức năng ngự vòng phi hành của kiếm hoàn khá bình thường. Tống Thư Hàng muốn bay kiểu gì là kiếm hoàn sẽ nâng hắn bay kiểu đó. Bay thẳng, bay xéo, bay cong đều được, có bay ngược, bay lên xuống đều ổn, 12 kiếm hoàn gián sát chân tống thư hàng cho hắn trổng ngược bay nhanh tới trước với tốc độ cực nhanh. Trừ phong cách hơi dị ra thì những cái khác đều không tệ. Bay rồi lại bay, một lúc sau tống thư hàng bay đến một hòn đảo nhỏ, đó là hòn đảo phủ đầy xương mù hôm qua. Tống thư hàng đáp xuống, 12 kiếm hoàn gián lên lưng hắn đánh vèo một tiếng. Làm cái vẹo gì thế, phi kiếm dán sau lưng trông đẹp trai chứ 12 cái vòng dán sau lưng ra cái thể thống gì. Giấc mơ hôm nay có phong cách rất vặn vẹo. Hơn nữa, giấc mơ này tuyệt đối có vấn đề. Tống Thư Hàng chợt hiểu hai lần mơ thấy tình tiết như vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chắc có tiền bối nào động tay chân vào giấc mơ của hắn rồi. Người đáng ngờ nhất là bạch tiền bối, thứ hai là Bắc hà tán nhân. Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì linh điệp tôn giả lại xuất hiện trước mắt hắn. Linh Điệp Tôn giả bình tĩnh nói. Chào buổi sáng, Thư Hàng Tiểu Hiếu, mời đi theo ta. Tống Thư Hàng vội nói. Chờ chút đã Linh Điệp tiền bối. Hôm nay ta không muốn đi theo tiền bối, ta định đi dạo trên đảo một mình. Người tình nhi số 3, chính là Linh Điệp Tôn giả ở trước mặt. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười nói. Không sao, người cứ đi dạo thoải mái. Linh Điệp Tôn giả nói xong lập tức hóa thành sương mù biến mất, Thân thể Tống thư hàng thì bị xương mù bao bọc. Tình tiết này chẳng phải giống như ngày hôm qua sao? Tống thư hàng câm nín. Lúc này ở địa khu Giang Nam xa xôi, Cao Mỗ Mỗ ngồi trước máy vi tính, đầu dán băng hạ sốt. Cao Mỗ Mỗ lẩm bẩm, bị cảm rồi, thôi kệ, cũng sắp khai giảng, xin phép nghỉ một ngày không đăng trương đi. Cao Mỗ Mỗ vừa dứt lời thì chợt có một luồng sáng chỉ rũ thuật lặng lẽ rơi xuống người hắn. Bệnh cảm bay mất luôn và ngay rất đối thần kỳ. Cao mỗ mỗ đang viết đơn xin phép đần mặt ra. chương 912, Mỹ nhân rắn công đức gặp riêng lệ chi tiên tử. Lúc này, trên kệ sách trong phòng cao mỗ mỗ, ngư kiều kiều to cỡ bàn tay bưng tách trà nóng, chậm rãi uống một hớp. Ngư kiều kiều lầm bẩm May mắn hôm nay ta chợt nổi hứng đến nhà cao mỗ mỗ, không thì tiểu tử này đã xin phép nghỉ đăng trương vì bệnh cảm rồi nhưng có ngư kiều kiều cô ở đây thì chỉ cần ném một phát chỉ rũ thuật là cao mỗ mỗ đang mắc bệnh nhẹ lại khỏe như vâm ngay. Ngư kiều kiều nhẹ giọng nói, không còn bệnh cảm hành hạ nên hôm nay cũng chăm chỉ đăng trương đi nhé. Ngón tay cao mỗ mỗ cứng ngắc đặt trên bàn phím, hắn lắc mạnh đầu với vẻ không dám tin. Rõ ràng vừa rồi còn nhức đầu phát sốt, nghẹt mũi đau họng như sắp chết đến nơi, sao đột nhiên. Lại thấy cả người phơi phới, không đau đầu, không nghẹt mũi, không đau họng, đầy sức sống thế nhỉ. Thế là phải bỏ dở lá đơn xin phép đang gõ rồi. Cao mỗ mỗ lẩm bẩm. Tổ cha nó, sao có thể như vậy chứ? Hiếm lắm năm nay mình mới ốm một lần, định xin phép nghỉ một ngày nhưng sao tự nhiên lại khỏi nhỉ? Thể chất mình khủng vậy từ bao giờ thế? Thôi, đã hết bệnh cảm thì tranh thủ thời gian gõ chứ vậy. Mà không biết thằng nhóc Tống thư hàng dạo này đang làm gì nhỉ? Hôm qua nó gửi tin nói đã đến trường học báo danh rồi bộ về trường sớm vậy sao cao mỗ mỗ vừa nghĩ vừa mở một file út, rồi quen tay gõ lên bàn phím khi nào cao mỗ mỗ đẹp trai nhất đương nhiên là lúc vất vả gõ chữ đẹp trai nhất rồi bên kia sau khi thân thể bị sương mù bao phủ tống thư hàng lại cưỡi mây lướt gió lát sau sương mù bao quanh tống thư hàng tán đi hắn phát hiện mình đang ở trong miệng núi lửa là miệng núi lửa ngày hôm qua bên dưới là dung nham sôi sùng sục Tống Thư Hàng loáng thoáng nghe tiếng gào thét. Không lẽ Tam Lãng Tiền Bối vẫn còn ngâm trong dung nham ư? Đồng thời, Tống Thư Hàng chợt nhớ một điều, hắn vụt cúi đầu nhìn thân thể mình. May mắn bộ đồ vẫn như cũ, không bị bắt đổi thành đồ nữ. Nhưng trên người hắn dán nhiều đốm tròn trông khá lạ, 12 kiếm hoàn sau lưng cũng biến mất. Tống Thư Hàng đang định xé các đốm tròn kia xuống thì cơ thể hắn lại chạy nhanh mất kiểm soát như hôm qua. Có kinh nghiệm lần trước nên Tống Thư Hàng không căng thẳng nữa. Hắn cẩn thận cảm thụ quá trình tự động chạy nhanh của mình. Lát sau, Tống Thư Hàng phát hiện có hàng vạn sợi tơ đang quấn lấy hắn, lôi hắn lao nhanh. Đây là phép thuật sao? Mà hiện tại ta thật sự đang nằm mơ hả? Tống Thư Hàng bắt đầu nghi ngờ. Trong khi suy tư, Tống Thư Hàng đã chạy đến miệng núi lửa. Miệng núi lửa quen thuộc, vị trí quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc. Lát nữa đừng nói là bắt ta đọc lời kịch hôm qua nhé, ta tuyệt đối sẽ không đọc lại lần nữa đâu. Tống thư hàng thầm nghĩ, nhưng khi hắn nghĩ vậy thì trên người hắn lại phát ra tiếng nói. Tử Lãng, Tử Lãng ngươi ở đâu? Mau trả lời ta đi. Không phải Tống thư hàng nói mà là quần áo của hắn phát ra tiếng nói, đó là giọng của hắn, là chức năng mở ghi âm. Ngóa nó, vậy cũng được à. Còn biết mở cả ghi âm, quả nhiên không phải giấc mơ bình thường. Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Lần này tỉnh lại phải tìm bạch tiền bối hỏi rõ giấc mơ này là sao mới được. Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì cuồng đao tam lãng ngâm trong dung nham đã hét to hệt như hôm qua. Cứu ta với, bằng hữu của ta, mau cứu ta lên. Tống Thư Hàng. Cuồng đao tam lãng nói với vẻ sốt ruột. Mình ta không lên được, ta cần người giúp đỡ, xin hãy giúp ta đi mà. Tống Thư Hàng khẽ thở dài. Ta biết rồi, ta nhớ là ở hướng 6 giờ từ chỗ ta có bậc thang, đi xuống đến bậc thứ ba mở một cái hộp, bên trong có một trang bị. Chỉ cần ném nó xuống cho tam lãng tiền bối là tiền bối có thể thoát khỏi núi lửa này đúng không? Ta đi tìm bậc thang đó ngay đây. Cuồng đao tam lãng tiền bối nghe vậy thì tròn cả mắt, lát sau hắn mới run giọng nói với Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu đừng hố người ta thế chứ. Tống Thư Hàng hoang mang. Hả? Sau đó hắn nghe thấy một tiếng cạch, và rồi tống thư hàng bị sương mù bao bọc trước khi bay đi giường như hắn thấy cảnh núi lửa phun trào tống thư hàng hắn phục giấc mơ biến thái này rồi lát sau sương mù cuốn tống thư hàng trở lại gần miệng núi lửa giống như thời gian quay ngược khi tống thư hàng lại chạy đến miệng núi lửa thì một suy đoán nảy ra trong lòng hắn tống thư hàng nhanh chóng đi tới miệng núi lửa quần áo lại phát giọng nói của hắn tử lãng tử lãng ngươi ở đâu mau trả lời ta sau đó cuồng đao tam lãng tiền bối lại xuất hiện trong dung nham. Tống Thư Hàng phát hiện cuồng đao tam lãng tiền bối nhếch nhác hơn lần trước một chút, toàn thân bị khét đen hơn nhiều. Sau khi cuồng đao tam lãng tiền bối xuất hiện thì lập tức đọc lời kịch, lặp lại lời đã nói. Nói xong, cuồng đao tam lãng tiền bối nhìn Tống Thư Hàng với vẻ ai oán. Thư Hàng thở dài, hắn lặng im tìm kiếm gần miệng núi lửa, chỉ một loáng sau đã thấy bậc thang. Theo hướng dẫn mà Cuồng Đao Tam Lãng Tiền Bối nói cho hôm qua, Tống Thư Hàng thành công mở dương báu lấy ra một đạo cụ là chiếc thuyền nhỏ. Tống Thư Hàng đẩy mạnh thuyền nhỏ vào dung nham núi lửa. Cuồng Đao Tam Lãng Tiền Bối mừng rỡ, nhanh chóng leo lên thuyền nhỏ rồi ra sức chèo thuyền. Chèo một hồi, thuyền nhỏ bay lên thẳng tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Đối mặt với tình tiết này, Tống Thư Hàng hắn đã không biết nói cái gì nữa cuồng đao tam lãng túm tống thư hàng lên rồi nhanh chóng trốn khỏi miệng núi lửa. Đi mau, núi lửa lại sắp phun trào. Qua khoảng 20 giây, núi lửa sau lưng họ phun trào ầm ầm. Cuồng đao tam lãng tiền bối mặt mày trắng bệch, càng chạy càng nhanh. Tống thư hàng hỏi, tiền bối, không ngựa đao bay đi sao? Cuồng đao tam lãng miếu máu. Không bay được, nếu có thể bay thì ta đã bay từ đời nào rồi? Tống thư hàng, Tống Thư Hàng và Cuồng Đao Tam Lãng khó khăn lắm mới trốn khỏi phạm vi núi lửa. Tuy rằng không thể ngự kiếm phi hành nhưng tốc độ chạy của Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối vẫn siêu nhanh, hơn nữa phạm vi núi lửa phun bị hạn chế, nên khi họ chạy ra một khoảng cách thì nó không còn lực sát thương nữa. Tống Thư Hàng nghe láng máng thấy có tiếng cắt vang lên bên tai. Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối thở phào nói: "Cuối cùng cũng an toàn rồi." Tống Thư Hàng hỏi: "Tam Lãng tiền bối, có thể hỏi một câu không? Chúng ta đang làm gì thế? Cuồng đao tam lãng nói. Người hỏi ta đang làm gì á? Người không biết sao, chúng ta đang quay phim đấy. Tống Thư Hàng hỏi. Quay phim á? Cuồng đao tam lãng khóc. Đúng rồi, vì ta lỡ mồm nói xấu linh điệp tôn giả một câu trong nhóm nên bị kéo đi quay phim. Trước khi ngươi đến ta đã ngâm trong núi lửa hai ngày rồi. Tống Thư Hàng hỏi. Trước khi ta đến, không phải ta đang nằm mơ sao không đúng là ngươi nằm mơ đấy cuồng đao tam lãng nhìn tống thư hàng rồi bỗng cảm thán rằng thư hàng tiểu hữu ngươi thật sự rất may mắn tống thư hàng chẳng hiểu mô tê gì hết cuồng đao tam lãng giải thích trước khi thăng cấp tứ phẩm mà có cơ hội thể nghiệm thần hồn xuất khiếu thế này đây là một thể nghiệm vô cùng quý giá đấy nó giúp ích rất lớn cho ngươi khi thăng cấp tứ phẩm ngươi cũng biết tu sĩ tứ phẩm có thể ngự kiếm phi hành thể nghiệm thần hồn xuất khiếu rất có ích cho việc ngự kiếm về sau. Tống Thư Hàng hỏi, thần hồn xuất khiếu, giống như linh hồn xuất khiếu sao? Nếu là linh hồn xuất khiếu thì có thể hiểu được giấc mơ kỳ lạ này rồi. Cuồng đao tam lãng chợt nghĩ đến một điều. Người hiểu như thế cũng khá là hợp lý, thần hồn và tinh thần lực liên quan đến nhau, có thể nói thần hồn là kết quả của tinh thần lực ngưng tụ cao độ mà thành. Thần hồn càng mạnh thì người ngự kiếm phi hành càng tiện, khoảng cách ngự kiếm tấn công địch càng xa hơn. Mà thư hàng tiểu hữu bây giờ là cảnh giới gì nhỉ? Cuồng đao tam lãng nhớ khi sở ra và hư kiếm phái lập lôi đài đoạn tiên đài thì thư hàng tiểu hữu mới đến cảnh giới nhị phẩm. Sau đó nghe đồn tống thư hàng gặp hàng loạt kỳ ngộ, độ kiếp thăng cấp lên tam phẩm rồi. Bây giờ thư hàng tiểu hữu có cảnh giới gì? Tống thư hàng trả lời. Mấy hôm trước vừa đả thông mạch thứ ba là mạch dương viêm ở tam phẩm, giờ đang trùng kích mạch không vương. Cuồng đao Tam Lãng bỗng lặng im, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Tống Thư Hàng tò mò hỏi: "Sao vậy Tam Lãng tiền bối?" Cuồng đao Tam Lãng nghiêm túc nói: "Ta muốn yên lặng, đừng hỏi ta yên lặng là ai, ta đang khao khát nàng ấy đây." Cuồng đao Tam Lãng lại phất tay chào Tống Thư Hàng: "Tới giờ rồi, Thư Hàng tiểu hữu, lần sau gặp lại nhé." Tống Thư Hàng hoang mang: "Hả?" Sau đó sương mù bao trùm người Tống Thư Hàng. Chờ khi sương mù biến mất, Tống Thư Hàng lại ngự vòng phi hành trên biển cả. Giống như lúc đến, chân trái hắn đạp sáu kiếm hoàn, chân phải đạp sáu kiếm hoàn, bộ dạng quái đản khôn tả. Tống Thư Hàng ngự kiếm hoàn bay nhanh trên trời. Rồi hắn bỗng lên tiếng. Bạch tiền bối, là ngài đúng không? Nhưng giữa không chung không ai trả lời. Tống Thư Hàng nhìn xuống kiếm hoàn dưới chân. Là bác hà tiền bối phải không? Giữa hư không vẫn không ai trả lời. Tống thư hàng sờ cầm vắt óc suy nghĩ. Bên kia, Lệ Chi tiên tử đang nghỉ ngơi trong phòng, tinh thần bồn chồn suốt mấy ngày đột nhiên lắng xuống. Cô chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, cảm giác thả lỏng đã lâu không gặp làm tâm tình của Lệ Chi tiên tử sung sướng hẳn lên. Nhưng ngủ được một lúc thì Lệ Chi tiên tử cảm thấy bị cái gì đó đè lên người. Cô mở bừng mắt ra, sau đó thấy một thứ lấp lánh ánh sáng vàng lơ lửng trên người mình, là ánh sáng vàng của công đức. Lát sau Ánh sáng công đức biến thành một mỹ nhân rắn. Mỹ nhân chấp đôi mắt phượng nhìn Lệ Chi Tiên tử chăm chăm. Chương 913, nhân loại tội ác nặng nề. Nguy to rồi, kẹt lời kịch. Má ơi, cái quỷ gì đây? Lệ Chi Tiên tử chộp về phía mỹ nhân rắn công đức theo bản năng, định cho cô ta nếm mùi tuyệt kỹ 365 quyển đại phong sa. Nhưng Lệ Chi Tiên tử chộp hụt. Mỹ nhân rắn công đức có hai loại hình thái, một loại là thực thể hóa, có hình thể thực có thể phối hợp tống thư hàng thi triển thuật ba đầu sáu tay, ngăn cản các loại công kích như tà khí, nguyền rủa cho hắn. Một loại khác là hình thái ánh sáng công đức bình thường, ở hình thái này thân thể của cô sẽ hóa thành một luồng sáng, có hình không chất. Khi vào phòng của lệ chi tiên tử thì Mỹ nhân rắn công đức đang ở trong hình thái thực thể hóa, giờ đã biến thành hình thái ánh sáng công đức, cho nên tay lệ chi tiên tử xuyên qua người cô. Mỹ nhân rắn công đức không né tránh, hoặc nên nói cô không biết né là gì. Từ đầu tới đuôi mỹ nhân rắn công đức chỉ đứng yên không nhúc nhích và dương đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn lệ chi tiên tử. Lệ chi tiên tử rút tay về rồi nói. Thì ra là ánh sáng công đức. Lệ chi tiên tử bị mỹ nhân rắn công đức nhìn chằm chằm cho hết cả hồn, sâu ngủ bay biến sạch. Ánh sáng công đức nhà ai mà chui vào phòng của cô thế này? Quên uống thuốc à? Tổ cha nó, hôm nay cô khó khăn lắm mới thả lỏng tinh thần ngủ ngon, chưa ngủ đủ đã bị đánh thức, vô nhân đạo quá đi mất đừng để ta biết chủ nhân của ánh sáng công đức là ai không thì đừng trách đại phong xa vô tình lệ chi tiên tử bực bội thầm nghĩ trong khi cô nhích người né tầm mắt của mỹ nhân rắn công đức nhưng lệ chi tiên tử nhúc nhích mỹ nhân rắn công đức cũng di chuyển theo không rời một tấc mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm làm tiên tử chịu áp lực nặng nề lệ chi tiên tử thở dài thườn thượt giơ tay chống cằm suy tư nhớ ra rồi đây là ánh sáng công đức của tống thư hàng tiểu hữu trong mấy đạo hữu trên thuyền chỉ có ánh sáng công đức của tống thư hàng tiểu hữu là đã thực thể hóa thôi lệ chi tiên tử nhảy xuống giường định sông tới chỗ tống thư hàng cho hắn nếm mùi 365 trăm quyển đại phong sa. lệ chi tiên tử mới đi hai bước thì chợt ngừng lại cô nhìn qua cửa sổ thấy ở khoảng hư không cách du thuyền không xa có 12 kiếm hoàn đang rơi xuống rất nhanh đó là ngân hà thập nhị kiếm pháp khí bản mệnh của bắc hà tán nhân 12 kiếm hoàn lúc thì bay hàng ngang khi thì bay thành năm góc, thi thoảng còn sáu trái sáu phải, đổi nhiều phong cách. Lệ chi tiên tử còn loáng thoáng thấy một bóng người đứng trên 12 kiếm hoàn. Lệ chi tiên tử chớp chớp mắt, cô quay đầu nhìn mỹ nhân rắn công đức bên cạnh mình. Đây là, thần hồn của Tống Thư Hàng Tiểu Hữu à? Đậu má, Tống Thư Hàng Tiểu Hữu đã thần hồn xuất khiếu thì ai khống chế ánh sáng công đức của hắn đây? Khi thần hồn xuất khiếu, ý thức của Tống Thư Hàng sẽ rời khỏi thân thể, trong trạng thái đó tại sao ánh sáng công đức của hắn lại chạy vào phòng cô được. Lệ chi tiên tử nhìn mỹ nhân rắn công đức một cách khó hiểu. Mỹ nhân rắn công đức nhìn lệ chi tiên tử chằm chằm, mắt phượng xinh đẹp sáng lấp lánh, nốt ruồi ở khóe mắt tôn lên sắc đẹp của cô. Lệ chi tiên tử đau tim, phất tay nói. Chủ nhân của ngươi đã trở lại rồi, mau qua kia đi, về bên chủ nhân của ngươi đi. Nhưng ánh sáng công đức không có thần trí, từ bản chất thì nó giống hệt như phép thuật từng nghe thực vật, động vật, thậm chí cục đá sinh ra linh trí thành tinh, nhưng phép thuật nhà ai có thể thành tinh chứ? Bởi vậy Mỹ nhân rắn công nước không hề phản ứng, vẫn bám sát lệ chi tiên tử. Lệ chi tiên tử càng đau gan hơn, cô thở dài đứng dậy đi sang phòng của Tống Thư Hàng. Cởi nút cần tìm người thắt nút. Thần hồn của Tống Thư Hàng được đưa về phòng, kiếm hoàn của bác Hà Tán Nhân bay ra khỏi cửa sổ. Thần hồn về phòng như mộng du đi một vòng trong phòng, sau đó lơ mơ nhập vào thân xác cốc 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 lúc thần hồn về thân thể tống thư hàng ngoài phòng vang tiếng đập cửa tống thư hàng mơ màng mở mắt ra xoa màng tai rồi vùng vẫy bật dậy khỏi chiếc giường mệt quá tinh thần rất mệt mỏi đây là di chứng của thần hồn xuất khiếu tống thư hàng hỏi diệp tư có ở đây không diệp tư trên mặt bàn gần đó dụi mắt ngước đầu lên quả nhiên cô lại ngủ diệp tư nghi hoặc hỏi Kỳ lạ, sao ta lại ngủ thế này? Rõ ràng hôm nay tinh thần của cô rất tốt, không mệt chút nào, tại sao đột nhiên lại ngủ chứ? Tống Thư Hàng nói, ta nghĩ có lẽ là vì tiền bối nào đó làm chuyện này đấy. Tống Thư Hàng chống người dậy nhảy xuống giường, Diệp Tư rơi vào giấc ngủ say nằm trong dự đoán của hắn. Tiền bối mang thần hồn của Tống Thư Hàng đi, trước khi thần hồn của hắn xuất khiếu chắc chắn tiền bối sẽ làm linh quỷ Diệp Tư ngủ để không kinh động cô. Cốc 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 ngoài phòng lại vang tiếng đập cửa. Tống Thư Hàng hỏi, ai vậy? Giọng lệ chi tiên tử vọng vào. Là ta, lệ chi, mau mở cửa, có việc gấp. Tống Thư Hàng xoa màng tay đi mở cửa phòng. Lệ chi tiền bối. Tống Thư Hàng vừa mở cửa thì lập tức thấy lệ chi tiên tử mặt mày nhăn nhó, một luồng sáng vàng bay bên cạnh tiên tử. Ủa, là mỹ nhân rắn công nước nhà hắn mà. Tống Thư Hàng sửng sốt. Ui cha, vì sao Mỹ nhân rắn công nước lại ở bên cạnh lệ chi tiên tử. Lệ chi tiên tử khẽ thở dài. Thư hàng tiểu hữu có thể phiền ngươi lấy ánh sáng công đức của mình về không? Đa tạ. Tống thư hàng gật đầu ngay, động ý niệm, ánh sáng công đức vèo một tiếng chui vào cơ thể hắn. Tống thư hàng nghi hoặc hỏi. Lệ chi tiền bối, tại sao ánh sáng công đức của ta lại ở bên cạnh tiền bối vậy? Lệ chi tiên tử lại thở hắt ra. Vấn đề này ta hỏi ngươi mới đúng tại sao ánh sáng công đức của ngươi xuất hiện trong phòng của ta thế? Làm ta đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Tống Thư Hàng ngại ngùng nói. Xin lỗi lệ chi tiền bối. Đồng thời, tinh thần Tống Thư Hàng cũng nối tiếp với Mỹ nhân rắn công đức. Mỹ nhân rắn công đức xảy ra biến đổi gì? Khi tinh thần của Tống Thư Hàng nối với Mỹ nhân rắn công đức thì hắn lập tức phát hiện lực lượng công đức của cô đậm gấp mấy lần lúc trước Mỹ nhân rắn công đức hấp thu lực lượng ánh sáng từ quả cầu kim loại thể lỏng trong thế giới hạch tâm, lực lượng công đức này siêu khổng lồ. Khi hấp thu hoàn toàn lực lượng công đức đó, Mỹ nhân rắn công đức xảy ra chút thay đổi, phần đuôi rắn màu ngày càng đậm, có xu hướng biến thành sắc vàng, cơ thể cô chân thật hơn. Ngoài ra thì Mỹ nhân rắn công đức không có thay đổi gì khác. Tống thư hàng hoang mang mở mắt ra, tại sao ánh sáng công đức lại chạy tới chỗ lệ chi tiên tử. Lúc này, Diệp Tư ở trong phòng lao ra chui vào ngực lệ chi tiên tử. Lệ chi ma ma, lệ chi tiên tử. Suýt quên, trong lúc quay bộ phim trận chiến mặt Pháp, cộng minh huyết mạch kỳ dị đã khiến lệ chi tiên tử nhận Diệp Tư làm con gái nuôi. Lệ chi tiên tử nhìn Diệp Tư hớn hở dựa vào ngực mình, chợt nhận ra Diệp Tư là linh quỷ của Tống Thư Hàng. Diệp Tư bám dính cô, mỹ nhân rắn công đức là công đức của Tống Thư Hàng thực thể hóa, cũng có dấu hiệu thích dính cô, Tống thư hàng tiểu hữu chuyên chơi cô hả? Chợt trong đầu lệ chi tiên tử lóe lên tia sáng, bèn hỏi. Phải rồi Diệp Tư, là người khống chế ánh sáng công đức của Tống thư hàng chạy tới phòng của ta à? Về phương diện nào đó, linh quỷ và chủ nhân chính là một thể, về lý luận thì Diệp Tư có thể khống chế ánh sáng công đức của Tống thư hàng. Diệp Tư trả lời. Không có, con mẫn cảm với ánh sáng công đức của Tống thư hàng, nên chưa từng nghiêm túc tiếp xúc với nó bao giờ. Diệp Tư bây giờ trốn Mỹ nhân rắn công đức còn không kịp nữa là. Tống Thư Hàng ở một bên chìm trong suy tư, hắn nghĩ đến một khả năng có khi nào lệ chi tiên tử liên quan đến trường sinh giả Trình Lâm không? Ví dụ lệ chi tiên tử là hậu nhân của Trình Lâm hay mối quan hệ càng thân thiết hơn chẳng hạn. Nên Mỹ nhân rắn công đức hấp thu xong lực lượng công đức từ quả cầu kim loại thể lòng thì mới bay ra rồi đến gần lệ chi tiên tử theo bản năng. Dù sao thì khi Mỹ nhân rắn công đức của Tống Thư Hàng thực thể hóa cũng từng bị Mỹ nhân có nốt ruồi lệ ở thiên giới giao chỉ ảnh hưởng. Diệp Tư, lệ chi tiên tử, trường sinh giả trình lâm, linh quỷ tổ truyền của nhà Diệp Tư trong bích thủy các ngày xưa. Chắc chắn bốn người này có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Chờ đến di tích trong trường sinh giả trình lâm, có lẽ mọi thắc mắc sẽ được gỡ bỏ. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng hỏi. Phải rồi, Lệ Chi Tiền Bối có từng mơ thấy chuyện gì liên quan trường sinh giả Trình Lâm không? Lệ Chi Tiên Tử lắc đầu nói. Không, ta chưa từng mơ thấy thứ gì giống vậy. Người hỏi cái này làm chi? Tống Thư Hàng nói. Ta nghĩ không chừng giữa lệ chi tiên tử và trường sinh giả Trình Lâm có mối liên quan gì đó, ví dụ quan hệ huyết thống hay càng gần gũi hơn nữa chẳng hạn. Lệ chi tiên tử hỏi. Quan hệ gần gũi hơn nữa, ý ngươi là, đầu thai. Tống Thư Hàng đáp ta chỉ đoán thôi. Lệ chi tiên tử nói. Chắc không phải đầu thai, vì nếu đầu thai thì không có lý nào ta lại không phát hiện. Trong khi nói chuyện, bạch tôn giả từ xa đi tới. Ô, Thư Hàng đã tỉnh rồi đấy à, ngủ ngon không? Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Không ngon, cực kỳ không ngon, mệt đừ người luôn. Bạch tôn giả cười xòa. Ừ, thấy mệt là đúng rồi. Tống Thư Hàng hỏi dò. Quả nhiên, thần hồn ta xuất khiếu là bạch tiền bối làm à? Bạch tôn giả đáp, ừ, đúng rồi, làm thần hồn của ngươi xuất khiếu khiến ta mất công sức lắm, tiếc là cái miệng tam lãng không giấu được bí mật gì, nếu không ta có thể cho ngươi chơi thêm vài lần nữa. Tống thư hàng, bạch tôn giả nói thêm, thần hồn xuất khiếu rất có lợi cho ngươi, sau này có rảnh chúng ta tìm cơ hội chơi tiếp. À, chúng ta đã đến di thích của trường sinh giả Trình Lâm, các ngươi chuẩn bị đi, lát nữa sẽ xuất phát. Thư hàng, hãy dùng chút đan dược phục hồi mệt mỏi tinh thần đi đã. Hơn 10 phút sau, Bạch Tôn giả lấy ra một chiếc thuyền tiên mang theo nhóm tống thư hàng lặn xuống di tích trường sinh giả trình lâm ở đáy biển. Lặn khoảng hơn 2.000 thước thì Bạch Tôn giả chợt ngừng lại. Bạch Tôn giả đột nhiên cười nói. Thú vị lắm. Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Có chuyện gì thế? Lệ Chi Tiên tử nhìn đáy biển xa xăm qua thuyền tiên. Chúng ta bị mai phục." Tống Thư Hàng hỏi, "Mai phục, kẻ địch là ai?" Trong thế giới đáy biển, cảnh giới tam phẩm của Tống Thư Hàng không phát huy bao nhiêu sức chiến đấu, cơ bản chỉ có thể đứng xem thôi. Bạch Tôn giả đáp, "Ừm, um, là một loại sinh vật kỳ quái, ta nhớ tên của chúng nó là chiến sĩ nhím biển thì phải." Tống Thư Hàng, thì ra là một đám chiến sĩ nhím biển bị giáo trình bắt buộc 20 năm tẩy não. Tống Thư Hàng hỏi, nhưng sao chiến sĩ nhím biển biết chúng ta sẽ đến di tích đó mà chọn mai phục ở đây chứ bạch tôn giả vươn tay ấn một trận pháp nhỏ ở góc trên bên phải thuyền tiên ai mà biết được thuyền tiên tỏa sáng chói là chiếu rọi khu vực biển xung quanh trong ánh sáng mọi người thấy đằng trước thuyền tiên đông nghìn nhịp những chiến sĩ nhím biển đẳng cấp tứ phẩm mặc đồ lặn màu đen trong đồ lặn mọc ra vô số gai nhọn Tống thư hàng hỏi thực lực của đám chiến sĩ nhím biển này thế nào diệt phượng công tử thả thần thức ra quét đám chiến sĩ nhím biển rồi trả lời đa số đẳng cấp tứ phẩm hơn 10 con là ngũ phẩm nếu chúng nó đồng loạt tấn công thuyền tiên thì hơi rắc rối bắc hà tán nhân cười nham nhở nói nếu có giao bá đạo hiếu ở thì tốt rồi đáy biển là sân nhà của hắn mà lệ chi tiên tử siết chặt nắm tay nhỏ lạnh lùng nói không cần giao bá đạo hiếu ta ra ngoài làm gỏi chúng nó đang nói chuyện thì có một chiến sĩ nhím biển vừa gầy vừa cao suốt bước ra từ giữa đàn. Đó là một con chiến sĩ nhím biển đẳng cấp ngũ phẩm, sau khi xuất hiện nó nhìn chằm chằm vào. Tống thư hàng trong thuyền tiên. Chiến sĩ nhím biển gầy guộc tức giận quát. Hỡi nhân loại đầy tội nghiệt kia, ta ngửi được mùi máu tanh nồng trên người của ngươi, Người đã nhiễm bao nhiêu máu của đồng loại bọn ta hả? Người đã giết bao nhiêu đồng loại của bọn ta? Tống thư hàng suýt quên trên người hắn có một ấn ký kẻ giết nhím biển. Chiến sĩ nhím biển cao gầy trầm giọng nói. Người chết chắc rồi, nhân loại độc ác, hôm nay không ai cứu người được đâu. Ai dính máu của chiến sĩ nhím biển chúng ta đều là kẻ địch chung của chiến sĩ nhím biển toàn thế giới. Ngươi không trốn thoát được đâu, không chỉ mình ngươi, ngay cả người nhà của ngươi cũng. Cũng sẽ, sẽ, quên thoại mợ nó rồi. Chiến sĩ nhím biển cao gầy cứng họng, nó là đẳng cấp ngũ phẩm, cấp bậc trưởng lão, lâu rồi không tự mình ra tay, thế là quên luôn lời thoại của chiến sĩ nhím biển. Tình hình thật là lúng túng. May mắn mặt trưởng lão chiến sĩ nhím biển gầy che vảy đen khiến người không thấy rõ cảm xúc gì. Nhìn trưởng lão quên lời, một chiến sĩ nhím biển tam phẩm trẻ đứng đằng sau lặng lẽ lấy một cuốn sách đẹp đẽ ra, là sách giáo khoa bắt buộc 20 năm của chiến sĩ nhím biển. Chương 914, đại pháo bắn rồi bắn chết cha nó quyển sách giáo khoa bắt buộc 20 năm của chiến sĩ nhím biển này được chế tạo đặc biệt, không thấm nước, phòng điện, kèm hiệu quả phát sáng. Dù ở trong biển sâu, chiến sĩ nhím biển vẫn có thể hưởng thụ giáo dục bắt buộc 20 năm một cách vô cùng tiện lợi. Đây là sách giáo khoa do Bộ Giáo dục Chiến sĩ Nhím Biển mới nghiên cứu ra, từ khi có nó, chiến sĩ Nhím Biển trẻ ở đáy biển cũng có thể học tập tri thức bất cứ lúc nào. Trưởng lão chiến sĩ Nhím Biển kép gầy thầm đọc sách giáo khoa bắt buộc 20 năm của chiến sĩ Nhím Biển. Quen tay lật đến một trang. Sau đó trưởng lão chiến sĩ nhím biển nói với tống thư hàng: Khụ, không chỉ mình ngươi, người nhà của ngươi cũng sẽ bị chiến sĩ nhím biển trừng phạt. Ngươi không trốn được đâu, ngươi không có đường sống. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn tự chặt đầu thì ta có thể tha cho người nhà của ngươi một mạng. Tống thư hàng, đám chiến sĩ nhím biển cố chấp với lời thoại đến mức độ nào chứ? Trước khi đánh nhau phải quyết đọc xong lời thoại mới chịu à? nếu chúng nó đụng phải người bắt yêu nóng tính thì xui rồi. Một bên là trước khi đánh nhau phải đọc lời kịch, một bên là thấy yêu quái thì xúc động muốn giết, không nói hai lời vác đao chém, tưởng tượng đã thấy buồn cười. Diệt Phượng Công Tử cười nói, Thư Hàng, chúng tìm người đấy. Dù đối mặt với rất nhiều chiến sĩ nhím biển nhưng tiền bối nhóm cửu châu số một chẳng hề lo lắng. Tống Thư Hàng khẽ thở dài. Ừm, um, trước kia ta giết vài con chiến sĩ nhím biển, thế là để lại ấn ký bạch tôn giả ta cũng từng giết lệ chi tiên tử nói hình như ta cũng vậy dược sư nói ta thì không trực tiếp giết nhưng có lần bắt sống vài chiến sĩ nhím biển về vốn định nuôi thử thuốc ai ngờ nuôi một hồi không biết sao chết luôn giang tử yên nói không thể trách ngươi hôm đó chắc tại ta đút sai thuốc nên mấy con chiến sĩ nhím biển đó mới chết diệt phượng công tử nghe vậy bèn cảm thán rằng đám người các ngươi tàn nhẫn quá Chiến sĩ nhím biển vừa ngốc vừa dễ thương, các người nỡ lòng nào xuống tay chứ? Diệt phượng công tử vừa dứt lời thì đội chiến sĩ nhím biển đã tản ra, phía sau dơ lên biết bao nhiêu là vũ khí, có bom nổ dưới nước, ngư lôi, siêu không ném ngư lôi, đạn phá giáp nước sâu, các loại vũ khí hiện đại hóa dưới biển. Không biết đám chiến sĩ nhím biển làm sao thu gom được nhiều vũ khí hiện đại hóa như thế. Hơn nữa trên vũ khí còn chẳng chịt đầy phù văn trận pháp, hiển nhiên đã được chiến sĩ nhím biển cải tạo rồi chỉ có thể nói không uổng là tinh anh giới hải yêu nhận giáo dục bắt buộc 20 năm, vừa nghiên cứu phép thuật vừa không quên nghiên cứu vũ khí chiến tranh công nghệ cao của nhân loại, không hề đi sau thời đại. Trưởng lão chiến sĩ nhím biển cao gầy lại nói với Tống Thư Hàng. Hỡi nhân loại tội nghiệt nặng nề, nghe cho kỹ đây, ta cho ngươi 20 giây sám hối. 20 giây sau ngươi phải tự quỳ xuống chặt đầu, nếu không. Không chỉ mình ngươi chết, người nhà của ngươi sẽ bị chiến sĩ nhím biển truy sát trên thuyền tiên tống thư hàng chỉ vào hàng loạt vũ khí hiện đại hóa dư tận rồi hỏi diệt phượng công tử diệt phượng tiền bối nhìn xem đây là chiến sĩ nhím biển vừa ngốc vừa cưng mà tiền bối nói giờ có thấy chúng đặc biệt tàn bạo không diệt phượng công tử bạch tôn giả đột nhiên lên tiếng phải rồi thư hàng người lại đây lái thuyền tiên giúp ta tống thư hàng hỏi a à, tiền bối ta không biết lái thuyền tiên mà bạch tôn giả giải thích yên tâm, ta đã cải trang thuyền tiên, giống lái xe vậy, người biết lái xe là sẽ lái được thuyền tiên. Hơn nữa người điều khiển thế nào không để thuyền chìm là được, giờ ta đi ra ngoài một chuyến. Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Đi ra ngoài một chuyến, Bạch Tiền Bối muốn làm gì hả? À? Không biết Bạch Tôn Giả lấy đâu ra rất nhiều công cụ, trong mắt tràn ngập hưng phấn, hắn vui vẻ nói. Ừm, thật ra ta rất hứng thú với mớ vũ khí của đám chiến sĩ nhím biển này lần trước ta mang tên lửa đạn đạo về mà chưa nghiên cứu kỹ đã bị hủy lần này hiếm khi thấy nhiều vũ khí như vậy ta muốn nghiên cứu một chút tống thư hàng nuốt nước miếng hỏi bạch tiền bối làm vậy có phải là không được tốt lắm không bạch tôn giả nói yên tâm dạo này ta có rèn luyện kỹ thuật tháo máy móc chuyên nghiệp với tuyệt cú mèo luôn tống thư hàng thuận miệng hỏi tuyệt kiểu gì bạch tôn giả trần trừ một lúc ờ thì ví dụ như nổ rất sướng chẳng hạn. Diệt phượng công tử, lệ chi tiên tử, bắc hà tán nhân, dược sư và giang tử yên đều câm nín. Trong sự lặng im của đám đạo hiếu, bạch tôn giả vui vẻ mở cửa lặn, lặng lẽ rời khỏi thuyền tiên rồi lẻn về hướng trận doanh chiến sĩ nhím biển. Tống Thư Hàng đề nghị, các vị tiền bối, chúng ta có nên lùi lại một chút không? Lệ chi tiên tử đồng ý. Sau đó tăng mạnh trận pháp phòng ngự trên thuyền tiên lên, Dược sư chậm rãi nói. Không thể thiếu trận pháp giảm bớt lực lượng, lực xung kích của vụ nổ dưới đáy nước lớn lắm đó. Giang Tử Yên gật đầu nói. An toàn là số một. Vì thế nhóm Tống Thư Hàng lặng lẽ hành động. Bên kia, đám chiến sĩ nhím biển bao vây thuyền tiên. 20 giây qua mau. Trưởng lão chiến sĩ nhím biển cao gầy cong khóe môi dưới lớp khăn che mặt, nở nụ cười âm hiểm khi mưu đồ thành công. 20 giây thật ra là thủ thuật che mắt của nó, người trên thuyền tiên ai nấy đều dính máu của chiến sĩ nhím biển, trưởng lão không định tha cho bất kỳ người nào. Trong 20 giây trưởng lão chỉ huy đám chiến sĩ nhím biển bầy thiên la địa võng, tất cả vũ khí hiện đại hóa, phép thuật đều chuẩn bị sẵn sàng. Trưởng lão chiến sĩ nhím biển gầy cười đắc ý và ra lệnh. hỡi nhân loại tội nghiệp sâu nặng, cho dù ngươi chặt đầu thì chiến sĩ nhím biển chúng ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho người nhà của ngươi hôm nay các ngươi đều chết tại đây đi, sau đó ở địa ngục chờ người nhà của các ngươi. Chuẩn bị nã pháo, đại pháo bắn chết cha chúng nó, đừng có hèn yếu, hãy vùng lên đi. Đám chiến sĩ nhím biển ở phía sau lục tục điều khiển, tất cả ngư lôi, bom nổ dưới nước, đạn phá giáp lắp nòng. Đủ loại vũ khí đều nhằm về phía thuyền tiên. Khi đám chiến sĩ nhím biển chuẩn bị khai hỏa. a a a một chàng tiếng gào thét vang lên, tiếng hét đặc biệt thê thảm, kêu cha gọi mẹ, kêu anh kêu chị, kêu vợ kêu bổ nhí. Vụ nổ dẫn đến sóng xung kích vô cùng đáng sợ. Tóm lại thì hiệu quả vụ nổ xứng đáng nhận được 32 like. Không uổng là kết quả công nghệ cao của nhân loại cộng với trận pháp phù văn của chiến sĩ nhím biển, kết hợp khoa học kỹ thuật và tu chân ra hiệu quả một cộng một lớn hơn 2. Chỉ có một điều không hoàn mỹ là vị trí nổ không đúng lắm. Ngoá nó, sao đạn pháo chưa bắn ra đã nổ thế này? hơn nữa kích hoạt bom nổ dưới nước xong mua một tặng một kích hoạt luôn mấy ngư lôi xung quanh, cảnh tượng hoành tráng còn hơn phim hành động Âu Mỹ. Vụ nổ bất ngờ làm đám chiến sĩ nhím biển ở phía xa không kịp trở tay, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn. Một số đồng bạn may mắn bị thương nặng dựa vào sức sống ngoan cường khóc la bò ra từ dư ba vụ nổ, nhưng rất nhiều đồng bạn xui xẻo mãi mãi vùi thây trong vụ nổ kỳ lạ này. Trưởng lão chiến sĩ nhím biển gầy gò hai mắt đỏ ngầu, la toáng lên sao có thể như vậy? Vũ khí của chúng ta đã trải qua kiểm tra, an toàn chất lượng nhím biển, sao có thể xuất hiện tai nạn được chứ? Trung tâm vụ nổ có bóng nhân loại vèo một tiếng lao ra, tốc độ siêu nhanh, non bộ dáng không hề chật vật chút nào. Vụ nổ kịch liệt nhưng không tạo chút tổn thương cho nhân loại đó, có một tấm phù văn lơ lửng bên cạnh hắn hình thành tầng hộ thuẫn mỏng manh. Phù văn hộ thuẫn này đã cản lại mọi tổn thương cho hắn. Bạch tôn giả lầm bẩm Phi phi phi, chỉ mới cậy vỏ ra mà sao tự dưng lại nổ thế này. Ta còn chưa thấy mạch điện trong đó mà. Bạch tôn giả vừa nói vừa nhanh chóng đến gần một quả bom dưới nước khác. Trước bao gặp mắt của chiến sĩ nhím biển, bạch tôn giả bình tĩnh dùng hai công cụ nhỏ kỳ lạ chọc ngoáy quả bom dưới nước. Chiến sĩ nhím biển. Trưởng lão chiến sĩ nhím biển cao gầy tức giận quát. Cản hắn lại, mau ngăn nhân loại này lại. Không đúng, giết hắn, giết hắn cho ta đám chiến sĩ nhím biển trẻ lấy lại tinh thần. Chiến sĩ nhím biển đứng gần quả bom lao vào bạch tôn giả, pháp khí trong tay, gai nhọn trên người, một số phép thuật hệ hàn băng ném vào bạch tôn giả như mưa. Nhưng những công kích này quá yếu đối với bạch tôn giả, trình độ công kích cỡ đó không phá được phòng ngự của hắn nữa là. Vì thế bạch tôn giả ung dung dựng phù văn hộ thuẫn, lo tập trung gỡ bom dưới nước. Công kích của đám chiến sĩ nhím biển nhiều như vô cùng vô tận, không ngừng đánh vào hộ thuẫn của bạch tôn giả, cảnh tượng đặc biệt hoành tráng. Đáng tiếc là không đem lại chút hiệu quả nào, một số gai nhọn bị bắn ngược lại khi đụng vào hộ thuẫn khiến chiến sĩ nhím biển lao oai oái thấu trời. Tốc độ gỡ bom của Bạch Tôn giả siêu nhanh, hơn nữa do có kinh nghiệm lần trước nên lần này trước khi tháo gỡ, Bạch Tôn giả còn đặc biệt chùm vỏ ngoài không thấm nước cho quả bom. Vỏ ngoài của bom dưới nước nhanh chóng bị Bạch Tôn giả gỡ xuống, tiền bối rất vui vẻ nghiên cứu kết cấu bên trong. Quả bom dưới nước này là loại mới nghiên cứu vào năm 2019, uy lực nổ rất mạnh, không sợ thấm nước. Đám chiến sĩ nhím biển có thể kiếm được thứ tiên tiến như vậy thật không dễ dàng chút nào. Bạch tiền bối gỡ được một nửa, đang định nghiên cứu sâu hơn thì. Bùm! Thứ này lại nổ. Uy lực nổ bao trùm bạch tôn giả và chiến sĩ nhím biển ở gần. Bạch tôn giả lầm bẩm, Xui thế không biết nói xong, bạch tôn giả lại đứng dậy chạy đến quả ngư lôi bên cạnh. Trưởng lão chiến sĩ nhím biển cao gầy tức giận dậm chân bình bịch. a à, 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 chết tiệt, chết tiệt, chia ra một đội người đi tấn công tên kia, những người khác lo công kích chiếc thuyền tiên kia. Công kích đi, đừng để thuyền tiên chạy mất. chương 915, linh hồn ca vương đến theo lời triệu hồi. Đám chiến sĩ nhím biển trẻ chợt hiểu ra, lại điều chỉnh ngư lôi và tên lửa đạn đạo nhắm về phía thuyền tiên rồi nhấn nút bắn. Bum bùm 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 bùm. chớp mắt, đợt bom đầu gần 200 quả bắn về phía thuyền tiên, còn có mấy đợt bom khác theo sau. Số lượng bom kiểu này là tính nổ hàng không mẫu hạm luôn à. Thuyền tiên nhỏ của ta chỉ to cỡ xe bus công cộng bình thường thôi, các ngươi làm vậy không thấy quá khoa trương sao. Tống thư hàng lái thuyền tiên nhanh chóng rút lui. Chiếc thuyền tiên được bạch tôn giả cải tạo có cách điều khiển giống xe hơi, nhưng thêm chút công năng. Ví dụ khi di chuyển tay lái lên xuống có thể khống chế độ cao bay lên hoặc độ lặn sâu. Tống Thư Hàng thử một chút thì lập tức quen tay, có điều, thuyền tiên được cải tạo tốc độ cũng không nhanh lắm, không thể tránh né nhiều bom như vậy. Tống Thư Hàng nhìn bom đầy màn hình, tim đập rộn lên, vội hỏi: "Các vị tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ?" Cảnh tượng rất hoành tráng, khiến người không kiềm được máu nóng sôi trào. Lệ Chi Tiên Tử trả lời: "Đừng gấp" đợi ta chụp hình đã. Trước khi thuyền tiên bị mấy trăm quả bom bắn thủng, lệ chi tiên tử móc di động ra chụp liên tục vài tấm hình với bom bên ngoài. Sau đó, lệ chi tiên tử lại móc cây gậy dài tự chụp hình ra, âu dáng xinh đẹp trước ống kính. Tách tách, trong hình, lệ chi tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, sau lưng cô là bom bắn ầm ầm. Lệ chi tiên tử nói, đẹp ghê, tấm selfie này làm ta vừa lòng nhất trong cả năm nay đấy lệ chi tiên tử vừa nói vừa gửi hình đến nhóm bạn bè. Hôm nay đi mạo hiểm với bạch tiền bối, chuẩn bị thăm dò một chỗ di tích, ai ngờ giữa đường bị người mai phục, thế công của quân địch rất dữ dội, bom đầy hình. Phỏng chừng 5 giây sau bom sẽ bắn trúng thuyền tiên của bọn ta. Đăng hình xong lệ chi tiên tử vừa lòng cất di động đi. Tống thư hàng. Giống như lệ chi tiên tử dự đoán, 5 giây sau các mẫu ngư lôi, bom biển sâu vô tình bắn trúng thuyền tiên bùm 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 tiếng nổ đinh tai nhức óc đặc biệt kích thích mà giờ này bên trận doanh chiến sĩ nhím biển phía đối diện có một chiến sĩ nhím biển đứt chân dồn hết sức bơi ra khỏi vụ nổ nó nhìn cái chân gãy trong mắt tràn ngập kinh hoàng không xong không ngờ chân của ta đã gãy sạch luôn rồi không được ta phải lập tức chụp một bộ ảnh gửi tới nhóm bạn bè mới được chiến sĩ nhím biển vừa nói vừa móc một chiếc điện thoại di động không thấm nước phòng điện, loại cảm ứng của mình ra. Nhưng di động cảm ứng của nó kỹ thuật không tốt, nên xuống đáy biển thì tín hiệu rất yếu. Kỳ thật, ban đầu chiến sĩ nhím biển muốn lần trong tu sĩ nhân loại, định bỏ linh thạch đi mua một di động khác, nhưng sau này nó hỏi thăm biết phí đổi điện thoại rất đắt. Một chiếc di động có tín hiệu phạm vi toàn cầu mất một viên linh thạch nhị phẩm, nếu thêm vào công năng phòng giò điện, không thấm nước, phòng cháy thì phải thêm một viên linh thạch nhị phẩm nếu có tín hiệu trong thái dương hệ thì phải trả linh thạch tam phẩm. Nó tiếc tiền nên chỉ có thể tự cải tạo di động. Chiến sĩ nhím biển gãy chân dơ di động nhắm ngay cái chân gãy chụp mấy tấm hình, lại dơ di động lên đỉnh đầu chụp một tấm toàn thân. Thừa dịp di động quen có chút tín hiệu, nó vội gửi hình vào nhóm bạn, còn không quên mở app lên chỉnh cho đẹp. Điệu má, hôm nay đi theo trưởng lão bao vây tiếu trừ một nhân loại tội ác tài trời, kết quả ta chưa bắn pháo nào đã bị nổ gãy chân máu chảy không dứt, đau chết bỏ luôn. Cười lên nhóm bạn xong, chiến sĩ nhím biển gãy chân cất di động đi, nghẹo cổ mất xỉu. Nó bị thương rất nặng, chẳng những gãy chân mà cơ thể còn bị vụ nổ đánh chúng tạo thành nội thương. Nên sau khi cắn răng chụp hình xong thì nó không chịu nổi mà xỉu ngay tắp lự. Bùm 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 bùm. Tống thư hàng cảm giác chiếc thuyền tiên sắp rã ra, thuyền rung bần bật, tiếng nổ vang khắp nơi. Trung tâm điều khiển của thuyền tiên không ngừng rú còi cảnh báo. Trên màn hình tinh thể lỏng, đường màu lục đại biểu phòng ngự đã rớt xuống 30%, bị nổ thêm lần nữa là phòng ngự của thuyền tiên sẽ tan nát. Quả nhiên bom là thủ đoạn hay nhất để giải quyết vấn đề. Nếu vẫn không xong thì đó là do lượng thuốc nổ không đủ. Tống Thư Hàng xoay người hỏi. Bắc Hà tiền bối, phòng ngự của thuyền tiên sắp tiêu rồi, có cách nào bổ sung phòng ngự không? Bắc Hà tán nhân lắc đầu nói. Có, nhưng không phòng nổi, nhiều ngư lôi, Bom đáy biển công kích thế này, dù ta hết sức phòng ngự cũng không chống chọi được lâu. Trừ phi cho ta thời gian để ta khắc 200 trận pháp phòng ngự, rồi cung cấp đủ linh thạch thì họa may. Tống thư Hàng trợn to mắt hỏi: "Vậy chứ chúng ta làm sao bây giờ?" Tống thư Hàng cứ tưởng Bắc Hà tán nhân bình tĩnh như vậy là vì có cách giải quyết, ai ngờ Bắc Hà tiền bối lại trả lời như thế. Lệ Chi tiên tử nói: "Đừng sợ, với thực lực của chúng ta dù thuyền tiên bị nổ muốn trốn thoát đợt oanh tạc này vẫn không thành vấn đề. Tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng đâu. Tống Thư Hàng câm nín. Sược sư nói, đợt nổ thứ hai tới kìa, chiếc thuyền tiên này sắp tiêu rồi. Bác Hà Tán Nhân nói, đúng rồi, ta nhớ chiếc thuyền tiên này là bạch tiền bối mua từ nho ra về mà. Sau khi mua về còn mất thời gian rất lâu để cẩn thận cải tạo. Nếu nó bị nổ thành cho thì có khi nào bạch tiền bối sẽ giận điên lên không? Diệt phượng công tử nói. Bạch tiền bối có điên cũng sẽ chút oán khí lên đám chiến sĩ nhím biển thôi. Tống thư hàng đột nhiên lên tiếng. Các tiền bối chờ chút đã. Trên màn hình điều khiển thuyền tiên, mức phòng ngự đã rớt xuống 19%, lúc này chợt có gợi ý nhảy ra. Cảnh báo, phòng ngự thuyền tiên rất dưới 20%, khởi động chương trình cứu cấp. Màn hình xuất hiện 5 phim ấn. Gợi ý, xin chọn loại cứu cấp. Tống Thư Hàng nhìn năm con số, phỏng chừng mỗi số ứng với một loại chương trình cứu cấp, nhưng chỉ có số không có giới thiệu thì hắn biết phải chọn đường nào đây. Ai biết những phương án khẩn cấp này cái gì đâu. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn các vị tiền bối rồi hỏi. Các tiền bối thấy sao? Lệ chi tiên tử phủi sạch trách nhiệm. Chọn đại đi, dù sao cũng là chương trình cứu cấp. Bác Hà Tán Nhân nhún vai. Người thích số nào thì ấn cái đó đi. Sược sư nói ta không có ý kiến. Tống thư hàng nhìn con số phòng ngựa của Thuyền Tiên thấp dần, Tống thư hàng cắn răng chọn đại một cái, hắn nhắm mắt nhấn đại chúng con số 3. Ao ao ao. Một trận pháp trong Thuyền Tiên bị kích hoạt, trong trận pháp đặt thanh bảo kiếm, là lưu tinh kiếm của Bạch Tiền Bối. Trận pháp bị kích hoạt, lưu tinh kiếm bỗng biến mất giữa hư không, hình như là năng lực thiên phú không gian của Bạch Tiền Bối. Bắc Hà tán nhân tò mò hỏi: đây là thủ đoạn cứu cấp gì nhỉ? Chắc không phải Lưu Tinh Kiếm ra ngoài bảo vệ thuyền tiên đấy chứ?" Bắc Hà tán nhân vừa dứt lời thì trận pháp lại tỏa sáng, sau đó Lưu Tinh Kiếm xuất hiện. Nhưng lần này Lưu Tinh Kiếm còn đưa thêm một người về, đó là một nam nhân cao lớn đẹp trai, mái tóc dài bện nhiều bím, khuôn mặt vẽ hai quầng mắt đen to, năm vệt đỏ từ trái sang phải, mặt, mũi, môi đều đeo đầy trang sức đinh ốc. Khắp người chi chít toàn là hình xăm thoạt trông giống hệt như ca sĩ phong cách Dead Rock. Ca sĩ phong cách rock và rô này làm tư thế giống to hát, tay khảy điên cuồng, đầu gật lên xuống lia lịa. Tiếng đàn guitar dường như đã đến đoạn cao trào. Nam nhân giống to, bắt đầu hát. Hú 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 hú. hú. Chờ nam nhân mở miệng hát, bác hà tán nhân mới nhận ra người đó là ai. Mở ơi, đây chẳng phải là tạo hóa pháp phương sao. Tạo hóa pháp phương thay đổi quá nhiều, ăn mặc phong cách rock và râu kỳ cục, hóa trang quá lố, không ai có thể liên hệ người này với tạo hóa pháp vương được nữa. Lệ chi tiên tử tái cả mặt. Chờ chút đã, tạo hóa đạo hiếu. Vì sao trong năm thủ đoạn cứu cấp của bạch tôn giả lại có cả triệu hoán tạo hóa pháp vương thế này? Triệu hoán tạo hóa pháp vương làm được gì chứ? Ừ thì tạo hóa ca vương được triệu hoán ra có thể hát. Chết dở. Mặt tống thư hàng trắng bệch, hắn nhớ ngày xưa mình đụng mặt tạo hóa pháp vương, Nghe hát một bài thôi mà còn đáng sợ hơn cả địa ngục." Dược sư sốt ruột nói. "Pháp Vương là bọn ta, là bọn ta đây." Đáng tiếc linh hồn Ca Vương không nghe thấy tiếng la của mọi người, còn chìm đắm trong tiết tấu của mình. Dạo này tạo hóa Pháp Vương rất nổi tiếng trong giới hát hò, đi đến đâu là nổi tới đó, mỗi buổi biểu diễn của hắn đều chật ních. Có lẽ mỗi người trên thế giới này đều có trái tim muốn tìm chết chăng? Tiếng ca của tạo hóa Pháp Phương có sức sát thương đáng sợ, có thể đưa người nghe vào bệnh viện. Tin tức truyền ra dẫn đến vô số người mê nhạc Death Rock và Rotung hô. Nhiều người thích kích thích hy vọng được thể nghiệm cảm giác tiếp cận chết. Họ không tiếc từ ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ để nghe buổi biểu diễn của tạo hóa Pháp Phương. Hơn nửa tháng qua là chuỗi ngày vui vẻ nhất trong đời tạo hóa Pháp Phương. Đi đến đâu cũng có người muốn nghe hắn hát. Hôm nay cũng vậy, địa điểm hội biểu diễn của tạo hóa Pháp Phương ở châu âu. Tạo hóa pháp vương hát rất khí thế nhưng đám fan bên dưới đa số đều không nghe hiểu ca từ, mà không sao cả, âm nhạc hoặc nên nói là nghệ thuật thì không có biên giới hay ngôn ngữ gì hết. Dù nghe không hiểu pháp vương đang hát gì nhưng miễn là linh hồn ca vương cất tiếng hát, hiệu quả có thể giết người, hiệu quả khiến người ta điên cuồng không hề giảm bớt. Đám fan nghe hát xong đều rên rỉ đau khổ, cảm giác đó rất tuyệt vời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.